Đúng rồi lão ảnh, tu vị của ta hiện tại tăng cao quá nhiều, có ảnh hưởng đến căn cơ hay không? Lục Lâm Thiên hỏi lão ảnh, lúc này sau khi hắn dung hợp thế giới bổn nguyên, từ võ đế tăng lên mấy trọng, đặc biệt còn đột phá cấp độ linh giả, hắn trực tiếp đột phá vượt cấp, vấn đề này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy lo lắng. Tuy đột phá có hơi nhanh, ta cũng lưu ý qua, căn cơ của ngươi không tệ, nhưng mà ngươi không có lĩnh ngộ đến tầng thứ kia, cũng không cách nào đột phá, huống chi ngươi không có đủ tâm tính, cũng không cách nào dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Căn cơ với kẻ nào cũng là đại sự không được qua loa, cho nên ngươi phải chú ý đến căn cơ. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo chút ít tán thưởng, nói nhỏ. Nhưng ngươi là ngoại lệ, bởi vì ngươi dung hợp hỗn độn chi nguyên, có cả thế giới hỗn độn làm chỗ dựa vào, chút đột phá này còn chưa thể dao động căn cơ của ngươi, nhưng sau này phải chú ý một hai, chỉ có đánh chắc căn cơ, con đường sau này mới có thể đi xa, thậm chí đạt tới mức độ sinh linh 3000 đại thế giới cũng không phải làm không được. Lúc trước sinh linh đại năng dung hợp 3000 thế giới hỗn độn, hiện tại đạt đến cấp độ gì? Lục Lâm Thiên lúc này mới thở ra một hơi, tác dụng của căn cơ, nó có nhận thức rất nặng trong suy nghĩ của Lục Lâm Thiên, chỉ có căn cơ kiên cố, con đường về sau mới đi xa hơn. Sinh linh đại năng dung hợp 3000 thế giới hỗn độn đạt đến cấp độ gì, cũng không có bất kỳ người nào biết rõ, cũng chưa từng lộ diện vô số năm, đồn đãi những sinh linh đại năng này đã sớm vượt qua hóa hồng cảnh, đồn đãi là hư vô cảnh, về phần cụ thể thì không ai biết, cho dù ở trong thế giới hỗn độn của mình, những sinh linh đại năng này vẫn chưa từng lộ diện vô số năm rồi. Trên gương mặt già nua của lão ảnh hơi động, ánh mắt rung rung. Hư vô cảnh, chẳng lẽ không có người đạt đến tử mông cảnh sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trên đế giả còn có phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, niết bàn cảnh, tuyên cổ cảnh, hóa hồng cảnh, hư vô cảnh, cuối cùng là tử mông cảnh, các đại năng kia đã sớm dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, chẳng lẽ còn không có đạt đến tử mông cảnh hay sao? Ngươi cũng dám mở miệng. Lão ảnh dùng ánh mắt bội phục nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lập tức ánh mắt kia mang theo trào phúng nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Trên phá giới cảnh, mỗi khi đột phá một giai còn khó hơn lên trời, đối với cảnh giới mà nói, khó càng thêm khó, cảnh giới càng cao, đột phá càng khó vượt qua, ngươi cho rằng dễ đột phá như vậy sao? Lão ảnh vừa dứt lời, dường như rất có cảm xúc, lại nhìn Lục Lâm Thiên nói ra. Tử mông cảnh đồn đãi là tầng thứ cao nhất trong 3000 thế giới hỗn độn, không ai có thể vượt qua. Cho dù đồn đãi có hư vô cảnh, có thể đến cũng chỉ là các đại năng dung hợp 3000 thế giới hỗn độn lúc trước, những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Lục Lâm Thiên nghe xong, thần sắc chấn động, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng kiên định, cường giả vĩnh viễn không chừng mực, chính mình nên xông một lần, mới không cô phụ mình là người dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Ngươi bây giờ cũng không cần suy nghĩ cái gì hư vô cảnh cùng hóa hồng cảnh, đây không phải lúc ngươi có thể nghĩ, cho dù là ngươi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. So với những sinh linh đại năng dung hợp hỗn độn chi nguyên đến bây giờ, đồn đãi có đã trăm triệu năm, luận thiên phú, luận cơ duyên, tuyệt đối còn mạnh hơn ngươi, lúc này mới đồn đãi đạt tới hư vô cảnh, cũng không biết rốt cuộc có phải hư vô cảnh hay không. Lão ảnh nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, dường như sợ đả kích Lục Lâm Thiên, nói. Ngươi cần phải tôi luyện từng bước, đương nhiên, ngươi cũng chỉ cần thời gian mà thôi, có thế giới hỗn độn chi nguyên trên người. Sớm muộn gì cũng có thể đứng vững trong 3000 đại thế giới. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn thu hồi suy nghĩ trong lòng, cấp độ đế giả đã cực kỳ khó đột phá, cấp độ phá giới cảnh trở lên đừng nghĩ, phải đi từng bước. Lúc trước chính mình đi ra khỏi trấn Thanh Vân, đến cấp độ bây giờ cũng phải trải qua lưu lạc từng bước, chỉ cần có thời gian, trong 3000 đại thế giới này sẽ có một vị trí cho mình. Lục Lâm Thiên càng kiên định suy nghĩ ra ngoài lưu lạc của mình. Nhưng cho dù muốn xông ra thế giới bên ngoài rèn luyện, tình huống trước mắt nói cho Lục Lâm Thiên biết, chính mình nên quay về mới tốt, đã nhiều năm như vậy, mẫu thân, vô song, Bạch Linh và đám tiểu tử kia chắc chắn rất nhớ mình. Lão ảnh, Tiểu Long đâu? Lúc này Lục Lâm Thiên mới nghĩ đến Tiểu Long đi cùng mình cũng sắp 10 năm, vẫn không có gặp Tiểu Long, Lục Lâm Thiên hiện tại cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không lo lắng. Tiểu gia hỏa kia thiên phú kinh người, xem như một dị loại. Nhắc đến Tiểu Long, sắc mặt lão ảnh cũng có đôi chút biến hóa, ánh mắt mang theo thần sắc kinh ngạc khó giấu, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đi theo ta a, ta cũng đang muốn dẫn người đi một nơi, người bây giờ đã là chúa tể thế giới hỗn độn này, cũng có nhiều thứ cần giao cho ngươi.
Lục Lâm Thiên lập tức nghi hoặc nhìn lão ảnh, bên ngoài phòng, cái này cũng không biết là địa phương nào, đây là con đường hành lang, ngược lại là Lục Lâm Thiên đi dọc theo con đường này, lão ảnh biết không ít chuyện bên ngoài. Các kỳ văn dị sự làm Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc động dung, trong nội tâm càng hướng tới 3.000 thế giới. Tuy lão ảnh mấy lần nhắc tới, cái này 3.000 đại thế giới ở trong, hung hiểm vô số, phân tranh vô số, càng là nơi cường giả vi tôn, nhưng đây cũng là điểm làm tâm Lục Lâm Thiên càng thêm kiên định. Trên đại lục Linh Vũ, bởi vì thế giới hỗn độn chi nguyên không bị luyện hóa, bởi vậy cũng không có phát huy ra hiệu quả của thế giới hỗn độn, cho nên cần một thời gian nữa mới cường đại hơn. Mà ở thế giới bên ngoài, trải qua trăm triệu năm, các nơi đều có đại cơ duyên, cho dù là thế giới mới cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Phải tăng cao tu vị thật nhanh, cũng chỉ có tôi luyện khác nhau mới trở thành cường giả chân chính, có thể trổ hết tài năng trong ma luyện. Từ lời lão ảnh, Lục Lâm Thiên càng hiểu rõ về thế giới bên ngoài, 3.000 đại thế giới, do vô số thế giới giống đại lục Linh Vũ tạo thành các tiểu thế giới. Đương nhiên, những tiểu thế giới này có lớn có nhỏ, thậm chí có thế giới hỗn độn nhỏ nhất cũng diễn sinh ra vô số tiểu thế giới, mặc dù nói là làm tiểu thế giới, nhưng từ diện tích lại còn lớn hơn cả đại lục Linh Vũ là thế giới hỗn độn. Nghe nói diện tích một ít tiểu thế giới hoàn toàn không cùng cấp bậc với đại lục Linh Vũ, nhưng diện tích của đại lục Linh Vũ chỉ thuộc loại bình thường. Từ cấp độ thực lực, trong tiểu thế giới có một ít nơi rất yếu, ít nhất cũng có vài phá giới cảnh, trung cấp có người đạt đến ngộ chân cảnh, tu vị phá giới cảnh càng nhiều. Mà tiểu thế giới cao cấp, thậm chí có cả thông thiên cảnh tọa chấn, tiểu thế giới có tu vi thông thiên cảnh, đây là tồn tại đỉnh cấp trong các tiểu thế giới. Nhưng đó chỉ là tiểu thế giới, trong đại thế giới có cường giả thông thiên cảnh đỉnh phong tọa chấn, tu vị thông thiên cảnh không ít, có một ít có cả cường giả đại đạo cảnh, thậm chí có khả năng có cường giả niết bàn cảnh. Với tư cách thế giới đỉnh cấp, thậm chí có cường giả tuyên cổ cảnh xuất hiện, cường giả loại này đã đạt đến cấp độ đáng sợ. Tuyên cổ cảnh có thể đồng thọ với thiên địa, rất khó chém giết. Còn Linh Vũ giới chỉ có đế cấp, bên ngoài xưng là hậu thiên cảnh, ngay cả một tu vị phá giới cảnh cũng không có, trong 3.000 thế giới mênh mông chỉ là thế giới thổ dân mà thôi. Đối với chuyện này, lão ảnh cũng đã nói rõ chi tiết cho Lục Lâm Thiên nghe, từ thổ dân không xa lạ gì trong 3.000 đại thế giới, đều dùng hình dung sinh linh trong thế giới mới. Trong thiên địa mênh mông, bởi vì 3.000 thế giới hỗn độn sinh ra không ít tiểu thế giới mới, cho nên những sinh linh trong đó đều là thổ dân. Bởi vì sinh linh trong thế giới mới tu vị không cao bao nhiêu, còn không có đường nối với đại thế giới, cho nên những sinh linh này là thổ dân chân chính. Kết cục của những thế giới mới này có thể nghĩ, một ít sinh linh có tiền đồ sẽ bị buôn bán như công cụ, năng lượng thiên địa và tài nguyên bị cướp đoạt, còn lại một ít sinh linh kém hơn càng không cần nói. Bởi vì những kẻ phản kháng đều bị giết, còn lại chỉ là nô lệ. Lục Lâm Thiên cũng ý thức được tầm quan trọng của thực lực, không có thực lực tuyệt đối, ngay cả ra khỏi thế giới đang sống cũng không được, các sinh linh trong thế giới này có ngày sẽ biến thành nô lệ. Thân là chúa tể thế giới hỗn độn, Lục Lâm Thiên tự nhiên trở thành chủ nhân của đại lục Linh Vũ, đương nhiên đây cũng là sự thật, trước kia Lục Lâm Thiên tu luyện chỉ để bảo vệ người thân và bằng hữu của mình. Mà bây giờ, Lục Lâm Thiên trong lúc bất chi bất giác đã mở rộng phạm vi bảo hộ ra cả đại lục Linh Vũ. Cả đại lục Linh Vũ này liên hệ với hắn, trong lúc vô hình Lục Lâm Thiên cảm nhận được áp lực thật lớn, thực lực mới là tất cả, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể chèo chống tất cả, mình bây giờ phải nhanh chóng tăng thực lực bản thân lên. Lo lắng đại lục Linh Vũ còn không bằng tăng thực lực lên, cố gắng trước khi bị người ta phát hiện phải tăng thực lực lên thật nhanh, Lục Lâm Thiên cố ý hỏi thăm lão ảnh, như lời lão ảnh nói. Tình huống bình thường, đại lục Linh Vũ sẽ không bị phát hiện, lão nhân gia bố trí thủ đoạn không tầm thường, không phải người bình thường có thể phát hiện được. Từ lời của lão ảnh, Lục Lâm Thiên biết được, cho dù mình ra ngoài, chỉ cần không bạo lộ thế giới chi lực, cũng không bị người ta phát hiện bí mật của mình. Qua một lát, lão ảnh trực tiếp mang theo Lục Lâm Thiên đi tới không gian tràn ngập khí tức man hoang. Lục Lâm Thiên đánh giá không gian này, lập tức phát hiện 6 bộ hài cốt trước mặt mình. Lục Lâm Thiên cảm nhận 6 bộ hài cốt tỏa ra lực lượng cổ xưa, khí tức thê lương, trên người còn sinh ra nhân hoàng khí này mang theo uy áp thiên địa, chấn áp lòng người. Từ đó cảm giác rõ 6 bộ hài cốt sinh ra khí phách bá tuyệt thiên địa, khí thôn sơn hà, lực lượng khi còn sống đáng sợ có thể nghĩ. Ồ, nhìn một bộ hài cốt trong đó, ánh mắt Lục Lâm Thiên biến thành kinh dị, chỉ thấy chủ nhân bộ hài cốt này chừng 40,
toàn thân sinh ra khí thế hiên ngang, rõ ràng là thi cốt nhưng lại cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng. Lục Lâm Thiên tự nhiên nhận ra bộ hài cốt này, chính là lão tổ đời thứ nhất Bắc Cung gia tộc, lúc trước Bắc Cung lão tổ phong hoa tuyệt đại, thời điểm Bắc Cung gia tộc tìm kiếm Thiên Mộc Thần Thụ, Lục Lâm Thiên đã gặp. Nhận ra hài cốt Bắc Cung lão tổ, chủ nhân năm bộ hài cốt khác, Lục Lâm Thiên cảm nhận khí tức và khí thế của từng bộ, không khó nhận ra đây là các lão tổ hoàng tộc. Sáu người này đều là người hoàng tộc. Lão Ảnh nói lai lịch sáu bộ hài cốt cho Lục Lâm Thiên nghe. Lão Ảnh, tại sao sáu người này ở đây? Trong lòng Lục Lâm Thiên biết rõ thân phận của sáu người này, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng người tiến vào hiểm địa thiên mộ không chết sao? Lão Ảnh nói nhỏ. Bao nhiêu năm qua, có không ít người tiến vào thiên mộ, trong đó cũng có không ít người thiên phú không tồi, trong trí nhớ của ta chỉ nhớ 9 người, 6 lão tổ hoàng tộc đời thứ nhất ở đây, trong 9 người này có một người rất nổi bật, hắn chỉ bằng vào thiên phú cũng không dưới ngươi, nhưng cơ duyên và vận khí lại kém ngươi. Lục Lâm Thiên cười khổ, bao nhiêu năm qua, trên đại lục Linh Vũ xuất hiện nhiều người như vậy, tự nhiên có không ít người thiên phú cực cao, bản thân hắn không tệ. Nhưng có đôi khi vận khí lại rất quan trọng, mà vận khí của mình đủ nghịch thiên. Người biết rõ đây là hoàng tộc, người biết hoàng tộc là gì hay không? Lão Ảnh nói với Lục Lâm Thiên. Tổ tiên có thể khống chế năng lượng thuộc tính trong thiên địa, đệ tử được thiên địa chiếu cố, trong người mang theo hoàng khí. Lục Lâm Thiên yếu ớt, với chuyện trở thành hoàng tộc, Lục Lâm Thiên không chú ý, hắn chỉ biết đại khái, nhưng người khác biết rõ, Lục Lâm Thiên cũng tự nhiên biết rõ. Thân là hoàng tộc, lão tổ trong tộc có thể khống chế một thuộc tính mới trong thiên địa, võ giả có thuộc tính này xuất hiện trong thiên địa đều bị hắn khống chế. Ngươi chỉ biết những việc này thôi sao, thiệt thòi ngươi bây giờ còn dung hợp hỗn độn chi nguyên, chuyện này cũng không biết, thật sự là thổ dân mà. Lão Ảnh lườm Lục Lâm Thiên, nói. Hoàng tộc thật ra là người mang theo một chủng thiên địa áo nghĩa, tổ tiên của người này có cơ duyên, lĩnh ngộ một loại thiên địa áo nghĩa. Đạt được áo nghĩa chi nguyên trong thế giới này, cho nên được thiên địa áo nghĩa chiếu cố, đệ tử trong tộc cùng huyết mạch đều có thể chiếm được chỗ tốt, cái gì hoàng khí, đây chỉ là cách gọi của thổ dân, trên thực tế chỉ là một loại áo nghĩa gia thân mà thôi. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua Lão Ảnh, nói. Nói như vậy, ta cũng có được kim thuộc tính áo nghĩa hay sao? Thiên địa mênh mông, vô cùng kỳ diệu, ai có thể nói rõ? Muốn giải thích tất cả, trừ khi giống như sinh linh đại năng đạt được 3.000 thế giới hỗn độn chi nguyên, đạt đến hư vô cảnh mới có tư cách này. Lão Ảnh vừa dứt lời, ánh mắt nhìn qua 6 bộ hài cốt, nói. Thiên địa kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu đến cực điểm, người đầu tiên trong thế giới này có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa chi nguyên, như vậy có thể đạt được áo nghĩa chi nguyên, người mang áo nghĩa chi nguyên, về sau gặp người khác mang cùng áo nghĩa sẽ áp chế người đó. Người mang áo nghĩa chi nguyên, từ mức độ nào đó đã khống chế một loại áo nghĩa. Áo nghĩa chi nguyên. Lục Lâm Thiên lúc trước nghe nghĩa phụ Nam Thúc từng nói qua, khống chế thuộc tính mới, về sau gặp người tu vị cùng cấp, không ai là đối thủ của hắn. Nói thí dụ như chính mình, cho dù gặp được 10 tên hoàng tộc cùng cấp, bọn họ tuyệt đối không thể đánh lại mình, chuyện này có quan hệ đến áo nghĩa chi nguyên. Lục Lâm Thiên còn nhớ một chuyện. Nghe nói người lĩnh ngộ thuộc tính đại thành là có thể khống chế thuộc tính mới trong thiên địa, về sau võ giả thuộc tính này xuất hiện trong thiên địa đều chịu bị hắn khống chế, về sau cho dù có người lĩnh ngộ đến bữa này, cũng không cách nào khống chế thuộc tính mới như người đầu tiên, trừ phi vẫn lạc, truyền thừa bị người ta đạt được. Hẳn là truyền thừa, người khống chế thuộc tính mới, cũng chính là khống chế người áo nghĩa đó, sau khi người đó vẫn lạc, áo nghĩa chi nguyên cũng có thể truyền thừa lại. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu. Ánh mắt thâm thúy nhìn Lão Ảnh. Đúng vậy, đúng là như thế, thi cốt 6 người này được ta bảo tồn, cũng bởi vì 6 người này đều có một loại áo nghĩa chi nguyên, người chiếm được áo nghĩa chi nguyên có thể một bước lên trời, về sau sẽ giúp người một tay, tránh tình trạng đại lục Linh Vũ vẫn là thổ dân. Lão Ảnh nói nhỏ, áo nghĩa chi nguyên lợi hại như vậy. Lục Lâm Thiên nhìn qua Lão Ảnh hỏi. Lão Ảnh gật đầu. Lập tức cùng Lục Lâm Thiên lần nữa giới thiệu áo nghĩa chi nguyên, nói. Áo nghĩa chi nguyên chỉ có một người chiếm lấy, tuy không cách nào so sánh với người đã dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, nhưng tình hình không khác nhiều, người đạt được áo nghĩa chi nguyên có thể khống chế áo nghĩa chi lực trong thế giới này, hắn đại biểu cho áo nghĩa đó, nhưng mà áo nghĩa này không phải của hắn. Theo như Lão Ảnh nói,
Lục Lâm Thiên mới biết được, người mang áo nghĩa chi nguyên vẫn lạc, áo nghĩa chi nguyên sẽ không biến mất, ngược lại sẽ ẩn chứa lĩnh ngộ áo nghĩa. Nếu ai đạt được áo nghĩa chi nguyên, như vậy có thể khống chế một loại áo nghĩa, cũng đồng thời có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt được tất cả lĩnh ngộ của người trước đó, có thể nói là một bước lên trời. Đương nhiên, áo nghĩa chi nguyên cũng bị thế giới hỗn độn chi nguyên áp chế và khống chế tuyệt đối, lĩnh ngộ áo nghĩa chi nguyên trong thế giới này, nhất định sẽ bị người dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên áp chế, tất cả đều lấy thế giới hỗn độn chi nguyên làm chủ. Lúc trước tổ tiên 6 hoàng tộc, lĩnh ngộ xem như không tệ, thực lực cũng đạt đến tình trạng đế giả đỉnh phong, thậm chí xem như một chân bước vào cấp độ phá giới cảnh, chỉ tiếc thời vận không đủ, ta cho bọn họ cơ hội, bọn họ không thể đi ra. Lão ảnh than nhẹ, lại nói vài chuyện cho Lục Lâm Thiên biết, lúc trước tổ tiên 6 hoàng tộc và tổ tiên 4 thú hoàng tộc đến đây, thiên phú cực kỳ cường hãn, bởi vì tiến vào thiên mộ và đạt được đãi ngộ đặc thù, cũng không giấu giếm chuyện thế giới hỗn độn chi nguyên với bọn họ, thậm chí còn cho bọn họ thử dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, chỉ tiếc tất cả mọi người không thể thành công. Quay mặt với cơ duyên này, bọn họ lại không nỡ đi, thậm chí tìm kiếm cơ hội, thiên mộ cũng có quy củ, trừ phi là đến phá giới cảnh, bằng không sẽ không thể rời khỏi thiên mộ, cuối cùng 10 lão tổ hoàng tộc đều gặp đại nạn trong thiên mộ. Thời điểm lão tổ hoàng tộc gặp đại nạn, bọn họ lưu lại tàn hồn trong tộc, cũng lưu lại căn dặn về vô tự thiên thư, hậu nhân các tộc biết được, còn tưởng rằng phỉa hội tụ 9 bản vô tự thiên thư đối phó thiên đế, nhưng lại không biết bổn ý của lão tổ hoàng tộc là muốn hậu nhân tụ tập 9 bản vô tự thiên thư, đạt được đại cơ duyên thế giới hỗn độn chi nguyên. Nhìn 6 bộ hài cốt, Lục Lâm Thiên cảm thán, lập tức ngẩng đầu hỏi. Lão ảnh, áo nghĩa chi nguyên chỉ có thể do hậu nhân của bọn họ đạt được sao? Đương nhiên không phải, chỉ cần tìm người thích hợp là được, nếu tìm hậu nhân của bọn họ, hoàng khí trên người bọn họ sẽ dẫn dắt áo nghĩa chi nguyên, bọn họ muốn dung hợp cũng không có bao nhiêu khó khăn. Lão ảnh nói, người dung hợp áo nghĩa chi nguyên sẽ có được lĩnh ngộ áo nghĩa của người trước đó, thực lực tiến bộ rất nhanh, về sau cũng trở thành phụ tá đắc lực của ngươi, kỳ thật thực lực càng mạnh, chứng minh thế giới hỗn độn càng mạnh, trợ giúp ngươi càng lớn, ngươi có thể khống chế thế giới chi lực càng mạnh. Huống chi thực lực thế giới hỗn độn của ngươi hiện tại quá yếu, thật sự cần trợ giúp một đám cường giả quật khởi, tóm lại do chính ngươi an bài. Ta hiểu. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, hắn thu 6 bộ thi cốt vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau một lát, trong một không gian cực lớn, man hoang, tràn ngập khí tức thê lương. Trong không gian, có Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 4 con thú khổng lồ đang đứng đó, mang theo khí tức kinh người. Một con hoàng kim cự long đang xoay quanh trong không gian, toàn thân tỏa ra thiên uy nồng đậm, long chảo vô cùng đáng sợ, long lân màu vàng bao phủ toàn thân và cả hỏa diễm màu vàng đang bốc cháy hừng hực tạo thành đồ án huyền vũ, khí tức khủng khiếp tỏa ra từ người của nó. Đế cấp cao giai. Nhìn qua lên trước mắt cái này cự một đầu lớn kim long, Lục Lâm Thiên lập tức ánh mắt chịu run lên, tiểu long lúc này tu vị thực lực, dĩ nhiên là đến tình trạng như thế. Nhìn theo khí tức, Lục Lâm Thiên đã hiểu rõ, tu vị tiểu long lúc này đã đạt đến cấp độ đế cấp cao giai hậu kỳ, dường như nó còn chiếm được chỗ tốt to lớn hơn. Tiểu gia hỏa này là dị số, bản thân mang theo 4 loại áo nghĩa kỳ lạ nhất trên đời, linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa, mà 10 năm trước, nó còn quan sát tứ thần quyết sinh ra đốn ngộ. Bởi vậy linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa đã biến dị, hiện tại còn thành công dung hợp vật chất áo nghĩa của Huyền Vũ nhất tộc và linh hồn áo nghĩa của Thanh Long nhất tộc. Trên người mang theo 2 áo nghĩa, cộng thêm đang biến dị, chỉ sợ biến dị áo nghĩa này sẽ không dưới tứ thần quyết của lão nhân ra. Lão ảnh ngẩng đầu nhìn kim long khổng lồ trước mặt, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tiểu long châu như vậy sao? Lục Lâm Thiên cười cười, tiểu long cường hãn, tự nhiên Lục Lâm Thiên nguyện ý nhìn thấy nhất, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn qua lão ảnh hỏi. Lão ảnh, người vừa mới nói áo nghĩa kỳ lạ nhất, là 4 loại nào? Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, vật chất áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, đây là 4 loại áo nghĩa kỳ lạ nhất thiên địa, cho dù trong 3.000 đại thế giới mênh mông, sinh linh có 4 áo nghĩa này đã ít lại càng ít, người có 4 loại áo nghĩa này là khó trêu chọc nhất. Lão ảnh nói với Lục Lâm Thiên, 4 loại áo nghĩa này, không chỉ có tứ đại thú hoàng tộc áo nghĩa sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Không sai. Lão ảnh gật gật đầu, nói. Tứ đại thú hoàng tộc cùng sinh ra theo thiên địa, tuy chỉ có thể xem như sinh linh, nhưng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao trong sinh linh, còn cường hãn hơn nhân tộc rất nhiều,
cho dù so sánh với một ít sinh linh trời sinh cũng không kém gì, thậm chí có thể sánh ngang chúng. Chu tước nhất tộc và bạch hổ nhất tộc có không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa, nhân tộc có thể tương dung hay không? Lục Lâm Thiên có thói quen gọi bốn đại thú hoàng tộc là thú hoàng tộc, nhưng bây giờ biết rõ hoàng khí chỉ là áo nghĩa gia thân mà thôi, xưng hô trong lòng cũng sinh ra biến hóa. Đương nhiên có thể. Lão ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Ta biết rõ người cũng lĩnh ngộ thời gian và không gian chi lực, không nói lĩnh ngộ tứ thần quyết của lão nhân gia, người không thể lĩnh ngộ thời gian cùng không gian chi lực căn bản không thể thi triển ra, trọng yếu nhất là người đã dung hợp thế giới hỗn độn bổn nguyên, tất cả áo nghĩa đều nằm trong thế giới hỗn độn chi nguyên, người căn bản không cần dung hợp thời gian cùng không gian áo nghĩa chi nguyên, dựa vào chính người còn có thể lĩnh ngộ ra áo nghĩa của nó. Lục Lâm Thiên gật gật đầu. Hắn vốn có ý nghĩ lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, muốn mình có thể dung hợp thời gian áo nghĩa chi nguyên cùng không gian áo nghĩa chi nguyên, chắc chắn sẽ chiếm được không ít chỗ tốt, lúc này nghe lão ảnh giải thích xong liền buông tha suy nghĩ này. Lão ảnh, Tiểu Long cần bao lâu mới có thể đột phá phá giới cảnh? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu tiếp tục nhìn Tiểu Long, khí tức trên người nó đang không ngừng biến hóa. Tiểu gia hỏa này là dị số. Lúc trước lão tổ Thanh Long nhất tộc và Huyền Vũ nhất tộc khống chế áo nghĩa còn mạnh hơn lão tổ nhân tộc rất nhiều, hoàn toàn không chỉ vô hạn đột phá phá giới cảnh, tuy cuối cùng cũng thất bại, nhưng mà tiểu gia hỏa này đạt được hai chủng áo nghĩa chi nguyên, tăng thêm phá giới quả của ta, muốn đột phá đến phá giới cảnh cũng không khó, nhưng dường như còn cần không ít thời gian giúp hắn đột phá một lần, về sau có lẽ hắn và ngươi đều đạt được lợi ích thật lớn. Ánh mắt lão ảnh nhìn vào Tiểu Long, hắn rất xem trọng tiềm lực của Tiểu Long. Cũng tốt. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, chỉ cần Tiểu Long không có việc gì là tốt rồi, nếu Tiểu Long có thể một lần hành động đột phá phá giới cảnh, tự nhiên là tốt. Lục Lâm Thiên nhớ rõ lão ảnh đã nói qua, tiểu thế giới bên ngoài có yếu cũng có vài phá giới cảnh, hiện tại đại lục linh vũ chỉ có mình và Chí Thánh Đại Đế, tổng cộng mới hai người, lại còn đột phá chưa lâu. Thái cổ U Minh Viêm thế nào rồi, sau khi dung hợp hoàn toàn, ta đoán có thể đột phá phá giới cảnh đấy. Lão ảnh hỏi Lục Lâm Thiên, có lẽ không còn bao lâu nữa đâu. Tâm thần Lục Lâm Thiên khẽ động, lập tức cảm giác linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm trong tâm thần, thời gian 10 năm, bản thể Thái Cổ U Minh Viêm đã sắp dung hợp toàn bộ, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác khí tức của mình sắp đạt đến đỉnh phong. Thế giới hỗn độn bổn nguyên và Thái Cổ U Minh Viêm, hai thứ này là bảo vật trọng yếu nhất trong thế giới hỗn độn, Thái Cổ U Minh Viêm là sinh linh sống dựa vào thế giới hỗn độn. Giá trị của nó chỉ dưới thế giới hỗn độn chi nguyên mà thôi, về sau có lẽ sẽ là trợ lực cực mạnh của ngươi. Lão ảnh nói. Lục Lâm Thiên cười cười, dù sao hai bảo vật trọng yếu như vậy đang ở trong tay của mình, đại cơ duyên như thế hắn đều có được. Trên đại lục linh vũ, 10 năm qua liên tục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong thiên địa tràn ngập năng lượng. Những nơi vốn thiếu thốn linh khí lúc trước, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi. Thậm chí có thể so sánh với đại môn phái vào 10 năm trước. Một ít khu vực vốn có năng lượng thiên địa nồng đậm, lúc này năng lượng còn kinh người hơn, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một ít nơi là linh mạch thiên địa càng không cần phải nói, quả thực có năng lượng thiên địa cuồn cuộn không dứt, làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Biến hóa này làm mọi người mừng rỡ như điên, bất kể là thú tộc và nhân tộc, biến hóa này mang lại chỗ tốt cực lớn, tốc độ tu luyện tăng lên nhanh chóng. Thiên phú cũng mạnh hơn rất nhiều. Những hài nhi mới sinh thiên phú không phải tốt nhất, chỉ có rất tốt, gần đây thậm chí xuất hiện võ giả sáu hệ khủng bố có kim thuộc tính là chủ thuộc tính. Trong thế giới này thực vật cũng chiếm được chỗ tốt không nhỏ, đại thụ che trời tăng cao, cây cối sinh trưởng tốt, linh dược trải rộng khắp nơi. Chỗ tốt lớn nhất không phải là chuyện này, tất cả tu luyện giả có thể cảm giác được. Lĩnh ngộ thuộc tính thiên địa và lĩnh ngộ linh hồn dễ dàng hơn trước kia, giống như có thần tương trợ. Những cường giả đạt đến bình cảnh đã không ngừng đột phá, đột nhiên nhìn thấy chân trời mới. Vốn không ít cường giả đỉnh cấp cảm nhận được tiếng nổ lúc trước, sau đó có thiên uy hàng lâm, bọn họ còn cực kỳ sợ hãi. Nhưng theo thời gian trôi qua, cũng không xảy ra những biến hóa không tốt, mọi người cũng yên lòng. Các cường giả đang trong quá trình tu luyện khẩn trương. Sợ chỗ tốt này đột nhiên biến mất, nhưng tất cả cường giả càng cảm giác được, loại chỗ tốt này càng ngày càng mạnh. Tất cả cường giả đều cảm nhận rõ, đại lục linh vũ hiện tại giống như hài nhi đang trưởng thành, đang từ từ phát triển lớn mạnh. Trong một sơn mạch bao la, sơn mạch ngọn núi trùng điệp,
quái thạch lỏm chỏm. Trong một ngọn núi có sương mù che chắn, cách ngọn núi này không xa còn có một khu vực bị sương trắng bao phủ vô cùng rộng lớn. Sương trắng như che khuất bầu trời giống như tận cùng thế giới, ngay cả đế cấp cũng không thể nhìn thấy phía sau sương trắng là gì, sương trắng giống như tấm vải che chắn thế gian. Vào lúc này, ngày hôm nay, sương trắng vẫn che khuất bầu trời như trước, một ánh huỳnh quanh lập lòe, không gian sinh ra gợn sóng, lập tức một đạo thân ảnh bắt đầu nhảy ra khỏi sương trắng. Thân ảnh này chừng 27-28 tuổi, đang mặc một bộ áo bào xanh, gương mặt kiên nghị, khóe miệng còn mang theo nụ cười lười biếng. Thanh niên áo xanh lơ lửng trên không trung, ánh mắt giật mình, thậm chí là rất ngạc nhiên, dường như giật mình khi nhìn thấy năng lượng thiên địa nồng đậm như vậy. Một lát sau, thanh niên áo bào xanh nhắm mắt lại, tâm thần đang quan sát gì đó, sau đó ánh mắt mở ra, nghi hoặc nói thầm. Ồ, tại sao lại đi bên kia, không có việc gì đấy chứ? Nghi hoặc một hồi, thân ảnh áo bào xanh lóe lên, thân hình biến mất tại chỗ. Trong không gian thiên địa bao la, ngọn núi không ngớt, tầng tầng lớp lớp, giống như thương long đang ngẩng đầu, lại giống tiên nhân chỉ thiên, sơn mạch cây cối xanh suối nước róc rách, lộ ra dáng vẽ hùng vĩ kinh người. Trong dãy núi phập phồng này không thiếu kỳ phong cao ngất, vách núi thâm thẳm, cây cối xanh biếc, người nào đi vào đây có cảm giác như lạc vào tiên cảnh, trong cảnh sắc tú lệ còn xen lẫn không ít lầu các, kiến trúc to lớn liên tục không dứt. Trong không gian này có một sơn cốc, cây cối xanh biếc, hoa tươi nở rộ khắp nơi, chim hót huyền chuyển, hương hoa bao phủ nơi nơi, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, cảnh vật tinh xảo, đẹp không sao tả xiết. Tại một đình viện tinh xảo trong cốc, nơi này tụ tập hơn 10 thân ảnh, nhìn qua nơi này, không ít đều là cường giả đỉnh cấp trong Thanh Long hoàng tộc, trong đó có Long Minh lão tổ, Long Hỗ lão tổ, Long Siêu lão tổ, Long Ngộ lão tộc trưởng. Còn có Long Gia đại trưởng lão, Long Bích Hàm đại công chúa, Huyền Hạo, cùng với không ít trưởng lão của Thanh Long hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc đại trưởng lão ở đây. Bên ngoài đình viện tinh xảo này có rất nhiều nữ tử tuyệt mỹ, một người đều có thân hình uyển chuyển giống như trích tiên, hoặc cao quý thanh nhã, hoặc quyến rũ động lòng người, hoặc yêu mị chúng sinh, hoặc nhiệt tình nóng bỏng, chính là Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, còn có Lam Linh. Còn có Lục Kinh Vân, Lục Trung, La Lan Thị, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Kim Huyền, Cực Nhạc Tam Quỷ, cùng với Quỷ Long Như Hoa, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư đều ở nơi này, ngoài ý muốn có thêm Lục Tiểu Bạch và thê tử Lưu Huyền của hắn đều cung kính đứng ở đây. Bên cạnh Lục Tiểu Bạch còn có thanh niên nhỏ hơn Lục Kinh Vân một chút, người này có 3 phần tương tự Lục Tiểu Bạch, nhưng mà có 7 phần giống Lưu Huyền. Thanh niên này tuấn lãng bất phàm, nhưng trên người dường như có một ít thương thế, nhưng cũng không phải quá nặng. Có thương thế không chỉ có một người, trong đại điện còn có 6 lão nhân và 2 trung niên là người trong Thanh Long hoàng tộc. Mỗi người trong đó bị thương chồng chất. Trong 6 người, 5 người còn đỡ một chút, nhưng mà trong đó một là lão giả thực lực cao nhất, thương thế lại nặng hơn rất nhiều. Lão giả bị thương nặng nhất, cấp độ thực lực lại mạnh nhất trong 6 người, hắn đang mặc áo bào tím, bộ dáng hơn 50 tuổi, thái dương còn có vài cọng tóc bạc, vừa nhìn đã biết rõ rất bất phàm, nhưng lúc này toàn thân vết thương chồng chất, trên mặt còn có không ít vết tím chưa lành. Khí tức của lão giả này uể oải, sắc mặt trắng bệch, hắn đã đổi xiêm y, bằng không lúc này nhất định quần áo tả tơi, vô cùng thảm hại. Kỳ quái là lão giả này là cường giả Thanh Long hoàng tộc, từ tu vị mà nhìn, dĩ nhiên đã sắp đạt tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong, nói cho đúng là, cho dù có gặp nhân tộc võ tôn cửu trọng và linh tôn cửu trọng vẫn có lực chống lại. Mà nếu Lục Lâm Thiên đang ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra lão giả này không phải người khác, người này là Thanh Long hoàng tộc đại hộ pháp Long Đại, trên đại lục này. Với địa vị của Thanh Long hoàng tộc, người dám biến Long ra đại hộ pháp thành như thế chỉ sợ không có bao nhiêu người. Trong đình viện này, đáng chú ý nhất không phải Long Hổ lão tổ, Long Minh lão tổ và mấy lão tổ của Thanh Long hoàng tộc. Cũng không phải Bạch Linh, Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn, Long Bích Hàm đại công chúa, Lục Tâm Đồng, Dương Quá. Hiện tại đáng chú ý nhất là 7 thiếu nam thiếu nữ chừng 13-14 tuổi, 4 nam 3 nữ, ngây thơ chưa mất. 4 thiếu nam đôi mắt đen thâm quần, đôi mắt lờ mờ, hoàn toàn không còn chút cao quý ưu nhã gì đó, nhưng dung mạo tuấn lãng, hoặc là mặc như quan ngọc, hoặc ngũ quan rõ ràng, hoặc không câu nệ, hoặc gợi cảm. Nhưng 4 thiếu niên này tổng cộng có chung đặc điểm, đó chính là nụ cười tà mị trên môi.
Không hề nghi ngờ, sau khi bốn thiếu niên này trưởng thành, tuyệt đối sẽ gây tai họa cho không ít nữ tử trên đại lục. Ba thiếu nữ vẫn còn ngây thơ, nhưng đã có dung mạo tuyệt mỹ và đường cong mê người, đôi mắt dễ thương như nước, làn da trắng nõn, hoặc lịch sự tao nhã, hoặc cao quý, hoặc nóng rát. Ba thiếu nữ này qua vài năm nữa sẽ là mỹ nhân tuyệt thế, làm cho vô số thanh niên tài tuấn quỳ gối dưới váy của mình. Lúc này bảy thiếu niên thiếu nữ lại cúi đầu, hai tay bất đắc dĩ vân về vạt áo, cúi đầu nhìn nhau, ánh mắt nháy động, dường như thống nhất suy nghĩ, cấu kết với nhau. Không được động, thành thật cho ta. Trong đại điện, Bắc Cung Vô Song quát một tiếng. Nương, Long Hổ lão tổ còn nói không có việc gì, chúng ta vẫn không thể đi sao. Nghe Bắc Cung Vô Song nói thế, ánh mắt một thiếu niên chớp động, trong đó một thiếu nữ có vị trí đầu lĩnh nói với Bắc Cung Vô Song. Thiếu nữ này dung mạo trẻ trung, nhưng lúc này đã có bộ dáng tuyệt mỹ, đôi mắt dễ thương động lòng người, mang theo màu lam nhạt, còn có khí chất cao quý khó che giấu, trong cao quý còn mang theo lăng lệ, hình thành uy áp vô hình. Được rồi Vô Song, đều là tiểu hài tử, lúc này là gia hỏa Long Đại không biết lớn nhỏ, không biết nặng nhẹ, muốn trách thì trách Long Đại, sao lại trách hài tử. Long Hổ lão tổ vội vàng nói, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Vô Song tiểu thư, không nên trách bọn chúng, đều là ta không tốt, người muốn ta xấu hổ sao. Long Đại đại hộ pháp nói ra, lúc này trên mặt còn tươi cười, nhưng trong nụ cười còn mang một ít bất đắc dĩ. Lúc này chỉ có Long Đại và mấy hộ pháp sau lưng mới biết rõ bọn họ hiện tại bị trà đạp rất thảm, còn là trà đạp qua một lần, quả thực vô cùng thê thảm, bị đuổi chạy khắp nơi, cuối cùng mới trốn về Thanh Long Hoàng tộc. Hiện tại cả đại lục cũng biết, Thanh Long Hoàng tộc Long Đại đại hộ pháp và một đám hộ pháp khác bị đuổi thảm hại, nhìn không đành lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác bị trà đạp thảm như thế, đừng nói là Long Đại, ngay cả Thanh Long Hoàng tộc cũng không phát hỏa. Thì ra trà đạp Long Đại đại hộ pháp thảm như vậy, không phải người khác, chính là bảy tiểu gia hỏa này. Đường đường Thanh Long Hoàng tộc Long Đại đại hộ pháp và hộ pháp đoàn bị sáu thiếu niên miệng còn hôi sữa nhà Lục gia trà đạp một lần, cho dù có giận cũng không phát được. Không nói thực lực hiện tại của Lục gia và Phi Linh Môn, cũng không nói sau lưng bảy tiểu gia hỏa hiện tại còn có cường giả mạnh nhất đại lục, Chí Thánh đại đế làm chỗ dựa, cũng không đề cập phụ thân bảy tiểu gia hỏa này có quan hệ với Thanh Long Hoàng tộc. Chỉ cần từ bối phận và tuổi, Thanh Long Hoàng tộc Long Đại đại hộ pháp và hộ pháp đoàn bị đám hài tử choai choai trà đạp, Thanh Long Hoàng tộc cũng không dám nói, huống chi người hạ thủ còn là người nhà. Đại nương, người xem, Long gia đại hộ pháp cũng không trách chúng ta. Một thiếu niên mặc cẩm bào, ánh mắt lóe sáng, lập tức ngẩng đầu nhìn Bắc Cung Vô Song cùng Độc Cô Cảnh Văn, tiểu gia hỏa này chính là Lục Trực, người mang Lục gia Kim Hoàng chi khí và Độc Cô gia tộc Thần Hoàng chi khí. Có thể nói là thiên phú kinh người. Không được nói chuyện. Độc Cô Cảnh Văn trừng Lục Trực, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Long Đại nói. Long Đại đại hộ pháp, việc này thật sự có lỗi, mấy tiểu gia hỏa bất kính, ta trở về sẽ quản giáo bọn chúng, lần này đến đây xin lỗi ngươi. Cảnh Văn tiểu thư nói quá lời. Long Đại tiếp nhận lời xin lỗi của Độc Cô Cảnh Văn, không nói thân phận địa vị của hắn, chỉ bằng vào thực lực mà nói, Độc Cô Cảnh Văn hiện tại đã là linh đế tứ trọng. Tốc độ đột phá làm cương giả trên đại lục kinh hãi. Lúc này Lục Trung, La Lan tuy đau lòng cháu mình, nhưng cũng không nói nhiều làm gì, dù sao tình huống hiện tại đã khác, Lục Tâm Đồng và Dương Quá, Cực Nhạc Tam Quỷ, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Độc Yêu Long, Lục Tiểu Bạch đều đứng ở một bên, vẻ mặt đau khổ. Việc xảy ra thế nào, mọi người đều biết rõ trong lòng của mình, với Lục gia và Phi Linh Môn thì không phải đại sự gì, có đại sự nhất định là đối phương. Nhưng bởi vì đây là Thanh Long Hoàng tộc, tình huống hơi phức tạp, tăng thêm Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn ba nữ sợ bảy tiểu gia hỏa trưởng thành không dễ quản giáo, cho nên phải giáo dục bảy tiểu gia hỏa thật nghiêm, lúc này mới có việc hiện tại. Nguyên nhân kỳ thật nói ra rất đơn giản, 3 năm trước đây, sau khi thiên uy cuồn cuộn biến mất, Tử Vong Thâm Uyên bài danh thứ 2 đại lục mở ra, lúc này hấp dẫn vô số người đi vào, đương nhiên, vẫn có cấm chế người tu vị đế cấp không được đi vào. Từ lần trước thiên mộ mở ra, thiên đế cũng không hạn chế cường giả đế cấp, hoàng tộc cũng thường xuyên đi ra ngoại giới, đi đi lại lại cũng càng ngày càng nhiều lần, cũng không có thu được lệnh cấm từ thiên đế, bởi vậy bắt đầu to gan hơn. Lúc này Tử Vong Thâm Uyên mở ra, thì ra hoàng tộc không thể tiến vào những mật địa kia, lúc này không khách khí nữa, các tộc xúc động cường giả tiến vào.
Thanh Long hoàng tộc cũng không ngoại lệ, dẫn đầu chính là Long đại đại hộ pháp, thú hoàng tộc cũng thế, cũng phái cường giả đi vào trong. Phi linh môn cũng cho người tiến vào bên trong, bảy tiểu quỷ lục gia đã sớm chán đại lục, ngay từ đầu còn bị mẫu thân áp chế không được tiến vào tử vong thâm uyên, về sau rốt cục tìm được cơ hội, bảy huynh đệ tử muội vụng trộm tiến vào bên trong. Trong tử vong thâm uyên, thiên địa dường như sinh ra biến hóa, cũng nhận được không ít chỗ tốt, bên trong có không ít linh vật thiên địa thai nghén ra, chiếm được vô số cơ duyên. Một thanh niên tu vị vương cấp ngũ trọng, ở trong tử vong thâm uyên giạt được một câu cửu diệp long linh chi, thứ này tuyệt đối có giá trị xa xỉ, cửu diệp long linh chi có tác dụng rất lớn với linh thú, cho dù với linh thú bát giai cũng có chỗ tốt kinh người. Không khéo là, thanh niên tu vị vương cấp ngũ trọng vừa đạt được cửu diệp long linh chi, hắn gặp phải Thanh Long hoàng tộc Long đại đại hộ pháp và mấy trưởng lão Thanh Long hoàng tộc, cho nên hắn không thể chống lại, trực tiếp bị cướp đoạt. Bởi vì gần đây quan hệ thú hoàng tộc cùng nhân tộc có giao hảo, đặc biệt là Thanh Long hoàng tộc có quan hệ gần với nhân tộc, bởi vậy Long đại đại hộ pháp cũng không quá khó xử thanh niên này, thanh niên này mở miệng chống đối vài câu, tùy ý ra tay giáo huấn là được. Thật không nghĩ đến, cũng không có bao lâu, thanh niên này mang theo vết thương chồng chất gặp được bảy tiểu gia hỏa lục gia, bảy tiểu gia hỏa nhìn thấy thanh niên này bị người ta đánh, lúc này nổi giận trùng thiên. Thì ra thanh niên này không phải người khác, chính là Lục Vân Lãng con của Lục Tiểu Bạch và Lưu Uyển, bảy tiểu gia hỏa, từ nhỏ gọi hắn là Lục Vân Lãng ca ca, cũng không có xem Lục Vân Lãng như người ngoài. Có người đánh ca ca của mình, bảy tiểu gia hỏa không sợ trời không sợ đất, tâm tình tức giận có thể nghĩ. Đây quả thực có người dám sờ mông lão hổ, lập tức đi báo thù. Vì vậy bảy tiểu gia hỏa mang theo Lục Vân Lãng đi tìm người khắp nơi, rốt cuộc tìm được Long đại đại hộ pháp, trải qua Lục Vân Lãng chỉ rõ và xác nhận, bảy tiểu gia hỏa cũng không có khách khí, trực tiếp lao tới, mang theo uy thế khủng bố quét qua Long đại đại hộ pháp. Tu vị thực lực của bảy tiểu gia hỏa mới đến võ tôn linh tôn lục trọng mà thôi, nhưng trên người lại có thiên cấp kim hoàng chi khí, linh võ song tu. Lục Trực và Lục Doanh còn mang hoàng khí của hai đại hoàng tộc. Quỷ dị nhất là Lục Âm, toàn lực ra tay lại có thể biến thành bản thể cửu vĩ thiên hồ như mẫu thân, bình thường không có khác biệt với người thường. Thủ đoạn bảy tiểu gia hỏa không chỉ như thế, trên người còn có áo giáp phòng ngự khủng bố, thượng cổ thần khí, tuy bảy tiểu gia hỏa nghịch ngợm đến cực điểm, nhưng trên việc tu luyện có thiên phú kinh người. Trận pháp, luyện đan, luyện khí, luyện chế khôi lỗi, khống thú. Bảy tiểu gia hỏa này hoàn thành dễ như chơi. Những năm qua, luyện khí, luyện đan, trận pháp tăng tiến rất nhiều, thánh thủ linh đế và bách biến đại đế khiên bách biến cũng cảm giác không thể dậy được nữa, bảy tiểu gia hỏa chỉ còn kém hỏa hầu mà thôi. Trong nháy mắt bảy tiểu gia hỏa thi triển thế công phô thiên cái địa, không cho phân trần, lập tức công kích đám người Long đại đại hộ pháp. Mà phát hiện đám người Lục Doanh mang theo hoàng khí. Long đại đại hộ pháp đã biết rõ thân phận bảy tiểu gia hỏa này là ai, cho nên lập tức dừng tay. Bảy tiểu gia hỏa cũng dừng tay, nghe Long đại đại hộ pháp nói, cũng được biết thân phận đám người Long đại đại hộ pháp chính là Thanh Long hoàng tộc. Mà Long đại đại hộ pháp cũng biết được, bọn họ vô liêm sỉ cướp đoạt cửu diệp long linh chi từ trong tay người Phi Linh Môn. Mấy tiểu tử cũng biết quan hệ giữa Phi Linh Môn và Thanh Long hoàng tộc, mấy tiểu gia hỏa cũng không tính toán động thủ với Thanh Long hoàng tộc. Chỉ yêu cầu trả cửu diệp long linh chi cho Lục Vân Lãng, bồi thường chút tiền thuốc men là được. Cửu diệp long linh chi có chỗ tốt rất lớn với linh hú, Long đại hộ pháp cũng không bỏ, càng thêm trọng yếu là, kỳ thật hắn đã sớm ăn cửu diệp long linh chi, làm sao có thể nhổ ra được nữa. Huống chi bảy tiểu gia hỏa này đòi tiền thuốc men quả thực là xảo trá, muốn xảo trá mạng già của hắn, dĩ nhiên muốn một nửa thu hoạch của bọn họ trong tử vong thâm uyên bồi thường cho Lục Vân Lãng. Bởi vậy Long đại đại hộ pháp tự nhiên không đồng ý, cũng không xuất ra được, cho nên cũng dứt khoát cậy già lên mặt chơi xấu. Vốn còn muốn cho bảy tiểu gia hỏa chút mặt mũi, vừa thấy Long đại đại hộ pháp cậy già lên mặt, không có ý định bồi thường, lập tức không khách khí, bảy tiểu gia hỏa thi triển công kích, lần này là động thủ thật. Bảy lũ tiểu gia hỏa ném ra từng kiện thượng cổ thần khí, phối hợp với thất tinh linh vũ yêu trận do bảy tiểu gia hỏa nghiên cứu ra. Trực tiếp bao vây đám người Long đại đại hộ pháp vào bên trong. Mấy cường giả khác của Thanh Long hoàng tộc cũng đi ra hỗ trợ, hóa thành bản thể Thanh Long khổng lồ, nhưng cũng bị đánh thương tích đầy mình, vô cùng thê thảm. Cuối cùng bảy tiểu gia hỏa vây công, đánh một trận kinh thiên động địa, Long đại đại hộ pháp hóa thành bản thể, hắn có được thực lực võ tôn cửu trọng,
nhưng bị bảy tiểu gia hỏa Lục gia vây công, hắn hoàn toàn sẽ không có sức hoàn thủ. Bảy người một rồng giao thủ với nhau, tình cảnh thiên băng địa liệt, không gian nứt vỡ từng khúc, lúc này hấp dẫn rất nhiều người quan sát. Chuyện này làm mặt mũi Long Đại Đại Hộ Pháp không còn, nhưng hắn vẫn phải đánh, hắn đánh thương tích đầy mình, Long Lân vỡ nát. Rơi vào đường cùng, Long Đại Đại Hộ Pháp chỉ có trốn, thế nhưng bảy tiểu gia hỏa đâu chịu buông tha, vẫn đuổi theo không bỏ, đuổi từ Tử Vong Thâm Uyên chạy thẳng về Thanh Long Hoàng tộc. Dọc theo con đường này, rất nhiều người sững sờ, đường đường Đại Hộ Pháp Thanh Long Hoàng tộc lại bị bảy tiểu quỷ trà đạp như vậy, nhưng lại làm cho người ta vô cùng rung động, không ngừng cười vang, đặc biệt là Huyền Vũ Hoàng tộc cười rất tươi. Long Đại Đại Hộ Pháp biết được cái gì là biệt khuất, hắn vô cùng chật vật, vết thương chồng chất, mình đầy thương tích quay về Thanh Long Hoàng tộc, thậm chí quay lại Thanh Long Hoàng tộc, người bình thường cũng chê cười hắn, lúc này Long Đại Đại Hộ Pháp vô cùng ủy khuất và giận dữ. Lúc chạy tới cửa thành, người của Thanh Long Hoàng tộc định tiến lên vây công bảy tiểu tử Lục gia, nhưng Long Đại Đại Hộ Pháp lại quát bảo ngừng lại. Long Đại Đại Hộ Pháp cũng không dám làm gì bảy tiểu gia hỏa Lục gia, bảy tiểu gia hỏa này tiến vào Thanh Long Hoàng tộc thì hắn còn mặt mũi gì nữa, hắn cũng không dám làm gì bảy tiểu tử Lục gia. Long Đại Đại Hộ Pháp cảm giác mình nhất định bị Lục gia khác, vốn Lục gia xuất hiện tên biến thái Lục Lâm Thiên, cũng bị Lục Lâm Thiên trà đạp một lần, sau đó bị Lục gia Dương Quá trà đạp một lần, tất cả là quá khứ. Long Đại Đại Hộ Pháp không ngờ lần này lại gặp bảy tiểu quỷ Lục gia, đây còn là lần biệt khuất nhất, không phải bị Lục gia khắc thì là cái gì, xem ra Lục gia trời sinh khắc chính mình a hát. Long Đại Đại Hộ Pháp đã thầm hạ quyết tâm, về sau nhìn thấy người Lục gia sẽ quay đầu rời đi, cả đời này không qua lại với nhau, bằng không chẳng biết khi nào người Lục gia lại trà đạp hắn. Hiện tại Long Đại Đại Hộ Pháp còn không ngờ tới, trong thời gian sau này, hắn lại không may bị tiểu tà ma của Lục gia trà đạp, đương nhiên, đây là chuyện thật lâu về sau. Mấy thủ vệ khó hiểu, nhưng mà Đại Hộ Pháp phân phó tự nhiên phải nghe, cũng không dám hỏi nguyên nhân, nếu không chắc chắn sẽ bị mắng chửi. Sau khi Long Đại Đại Hộ Pháp nghe Long Hổ Đại trưởng lão hỏi thăm, Long Đại Đại Hộ Pháp ấp úng không dám nói nhiều, lần này quá mất mặt, chẳng lẽ nói chính mình sống mấy ngàn năm, gần đây bị bảy tiểu quỷ Lục gia trà đạp mười mấy vạn dặm sao? Từ Tử Vong Thâm Uyên chạy trốn trở về Thanh Long Hoàng tộc, nếu nói như thế chắc chắn sẽ bị người ta cười rất răng. Mà thời điểm này, bảy tiểu quỷ đuổi tới bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc, bởi vì không vào được Thanh Long Hoàng tộc, trong nội tâm biệt khuất, cho nên đám tiểu gia hỏa tức giận coi trời bằng vung, trực tiếp vận dụng thuộc tính chi lực, thi triển hỏa thuộc tính cùng phong thuộc tính, sau đó đốt cháy sơn mạch bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc. Đồng thời đốt hồ nước lớn dưới Thanh Long Hoàng tộc không còn giọt nước nào, không ngừng phá núi phá sông, trên đường đi tai họa không biết bao nhiêu linh thú trong sơn mạch, linh thú trôi dạt khắp nơi, gào thét không ngớt. Tuy mấy người Thanh Long Hoàng tộc cảm giác được động tĩnh bên ngoài, có Long Đại Đại Hộ Pháp phân phó, bởi vậy cũng không quá quan tâm đến. Trong Tử Vong Thâm Uyên, cường giả Phi Linh Môn biết bảy thiếu gia tiểu tử đánh đạp ở Thanh Long Hoàng tộc, lập tức quay về thông báo cho các phu nhân biết, cũng phái cường giả thăm dò lộ tuyến của đám tiểu gia hỏa tại Thanh Long Hoàng tộc. Sau khi Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn nhận được tin tức, vừa vặn Lục Trung cùng La Lan Thị đang ở đó, lập tức mang theo nhiều cường giả đi đến Thanh Long Hoàng tộc. Chí Thánh Đại Đế vừa xuất quan không lâu, nghe nói mấy đồ tôn mình yêu thương đánh đập tàn nhẫn tại Thanh Long Hoàng tộc, đồ tôn của mình mới bao nhiêu tuổi, trong nội tâm phản ứng đầu tiên chính là Thanh Long Hoàng tộc khi dễ đồ tôn của mình. Lập tức, Chí Thánh Đại Đế nổi trận lôi đình, tính tình bạo phát, dĩ nhiên vượt qua không gian đến bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc. Chí Thánh Đại Đế đến bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc nhìn thấy bảy tiểu gia hỏa đang đứng chửi rủa bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc, bộ dáng đầy bụi đất, đây là tác phẩm khi đám gia hỏa này phá núi hủy sông bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc. Nhưng bộ dáng đầy bụi đất đó lọt vào mắt Chí Thánh Đại Đế lại biến thành đồ tôn bị Thanh Long Hoàng tộc khi dễ, hắn sao nhịn được nữa, trực tiếp đánh một chưởng phá tan cấm chế bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc. Lúc đó cảm giác như trời đất sụp đổ, cửa vào Thanh Long Hoàng tộc bị Chí Thánh Đại Đế đánh nát dễ như trở bàn tay. Còn khá tốt, thời điểm Chí Thánh Đại Đế muốn tính sổ với Thanh Long Hoàng tộc, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đã đuổi tới. Mà lúc này Thanh Long Hoàng tộc cũng biết rõ động tĩnh bên ngoài, Long Hổ Lão Tổ, Long Minh Lão Tổ, Long Siêu Lão Tổ, Long Ngộ Lão Tộc trưởng đang bế quan cũng bừng tỉnh. Vì vậy sau khi hỏi thăm mới có cảnh tượng hiện tại. Sau khi biết tình huống, mọi người cười khổ.
Nương, người xem Long Đại Đại hộ pháp cũng nói không có việc gì, người tha cho chúng ta đi. Thiếu nữ mặc váy trắng dài đáng yêu, lúc này dùng ánh mắt trong veo đáng thương nhìn Bạch Linh. Thiếu nữ này chính là Lục Gia lão thất Lục Âm, nàng mặc quần áo trắng, không có trang sức dư thừa, lại có dáng vẻ yêu nhã thanh xuân, tùy ý nhưng không mất trang nhã, môi son không điểm mà hồng. Tuy mang theo vài phần trẻ trung, nhưng đã là có thể nhìn ra khí chất như u lan, kiều mị không mất đi xinh đẹp, so với mẫu thân Bạch Linh nhiều ra vài phần tự nhiên, ít đi một chút lãnh diễm, nhiều ra ba phần đáng yêu giảo hoạt. Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, ta thấy thôi đi, tổn thất của Thanh Long hoàng tộc chúng ta bồi thường là được, mấy tiểu hài tử không hiểu chuyện a hát, đừng làm khó dễ bọn chúng. Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Lục Âm, La Lan thị sao nhịn được, vội vàng cầu tình. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh cái này ba nữ hoàn toàn ngược lại với Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, bảy tiểu gia hỏa bình thường tuy tinh nghịch, nhưng tuyệt đối biết rõ thiện ác, tuyệt đối sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý, chỉ biết gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Nhưng Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn ba nữ quản giáo nghiêm khắc với bảy tiểu gia hỏa từ nhỏ, thế nhưng mà Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh ba người có tính cách trái ngược nhau, thương yêu bảy tiểu gia hỏa có thừa. Bởi vậy vào thời điểm này, tự nhiên đứng ra cầu tình Bắc Cung Vô Song cùng Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn. Ta thấy việc này thôi đi, cũng không trách đám Lục Doanh làm gì, đám tiểu gia hỏa không làm sai, cũng đừng dọa chúng. Chí Thánh Đại Đế nhìn thẳng vào người Thanh Long Hoàng tộc, lúc biết không phải Thanh Long Hoàng tộc khi dễ đồ tôn của mình, đồ tôn cũng không ăn thiệt thòi, cũng tiêu giận rất nhiều. Đám người Long Hổ Lão Tổ vẫn cung kính tiếp khách, lúc này Chí Thánh Đại Đế mở miệng, lập tức vội vàng phụ họa, khó xử mấy hài tử, cũng chỉ làm mất mặt Thanh Long Hoàng tộc mà thôi. Tăng thêm Long Bích Hàm Đại Công Chúa và Huyền Hạo nói vào, cuối cùng Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn cũng chỉ có thể bỏ qua, nhiều người cầu tình cho bảy gia hỏa này, các nàng cũng không có cách nào. Độc Cô Cảnh Văn nói với bảy tiểu gia hỏa, nhanh xin lỗi đại hộ pháp, bằng không không bỏ qua cho các ngươi. Nương, chúng ta là kẻ yếu a hát, chúng ta mới có tu vị võ tôn lục trọng, Long Đại Đại hộ pháp đã là yêu đế bát giai hậu kỳ, chúng ta cũng không làm sai. Lục Trực lập tức kháng nghị Độc Cô Cảnh Văn, có sư tổ Chí Thánh Đại Đế làm chỗ dựa, còn có gia gia nãi nãi ở đây, lá gan lớn hơn, đám người Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Âm ủng hộ, bắt đầu phụ họa. Nhưng vừa nói ra lời này, Long Đại Đại hộ pháp và các hộ pháp của Thanh Long Hoàng tộc cảm thấy mặt mũi nóng rát, sự thật như thế, bảy tiểu gia hỏa mới là tôn cấp lục trọng, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng trên thực tế, bảy tôn cấp lục trọng trực tiếp chà đạp Thanh Long Hoàng tộc đại hộ pháp và những người khác không có sức hoàn thủ, việc này đủ làm Thanh Long Hoàng tộc xấu hổ, mấy tiểu gia hỏa thật sự quá biến thái. Không nói tuổi còn nhỏ đã có thực lực khủng bố như thế, chỉ dùng tu vị tôn cấp lục trọng đấu với Long Đại đại hộ pháp đã đủ biến thái, dường như bảy tiểu gia hỏa này còn chưa dốc toàn lực, ngược lại là Long Đại đại hộ pháp toàn lực mới đào thoát. Muốn được một tấc lại tiến một thước hay sao? Độc Cô Cảnh Văn trừng mắt bảy tiểu gia hỏa liếc, nói. Các ngươi còn bắt đại hộ pháp bồi thường, dùng một nửa thu hoạch làm bồi thường, các ngươi đúng là dám mở miệng. Nương, chuyện này không liên quan tới chúng ta, là tiểu Bạch Thúc nói, không hung ác một chút là không thể phát tài, nếu không phải xem mặt mũi Thanh Long Hoàng tộc, chúng ta muốn toàn bộ, làm sao lại muốn một nửa, chúng ta lại không ngốc. Bảy tiểu gia hỏa dùng ánh mắt nhìn thẳng Lục Tiểu Bạch. Ánh mắt của mọi người lúc này nhìn vào Lục Tiểu Bạch, người Thanh Long Hoàng tộc cười khổ, không biết nói gì với đám tiểu gia hỏa này. Khục, Lục Tiểu Bạch lập tức sững sờ, vội ho một tiếng, xấu hổ cười cười, ánh mắt lại tỏ vẻ tán thưởng bảy tiểu gia hỏa. Các ngươi còn dám tranh luận. Ánh mắt Bạch Linh nhìn qua bọn chúng, lập tức bảy tiểu gia hỏa mới thu liễm một ít, trong mọi người, bảy tiểu gia hỏa sợ Bạch Linh nhất. Đại hộ pháp, chúng ta lần sau không dám, đương nhiên. Người cũng không thể lại đoạt đồ của Phi Linh Môn. Bảy tiểu gia hỏa bị Bạch Linh trừng mắt, lúc này không tình nguyện nói tạ lỗi. Đều là ta không tốt, ta không tốt. Vẻ mặt Long Đại Đại hộ pháp nóng rát cười khổ, khóc không ra nước mắt, sớm biết là đồ của Phi Linh Môn, hắn cũng không ra tay đoạt, hiện tại cũng không cần phải đến mức này. Việc này bỏ qua, dù sao cũng là người nhà, cũng là Long Đại không biết lớn nhỏ, so đo với mấy tiểu bối, bị giáo huấn cũng xứng đáng. Cứ cho hắn ghi nhớ thật lâu. Long Hổ Lão Tổ lại hòa ra yêu. Ầm ầm.
Khi Long Hổ lão tổ vừa dứt lời, lập tức trong đình viện sinh ra chấn động mãnh liệt, sắc mặt mọi người bắt đầu kinh ngạc. Như thế nào? Ánh mắt bảy tiểu gia hỏa nghi hoặc, khó hiểu đánh giá mọi người chung quanh. Động tĩnh đến từ Thanh Long Phong. Ánh mắt Long Hổ lão tổ biến đổi, lập tức biết rõ động tĩnh đến từ Thanh Long Phong. Chớ khẩn trương, là Thanh Long hoàng tộc có người đột phá thành đế cấp mà thôi. Tâm thần chí thánh đại đế dò xét, lập tức phát hiện nguyên nhân. Thanh Long Phong, đột phá thành đế, chẳng lẽ là nàng đột phá? Nghe vậy, toàn thân Dương Quá run lên, thân ảnh rời khỏi đình viện trước tiên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này Long Hổ lão tổ, Long Mộ lão tộc trưởng cũng đứng lên rời đi. Siêu siêu, trong nháy mắt ngắn ngủi, chúng cường giả đã xuất hiện bên ngoài Thanh Long Phong, mắt thấy Thanh Long Phong vô cùng khổng lồ. Lúc này trên đỉnh Thanh Long Phong có khí tức vô hình phóng lên trời, nương theo đó là khí tức hoàng tộc khuếch tán ra chung quanh, lập tức ánh mắt mọi người biến hóa. Vù vù, cũng không qua bao lâu, không gian lập tức chấn động dữ dội, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, giữa không trung có mây đen dày đặc áp xuống, sơn mạch chung quanh Thanh Long Phong rung động bất định. Ầm ầm, trong nháy mắt sau đó là tiếng sấm dữ dội vần vũ, không gian run rẩy, mặt đất chấn động. Thiểm điện lôi minh khủng bố, trời đất tối tăm. Suy suy. Trong thiên địa tối tăm này, đột nhiên có một cột sáng năng lượng màu xanh khổng lồ bắn lên cao, lập tức bao phủ Thanh Long Phong, năng lượng thiên địa mênh mông quán trú vào cột sáng, khí tức khủng khiếp làm linh hồn mọi người rung động. Từ dị tượng này, là có người sắp đột phá thành đế. Sắc mặt Long Hổ lão tổ vui mừng, trong Thanh Long hoàng tộc lại có người sắp đột phá thành đế. Long Yên. Là đứa bé Long Yên đột phá đế cấp. Long Hổ đại trưởng lão nói. Là muội muội, lúc trước nàng tiến vào Thanh Long Phong bế quan, nhắn lại không thành đế sẽ không xuất quan, nàng làm được. Long Bích Hàm đại công chúa cười cười, khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đầy yêu thương. Dương Quá cũng đợi đến lúc này. Huyền Hạo thì thào, rất có cảm xúc. Hiện tại cũng không biết Tiểu Long thế nào. Long Bích Hàm đại công chúa lúc này nhớ Tiểu Long. Hắn không có việc gì. Bàn tay Huyền Hạo nắm chặt tay Long Bích Hàm đại công chúa, hai người nắm tay nhau, gắn bó tương thích. Ngao. Thời điểm cột sáng năng lượng bao phủ Thanh Long Phong, một tiếng long ngâm vang vọng các nơi, một đầu thanh long khổng lồ phóng từ Thanh Long Phong lên trời, long lân tỏa ra hào quang năng lượng chói mắt, uy thế khủng bố lan tỏa ra chung quanh. Không gian chấn động, đại địa nổ vang, cửu thiên rung chuyển. Ngao. Trong Thanh Long hoàng tộc có không ít đệ tử không thể chống lại uy áp của Thanh Long, bắt đầu phủ phục trên mặt đất. Thật lâu sau đó, động tĩnh khủng bố này mới từ từ yên lặng, Thanh Long trên không trung được bao phủ trong cột sáng năng lượng, lập tức hóa thành bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển, khí tức mênh mông khuếch tán ra ngoài. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn nhau, thân ảnh này uyển chuyển xinh đẹp đến tận cùng, mặc áo trắng váy dài như tuyết, không khác biệt với Bạch Linh bao nhiêu, mái tóc xanh phiêu động theo gió. Cao quý mang theo vũ mị, đẹp đến mức người ta có cảm giác như hư ảo, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Cô gái này hoàn toàn trái ngược với Bạch Linh, uy nghiêm, vũ mị, hấp dẫn tự nhiên, nhưng đều là tuyệt sắc giai nhân. Nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển này đạp không đứng đó, thân thể Dương Quá rung động không kiềm chế được, ánh mắt rung động, hắn không dám tin nhìn thân ảnh trên cao. Một lát sai, thân thể Dương Quá mang theo kích động run rẩy đi lên không trung. Từng bước đi từng bước tiến lên, không gian dưới chân sinh ra gợn sóng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng. Giữa không trung, bóng dáng xinh đẹp kia dường như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt dễ thương như nước, khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm, trên ngọc dung mang theo khí chất vô song. Nhìn thấy thân ảnh nam tử áo bảo xám, tóc dài xõa vai, dung mạo tuấn lãng, hai mắt như thần, toàn thân bóng dáng tuyệt mỹ run lên. Trong mắt đẫm nước mắt, trái tim bình thản không ngừng run rẩy. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Quá càng đi càng gần, cả thiên địa như yên tĩnh, không có người nào đánh vỡ yên tĩnh này. Xuy, Dương Quá đến bên cạnh nữ tử áo trắng, mắt nhìn dung mạo quen thuộc, thật lâu sau đó, ánh mắt rưng rưng, yết hầu nhấp nhô, khóe mắt có giọt nước mắt lăn dài trên má, nói. Rốt cuộc ta cũng chờ đến ngày hôm nay, còn sớm hơn suy nghĩ của ta một chút, hiện tại. Ngươi còn muốn rời khỏi ta sao? Cuộc đời này bất ly bất khí, sinh tử cùng nhau. Ánh mắt nữ tử tuyệt mỹ rung động, bàn tay như ngọc lau khô nước mắt Dương Quá, thân thể mềm mại run lên,
không kiềm nén được nữa, lao vào trong lòng người thương. Hai người không nói lời nào, chỉ ôm nhau. Khóe mắt người bên dưới rưng rưng, Lục Tâm Đồng, Long Bích Hàm đại công chúa lại chảy nước mắt vui mừng. Chúc mừng người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Nhưng lúc này trên không gian yên tĩnh có một giọng nói vang lên, mọi người rất quen thuộc với giọng nói này. Bỗng nhiên, tất cả mọi người dò xét không gian chung quanh, tìm kiếm người nói chuyện. Bảy tiểu gia hỏa khó hiểu nhìn chằm chằm vào hư không. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế chấn động, lập tức nhìn vào một hướng giữa không trung. Trong ánh mắt của mọi người, một thân ảnh lăng không vô thanh vô tức xuất hiện trên cao, đạp không đứng đó, áo bào xanh khẽ nhúc nhích, gương mặt cương nghị, bờ môi cười tà dị, hai mắt thâm thúy giống như có thể nhìn thấu tâm tư sâu thẳm của người khác. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên cùng kêu lên, mọi người run rẩy, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Bạch Linh chúng nữ hét lớn. Bái kiến chủ nhân. Trong đám người, Thiên Sĩ Tuyết Sư đi lên không trung, thân ảnh hùng vĩ mang theo khí tức vương giả, lập tức cung kính quỳ trước mặt thân ảnh áo bào xanh kia. Là nhị thiếu gia trở về. Cực Nhạc Tam Quỷ sững sờ, hai tay nắm chặt, kích động kêu to. Đột phá đế cấp, không tệ, không tệ. Lục Lâm Thiên vung tay, mắt thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư liền vui vẻ, lực lượng nhu hòa trực tiếp nâng Thiên Sĩ Tuyết Sư đứng lên. Phụ thân. Thân ảnh Lục Kinh Vân nhảy lên không trung, hắn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Ta biết ngay ngài không có việc gì, ta biết mà. Hảo tiểu tử, lớn rồi. Lục Lâm Thiên mở hai tay ôm thiếu niên trước mặt vào ngực, thiếu niên đã có tu vị võ đế nhị trọng, tu vị tiến bộ thần tốc. Bảy tiểu gia hỏa mắt nhìn thân ảnh trên không trung, thân ảnh quen thuộc và lạ lẫm, tuy lúc rời đi đám tiểu gia hỏa chỉ mới 2 tuổi, nhưng lúc này vẫn không quên. Phụ thân trở về. Phụ thân, bảy tiểu gia hỏa, bảy đạo thân ảnh bay lên cao, đứng bên cạnh thân ảnh áo xanh kia, trên mặt mang theo ủy khuất và nhớ mong, còn có một ít thẹn thùng, đây là cảm giác huyết mạch tương liên. Lục Lâm Thiên vỗ vai Lục Kinh Vân, lập tức buông Lục Kinh Vân ra, ánh mắt nhìn bảy tiểu gia hỏa, bây giờ đã là thiếu niên trai trai. Nhìn bảy tiểu gia hỏa, Lục Lâm Thiên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, cũng cảm thán tính mạng huyền diệu. Trong nội tâm mang theo rung động, vỗ nhẹ lên đầu bốn tiểu gia hỏa này, sau đó giang hai tay ra ôm lấy Lục Doanh cùng Lục Âm, nói nhỏ. Phụ thân nhớ các ngươi có nhớ phụ thân không? Có, chúng ta nhớ phụ thân, mỗi ngày đều nhớ, mong phụ thân sớm quay về, nhưng nương nói phụ thân đi rất xa, phải rất lâu mới trở về, cho nên chúng ta chỉ có thể mỗi ngày nhớ phụ thân. Lục Doanh và Lục Âm hai nữ gật đầu, nước mắt chảy dài, ôm thật chặt cổ phụ thân. Sợ trong nháy mắt phụ thân sẽ biến mất. Phụ thân, ta cũng muốn ôm, xảo nhi nhớ ngài, nhớ hơn cả tỷ tỷ và ca ca. Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, mái tóc thắt bím, đôi mắt mở to như minh châu, gương mặt đáng yêu như búp bê, nhưng lại ăn mặc theo phong cách linh lam, tuổi còn nhỏ nhưng rất nóng bỏng, trong mắt đẫm nước nhìn thân ảnh áo xanh. Đứa nhỏ ngốc, phụ thân ôm ngươi, phụ thân rất nhớ ngươi. Lục Lâm Thiên lập tức cười cười. Buông Lục Doanh cùng Lục Âm ra, ôm lấy gương mặt búp bê của nàng vào lòng, ôm Lục Xảo thật chặt. Siêu siêu, từng bóng dáng xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn đám tiểu gia hỏa rồi không nói gì, nhưng đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào thân ảnh áo xanh, nội tâm run rẩy, trong ánh mắt mang theo thiên ngôn vạn ngữ. Là hắn trở về. Là ngũ hành đại đế Lục Lâm Thiên, là hắn trở về. Trong Thanh Long Hoàng tộc. Một cường giả Thanh Long Hoàng tộc nhìn lên không trung, ánh mắt rung rung, đạo thân ảnh kia với người Thanh Long Hoàng tộc có cảm giác rất đặc biệt. Hảo tiểu tử, trở về là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Thánh thủ linh đế nhìn lên không trung, cười nhạt và nói thầm một tiếng. Ồ, chẳng lẽ? Nhưng sau khi Chí Thánh đại đế nhìn lên không trung, ánh mắt mang theo một chút nghi ngờ, đạo khí tức này làm hắn nhìn không thấu. Đại ca! Nhị đệ! Hiện tại Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá hai người đều đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, tuy có chút kích động, nhưng không suy nghĩ nhiều, người trước mặt không có việc gì là tốt rồi, bởi vì trong mắt hai người bọn họ, không có nơi nào có thể vây khốn người trước mặt. Chúng ta đi xuống nói chuyện. Lục Lâm Thiên nhìn qua mọi người, mỉm cười, từng thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, Lục Lâm Thiên lúc này rất vui vẻ, không có gì có thể ngăn cản hạnh phúc trong lòng hắn.
Vèo. Lục Kinh Vân, Lục Doanh đi theo Lục Lâm Thiên đáp xuống, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cũng theo sau. Nương, phụ thân, hai vị sư phụ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống đỉnh núi, hắn hành lễ với La Lan Thị, Lục Trung, Chí Thánh Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế. Bình an trở về là tốt rồi. La Lan Thị lúc này đã là cường giả trên đại lục, tính cách lúc trước sinh ra biến hóa, nhưng biến hóa rõ ràng nhất là tính cách nhu nhược, lúc này không thể nghi ngờ đã kiên cường hơn rất nhiều. Dương quá ta hiện tại cầu hôn Thanh Long Hoàng tộc, ta muốn kết hôn với Long Yên công chúa, thỉnh tiền bối Thanh Long Hoàng tộc thành toàn. Nhưng lúc này, giọng nói của Dương quá truyền ra, mọi người nhìn hắn, nhìn thấy Dương quá quỳ một gối hành lễ với tiền bối Thanh Long Hoàng tộc. Ánh mắt của mọi người nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này lại nhìn lên không trung lần nữa, không ít cường giả Thanh Long Hoàng tộc bắt đầu bạo động. Long Hổ Lão Tổ, Long Minh Lão Tổ, Long Siêu Lão Tổ, Long Mộ Lão Tộc Trưởng, Long Hổ Đại Trưởng Lão nhìn lên không trung, ánh mắt rung rung. Long Yên xin các tiền bối trong tộc thành toàn. Nữ tử tuyệt mỹ váy trắng chân thành quỳ một gối bên cạnh Dương Quá, bàn tay cầm tay Dương Quá, hai người ngẩng đầu, ánh mắt khẩn cầu Lão Tổ Thanh Long Hoàng tộc. Dương Quá là nghĩa tử của ta, cũng là phần tử Lục gia ta hôm nay cầu hôn Thanh Long Hoàng tộc Long Yên công chúa. Ánh mắt Lục Trung khẽ nhúc nhích, đạp không bay lên, hắn hành lễ với các lão tổ Thanh Long Hoàng tộc, Cực Nhạc Tam Quỷ ba người theo sát phía sau, trên danh nghĩa, Cực Nhạc Tam Quỷ hiện tại thuộc về Lục gia. Phụ thân, lão tổ, thỉnh thành toàn Long Yên đi. Long Bích Hàm đại công chúa tiến lên, cũng khẩn cầu các lão tổ Thanh Long Hoàng tộc. Phụ thân đại bá thật đáng thương. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Sảo ba nha đầu nhìn đại bá giữa không trung, lập tức khẩn cầu nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt các nàng, phụ thân không gì làm không được, phụ thân nhất định sẽ giúp đỡ đại bá. Lục Lâm Thiên nhìn hai thân ảnh đang quỳ giữa không trung, ánh mắt các cường giả Thanh Long Hoàng tộc, trong nội tâm hắn rõ ràng, Long Yên nhị công chúa tuy là cháu ngoại của Long Mộ lão tộc trưởng, nhưng việc này chỉ có Long Hổ lão tổ nói tính toán, chuyện này nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao cũng là chuyện của Thanh Long Hoàng tộc. Ánh mắt lóe lên, Lục Lâm Thiên lập tức tiến lên, nhìn Long Hổ Lão Tổ, nói nhỏ. Long Hổ Lão Tổ, đại ca ta và nhị công chúa tâm đầu ý hợp, lại trải qua nhiều trắc trở, kính xin Long Hổ Lão Tổ và chư vị thành toàn. Long Hổ Lão Tổ nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt khẽ nhúc nhích, khi Lục Lâm Thiên vừa nói xong, lập tức mỉm cười, nói. Thanh Long Hoàng tộc đã sớm đồng ý hôn sự đứa bé Long Yên và Dương Quá, hai người tình đầu ý hợp, lại có Lục gia cầu hôn, Thanh Long Hoàng tộc chúng ta đương nhiên đáp ứng. Long Hổ Lão Tổ vừa dứt lời, ánh mắt nhìn Long Mộ Lão Tộc trưởng cùng Long Hổ Đại trưởng Lão, nói. Long Mộ, Long Hổ, Long Yên là hài tử của các ngươi, lúc này còn cần các ngươi làm chủ, theo ta thấy, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc Bạch Linh có thể sống cùng Lục Lâm Thiên, Thanh Long Hoàng tộc chúng ta cũng cần cải biến một chút. Vâng, lão tổ. Long Mộ Long Hổ gật đầu, ý của Long Hổ lão tổ hai người nghe hiểu, trong lòng hai người sớm đã đáp ứng, lúc này cũng chỉ chờ Long Hổ lão tổ lên tiếng mà thôi, sau khi nghe xong lập tức vui mừng. Long Yên, Dương Quá, đứng lên đi. Long Hổ đại trưởng lão cũng không ngăn cản Dương Quá cùng Long Yên nữa. Dương Quá và Long Yên nhìn nhau, hai tay nắm chặt, nội tâm rất vui mừng. Muội muội, người vẫn chưa chịu đứng dậy sao? Phụ mẫu và các lão tổ trong tộc đã đáp ứng ngươi rồi. Thân ảnh Long Bích Hàm đại công chúa lóe lên, đi đến bên cạnh Long Yên cùng Dương Quá hai người, ánh mắt dễ thương chớp động, đôi mắt ẩm ướt, hiện tại nàng rất cao hứng cho muội muội, đã nhiều năm như vậy, hai người hữu tình đã đến được với nhau. Đa tạ lão tổ. Dương Quá và Long Yên sững sờ, lúc này khôi phục tinh thần, lập tức cao hứng hành lễ, lúc này mới đứng dậy, hai người cao hứng ôm nhau. Chúc mừng đại thiếu gia. Chúc mừng đại thiếu gia. Chúc mừng nhị công chúa. Người phi linh môn chúc mừng, trong Thanh Long Hoàng tộc cũng có không ít người gieo vang, hai người trải qua rất nhiều trở ngại, hôm nay rốt cục đã đến được với nhau. Chúc mừng đại bá, chúc mừng đại thẩm. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Sảo, Lục Trực đám tiểu gia hỏa cũng tham gia náo nhiệt. Đã lớn như vậy rồi. Long Yên công chúa lúc này lộ ra thần thái xấu hổ như thiếu nữ. Nhìn đám tiểu gia hỏa Lục Doanh, lập tức giật mình, trong mắt của nàng, bọn chúng chỉ là những hài tử còn bé nhỏ mà thôi. Đã cao lớn cả rồi. Dương Quá ôm Lục Sảo, mắt nhìn Lục Kinh Vân, lại nói với Long Yên.
đó mới là lão đại, đã sớm tiến vào đế cấp. Long Yên nghe xong liền cắn môi, đôi mắt dễ thương sững sờ. Một lát sau, trôm đại điện Thanh Long Hoàng tộc, các cường giả đang ngồi đó, cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Long Bích Hàm, Huyền Hạo đang hỏi thăm tình huống Tiểu Long. Lục Lâm Thiên cũng không giấu giếm, mang chuyện Tiểu Long nói rõ với người Thanh Long Hoàng tộc, cũng mang tin tức trên thế giới còn có cấp độ phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh và tình huống đại khái của 3000 thế giới nói một lần. Sau khi biết rõ thế giới bên ngoài, cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng, Long Yên, Long Bích Hàm Đại Công Chúa, Lục Trung, Thánh Thủ Linh Đế, thậm chí là Chí Thánh Đại Đế cũng nghẹn họng nhìn chân chối, thật lâu không thể khôi phục tinh thần. Đương nhiên không thể nói, Lục Lâm Thiên tự nhiên không nói chữ nào, chỉ kể một ít cho mọi người nghe mà thôi. Người Thanh Long Hoàng tộc, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá biết được Tiểu Long không chỉ không có việc gì, còn đang nắm giữ đại cơ duyên, rất có thể sẽ đột phá đế cấp, chuyện này làm cho các cường giả Thanh Long Hoàng tộc hưng phấn và kích động không nhỏ. Dừng lại trong Thanh Long Hoàng tộc một ngày, Lục Trung đại biểu Lục gia cũng đại biểu cho Dương Quá, lúc này thương lượng hôn sự với Thanh Long Hoàng tộc. Thương lượng với Long Hổ đại trưởng lão chuyện hôn sự của Dương Quá cùng Long Yên công chúa. Ngày hôm sau, Lục Lâm Thiên và mọi người mới rời đi, mà Long Yên cũng đi theo Dương Quá, muốn đi ra bên ngoài dạo chơi, muốn nhìn ngắm nơi bọn họ quen biết lúc trước. Lục Lâm Thiên cũng cao hứng thay đại ca Dương Quá, đây gọi là có tình sẽ thành thân thuộc. Sau khi quay về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đã thành thái thượng trưởng môn, việc này cũng làm Lục Lâm Thiên nhẹ nhõm không ít. Hắn cũng không cần nhúng tay vào chuyện Phi Linh Môn nữa rồi. Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Lục Lâm Thiên đều ở cùng với đám tiểu gia hỏa, vào đêm không tránh được thân thiết với các thê tử, mở cửa sổ trăng sáng, đèn tắt giải quần thun, mỉm cười trong màn chướng, cổ động Huệ Lan Hương, mộng cười tiên nữ ngủ, hoa đào áp gối say. Sau khi nghe tin tức Lục Lâm Thiên trở về, ngày thứ ba, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn đã nhận được tin tức, lập tức Thiên Địa Các, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Thái Công gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc, Thiên Vân Đảo, Huyền Vũ Hoàng tộc, Chu Tước Hoàng tộc đều đi đến Phi Linh Môn bái phỏng Lục Lâm Thiên. Đương nhiên các cường giả đến đây, tự nhiên cũng muốn biết một chút tình huống trong thiên mộ, Lục Lâm Thiên chính là người đầu tiên rời khỏi thiên mộ suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi mọi người đến đây, Lục Lâm Thiên đành phải ra ngoài gặp, trong Phi Linh Môn, các đế cấp ngồi ngay ngắn, Thiên Địa Các Tử Yên, Lão Tam Thập Tam, Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Triệt, Thái Công gia tộc Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thiên Vân Đảo Diễm Quan Quần Phương, còn có Nam Thúc, Độc Cô Hồn Long cũng đến. Có thể nói, lần này mọi người đến Phi Linh Môn vì tin tức trong thiên mộ, còn có các đế cấp mới tấn chức của các gia tộc cũng đến, mỗi đế cấp đến Phi Linh Môn đều vô cùng cung kính. Những năm này, tất cả mọi người đều biết đại lục đệ nhất cường giả Chí Thánh Đại Đế đang an vị trong Phi Linh Môn, cộng thêm bản thân Phi Linh Môn thực lực cực mạnh. Nghiễm nhiên đã trở thành tồn tại đứng đầu các thế lực trên đại lục. Lúc này Lục Lâm Thiên đã rời khỏi thiên mộ, càng tôn lên sắc thái siêu nhiên, các đế giả đều đến Phi Linh Môn, lúc này cho dù là một lão tổ hoàng tộc cũng tuyệt đối không dám tự cho rằng mình siêu phàm, bởi vì bọn họ biết rõ, trong Phi Linh Môn chỉ ít có hai người một tát chụp chết bọn họ. Chúng đế ngồi đây hàn huyên với nhau, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lục Lâm Thiên lại nói lại chuyện đã nói trong Thanh Long Hoàng tộc. Cũng nói tới 3000 đại thế giới, nói phá giới cảnh, ngộ chân cảnh. Biết được tất cả những việc này, mọi người thẫn thờ thật lâu, trong lúc nhất thời rung động khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là khi Lục Lâm Thiên nói bên ngoài đại lục Linh Vũ còn có thế giới khác, bọn họ chỉ là thổ dân mà thôi, tùy thời có khả năng bị đám đạo phỉ thế giới cướp đoạt, tất cả sinh linh sẽ biến thành nô lệ, tất cả đế giả biến sắc. Những đế giả này quả thật không cách nào tiếp nhận được. Trải qua nhiều năm mới tăng tu vị lên đỉnh phong của đại lục, chưa từng nghĩ tới so sánh với thế giới bên ngoài, bọn họ chỉ là thổ dân mà thôi, lúc này tâm lý sinh ra biến hóa thất thường. Ngày hôm nay các đế giả muốn tìm Lục Lâm Thiên hỏi một chút, trong thiên mộ có bảo vật gì hay không, hiện tại tuyệt đối không có hứng thú biết, bọn họ rung động không cách nào bình tĩnh lại, bởi vì tin tức này quá khó tiếp nhận. Không ít đế giả có cảm giác nguy cơ cực lớn, do vốn cho rằng mình là tồn tại đỉnh phong trên đại lục. Hiện tại mới biết được, so với bên ngoài bọn họ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Một đế giả sau khi biết tình huống, cũng lập tức rời khỏi Phi Linh Môn, bị đả kích mà đi, Lục Lâm Thiên cũng cố ý bàn giao, chuyện này chỉ có đế cấp mới được biết, cấm chế truyền ra bên ngoài,
nếu truyền ra trên đại lục, tuyệt đối sẽ tạo ra khủng hoảng không cần thiết. Sau khi mọi người rời đi, Lục Lâm Thiên lại âm thầm lưu Hiên Viên Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nhiễm, truyền âm làm cho hai người âm thầm đến ngũ hành đại điện phía sau Phi Linh Môn. Trong đại điện, Hiên Viên Triệt mặc cẩm bào, ngũ quan cực kỳ tuấn lãng, thân thể còn mang theo khí tức lạnh nhạt thong dong, khí chất có thể nói bất phàm, nhưng hiện tại ánh mắt của hắn rất nghi hoặc, dường như đoán được nguyên nhân Lục Lâm Thiên lưu lại hắn và Thái Công Tĩnh Nhiễm ở đây. Bây giờ Thái Công Tĩnh Nhiễm lạnh nhạt hơn một ít, mặc váy dài màu lam nhạt, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, khí chất cao nhã, đôi mắt điềm tĩnh, đang yên lặng chờ đợi. Có biết tại sao ta lưu hai vị lại hay không? Thân ảnh Lục Lâm Thiên vô thanh vô tức đi vào trong đại điện, trực tiếp ngồi vào chủ vị, ánh mắt lạnh nhạt quan sát Hiên Viên Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nhiễm. Ta nghĩ người có chuyện cần nói cho chúng ta biết, hoặc là có quan hệ tới chúng ta, người cứ nói đi. Hiên Viên Triệt do dự một lát, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, thì ra hắn không thật sự thong dong bình tĩnh, lúc này đối mặt với Lục Lâm Thiên hắn phải cố gắng áp chế, trong mắt của hắn mang theo thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên người Hiên Viên Triệt, thở dài, chuyện này hắn đã cân nhắc thật lâu mới quyết định. Lục trưởng môn, ta nghĩ người tìm chúng ta, chắc chắn không phải chuyện bình thường, trong lòng chúng ta có suy đoán rồi, người cứ nói đi, tìm chúng ta có việc gì. Thái Công Tĩnh Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt dễ thương nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt lại lạnh nhạt hơn Hiên Viên Triệt nhiều lắm. Hôm nay biết được tình huống thế giới bên ngoài, các ngươi có cảm tưởng gì? Lục Lâm Thiên nhìn qua hai người đều là người của hoàng tộc, cũng là gia tộc mang theo áo nghĩa gia thân, cũng là người nổi bật trong cùng thế hệ. Đại lục Linh Vũ quá nhỏ, thế giới bên ngoài rất lớn, đáng tiếc chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hiên Viên Triệt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt vẫn không bình tĩnh được, nhưng thần sắc của hắn lúc này đã ổn định hơn lúc trước. Nếu có một ngày, đại lục Linh Vũ thế giới này đột nhiên gặp phải đạo phỉ thế giới, các ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ? Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng hai người và hỏi. Hai người nhìn nhau, hơi do dự một chút sau đó cùng trả lời. Bây giờ suy đoán, còn không bằng cố gắng tu luyện, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lục Lâm Thiên nhìn sang hai người, ánh mắt thoáng chấn động. Có một ít việc cần bàn giao với hai người, trở lại trong gia tộc của mình, nhớ kỹ, sau khi đạt được thứ này, đại biểu các ngươi phải gánh một phần trách nhiệm với đại lục Linh Vũ. Trong khi Lục Lâm Thiên nói chuyện, hai nhẫn chữ vật rơi vào trong tay Hiên Viên Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nhiễm. Hiên Viên Triệt và Thái Công Tĩnh Nhiễm nghi hoặc, nhưng sau khi thu nhẫn chữ vật vào trong tay lại có chút mờ mịt, nghe Lục Lâm Thiên nói thế, dường như vật này bất phàm. Vật này ta đã giao cho các ngươi, cũng có thể thu hồi, các ngươi hiện tại cứ quay về đi. Lục Lâm Thiên vung tay áo tiễn khách. Mặc kệ bên trong có gì, đa tạ. Hiên Viên Triệt cung kính thi lễ. Lúc này mới quay người rời đi. Ta cũng đa tạ ngươi, ngươi nói ta không quá hiểu rõ, nhưng ta tin tưởng có ngày ta sẽ hiểu. Thái Công Tĩnh Nhiễm nói xong, khẽ khom người, lúc này rời đi. Nhìn bóng lưng hai người, Lục Lâm Thiên thở dài thật sâu, hai nhẫn chữ vật kia có thi cốt lão tổ Thái Công gia tộc và lão tổ Hiên Viên gia tộc, bên trong có ẩn chứa phong thuộc tính áo nghĩa chi nguyên cùng thủy thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Nếu là trước kia Lục Lâm Thiên không nỡ giao ra, cũng tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy, sau khi dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, tâm tình của Lục Lâm Thiên sinh ra không ít biến hóa, thân là chủ nhân của đại lục Linh Vũ, Lục Lâm Thiên phải có một ít quyết định, cũng phải nhìn xa một chút, chính mình quan tâm đã không còn là Phi Linh Môn cùng Lục gia nữa rồi. Sau một lát, Lục Lâm Thiên quay về một gian mật thất gặp Chí Thánh Đại Đế, Nam Thúc, Lục Tâm Đồng, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Thánh Thủ Linh Đế, Lục Kinh Vân, Hàn Băng Đại Đế, Cực Nhạc Tam Quỷ, Bách Biến Đại Đế Khiên Bách Biến, Kim Xà Đại Đế là các đế giả hắn tín nhiệm. Trong mật thất, Lục Lâm Thiên mang chuyện quan hệ tới áo nghĩa chi nguyên nói với bọn họ một lần, cái gọi là hoàng khí chỉ là áo nghĩa gia thân mà thôi, bởi vì lúc trước lão tổ các tộc đã nhận được thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Mọi người nghe xong đều giật mình, đối với chuyện áo nghĩa này, Lục Lâm Thiên cũng không nói với bên ngoài, bọn họ lần đầu tiên nghe được. Hiện tại Lục Lâm Thiên móc thi cốt lão tổ Bắc Cung gia tộc, lão tổ Độc Cô gia tộc lão tổ, còn có lão tổ Chuyên Tôn gia tộc ra, bị khí tức của ba thi cốt này bao phủ, trừ Chí Thánh Đại Đế ra, mọi người đều bị áp chế. Ba đạo khí tức này đủ làm tất cả đế giả run sợ. Thời điểm Lục Lâm Thiên chuẩn bị giới thiệu ba bộ thi cốt này với mọi người, Bắc Cung Vô Song,
Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc ba người nhìn thấy thân thể Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ lập tức quỳ xuống, cung kính hành lễ với thi hài Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ. Hậu nhân Độc Cô Ngạo Nam bái kiến lão tổ. Độc Cô Cảnh Văn bái kiến lão tổ. Bắc Cung Vô Song bái kiến lão tổ. Nam Thúc một thân ngông nghênh, lúc này trước mặt thi hài thủy tổ Độc Cô gia tộc vẫn phải cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Độc Cô lão tổ có địa vị vô thượng trong Độc Cô gia tộc, có lão tổ này mới có Độc Cô gia tộc hiện tại. Lâm Thiên, đây là... Ánh mắt Thánh Thủ Linh Đế cảm nhận uy áp lớn lao từ ba thi hài này, từ thái độ của Độc Cô Cảnh Văn cùng Bắc Cung Vô Song có thể suy đoán ra vài thứ gì đó. Lục Lâm Thiên lập tức nói thân phận của ba thi hài này với mọi người, Bắc Cung lão tổ, Độc Cô lão tổ và Chuyên Tôn lão tổ, mọi người biết thân phận của ba thi hài này đều sinh ra kinh ý, sáu lão tổ hoàng tộc, đây đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, tự nhiên được mọi người tôn kính, ngay cả Chí Thánh Đại Đế vào lúc này cũng ôm quyền thi lễ, thần sắc vô cùng cung kính. Hài cốt ba lão tổ ở đây, uy nghiêm của bọn họ không giảm. Mặc dù Lục Lâm Thiên có thể giao thi cốt Bắc Cung lão tổ cho Bắc Cung Vô Song, giúp Vô Song đạt được một thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, thi cốt Độc Cô lão tổ tự nhiên phải giao cho Độc Cô Cảnh Văn, giúp hắn đạt được áo nghĩa chi nguyên. Mà thi cốt eo Chuyên Tôn lão tổ, Lục Lâm Thiên giao cho nghĩa phụ Nam Thúc, Nam Thúc thân là võ giả năm hệ, hắn nhất định cũng có được hỏa áo nghĩa chi nguyên. Chuyên Tôn lão tổ lúc trước từng có ý định thu phục thái cổ U Minh Viêm, đáng tiếc hắn không thành công. Nhìn qua thi cốt Chuyên Tôn lão tổ, trong mắt Nam Thúc tràn ngập kinh dị, cũng kích động, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khinh động, nói. Lâm Thiên, ta không có nhìn lầm ngươi, ta biết rõ ngươi có tâm ý với ta, hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, một khi dung hợp sẽ có chỗ tốt phi phàm. Là ta nên làm, không có nghĩa phụ, sẽ không có ta hôm nay. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, không có nghĩa phụ Nam Thúc, chính mình hơn phân nửa đã chết tại Trấn Thanh Vân, làm gì có ngày hôm nay. Lâm Thiên, ta rất vui mừng, cũng thật cao hứng. Nam Thúc mang theo kính ý nhìn thi cốt Chuyên Tôn lão tổ, cảm nhận uy áp nóng bỏng từ thi cốt tỏa ra, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ta rất vui mừng, nếu như có thể dung hợp hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, từ nay về sau một bước lên trời, tu vị tiến nhanh. Nghĩa phụ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, ngưng mắt nhìn nghĩa phụ Nam Thúc. Lâm Thiên, ta cao hứng vì ngươi có hôm nay, ngươi có thể có hôm nay, lúc đầu ta tuyệt đối không ngờ tới, ngươi có thể đạt đến đỉnh phong của thế giới, ta làm nghĩa phụ ngươi, cũng là sư phó vỡ lòng, cho nên trong nội tâm của ta rất tự hào về ngươi. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên, trên gương mặt tuấn lãng bất phàm còn mang theo ngạo khí, người trước mặt là hắn chỉ dẫn ra, là hắn dạy dỗ ra, cho nên hắn tự ngạo. Không có nghĩa phụ, sẽ không có ta hôm nay, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, trong lòng không biết tại sao cảm xúc nghĩa phụ Nam Thúc lại như vậy, sợ hắn nói những lời đằng sau. Lão gia hỏa, người có đệ tử như vậy, rất đáng tự hào đấy. Lão quái vật, người vừa ý rồi. Hàn Băng Đại Đế và Tử Hiên lão tổ hai người cũng cao hứng thay Nam Thúc. Làm cho ta vui mừng là, mặc kệ lúc nào, người đều tôn sư trọng đạo. Cho dù ở trong thiên mộ, cơ duyên trước mặt cũng có thể bỏ qua tất cả, đây là điểm làm ta vui mừng. Nam Thúc cười nhạt một tiếng, nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức ánh mắt lại nhìn Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh ba nữ, nói nhỏ. Cảnh Văn, Vô Song, Bạch Linh, ánh mắt các ngươi không tệ, mặc kệ về sau như thế nào, tiểu tử này cả đời sẽ không phụ các ngươi. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày, Thánh Thủ Linh Đế cũng khẽ gật đầu, lúc trước Độc Cô Ngạo Nam. Bắc Cung Cao Thương, Thánh Thủ Linh Đế bị bắt, đối diện đại cơ duyên, Lục Lâm Thiên cũng có bỏ qua, điểm này đã làm cho nhiều người lau mắt mà nhìn. Ánh mắt Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh ba người nhìn Lục Lâm Thiên, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt tỏa sáng. Nghĩa phụ, có lẽ ngươi còn có việc trọng yếu muốn nói, ngươi còn khen ta như vậy, ta cảm thấy không thích ứng, bởi vì ta quen bị ngươi thúc giục hơn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu. Ánh mắt khó thích ứng nội tâm của hắn phi thường kích động, cho dù là đến bây giờ, Lục Lâm Thiên cũng không hối hận vì lựa chọn lúc trước, tôn sư trọng đạo, đây là điểm mấu chốt của mình, là điểm mấu chốt vĩnh viễn không thể bước qua. Lâm Thiên, dựa theo lời ngươi nói, người ngoài có thể dung hợp áo nghĩa chi nguyên, nhưng so với người có áo nghĩa gia thân, sợ là hiệu quả kém hơn một chút. Nam Thúc hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, việc này lão ảnh cũng đề cập tới. Áo nghĩa chi nguyên cần người có thuộc tính thích hợp dung hợp,
nhưng đối với người đã có áo nghĩa gia thân, tự nhiên còn kém hơn một chút. Cũng tỉ như Bắc Cung gia tộc Mộc thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, võ giả Mộc thuộc tính có cơ hội dung hợp, nhưng do người Bắc Cung gia tộc dung hợp, thậm chí Mộc Hoàng chi khí càng cao, cũng chính là người có Mộc áo nghĩa gia thân đun hợp sẽ dễ dàng hơn và hiệu quả tốt hơn. Hẳn là như vậy. Lục Lâm Thiên nói với Nam Thúc. Kỳ thật ta rất muốn hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, về sau có cơ hội khống chế hỏa thuộc tính, trở thành tồn tại giống chuyên tôn lão tổ lúc trước, đây là hấp dẫn cực lớn. Nam Thúc cười cười, nói nhỏ. Nhưng hiện tại không giống, trước kia chúng ta ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới to lớn, cho rằng cũng chỉ có đại lục linh vũ mà thôi, thế lực tranh chấp các nơi, vì giữ gìn ba mẫu đất của mình, nhưng bây giờ thiên ngoại hữu thiên, đại lục linh vũ trong thiên địa mênh mông này chỉ là thổ dân mà thôi. Như nếu có một ngày, đại lục linh vũ đột nhiên bị đạo phỉ hàng lâm, chúng ta nên làm thế nào? Nam Thúc nói xong, ánh mắt nhìn lên người Lục Lâm Thiên, nói. Cũng tỉ như thiên đế, tuy nói thiên đế không phải đạo phỉ, nhưng nhớ ngày đó, chúng ta có ai đứng lên chống lại thiên đế không? Lão gia hỏa, người muốn nói cái gì, nói tới nói lui, đầu của ta chóng mặt rồi đây này. Hàn Băng Đại Đế nói với Nam Thúc. Nam Thúc, ta hiểu ý của ngươi. Lúc này Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, ý của Nam Thúc, Lục Lâm Thiên đã hiểu rõ một ít. Hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi, ta không có nhìn lầm ngươi, nếu ta suy đoán đúng, ngươi cách đây không lâu đã gặp Hiên Viên Triệt cùng Thái Công Tĩnh Nhiễm, cũng bởi vì áo nghĩa chi nguyên đúng không? Nam Thúc cười nói, sắc mặt vui vẻ. Lục Lâm Thiên gật đầu, hắn cũng cười khổ một ít. Vậy tại sao không gọi Thác Bạt gia tộc và chuyên tôn gia tộc, ngươi và Thác Bạt gia tộc? Chuyên tôn gia tộc có quan hệ không phải quá tốt, đặc biệt là Thác Bạt gia tộc, nhưng từ hiện trạng mà nhìn, Thác Bạt gia tộc đã không có năng lực chống lại chúng ta, hiện tại đại lục linh vũ này sẽ do ngươi làm chủ. Nếu có một ngày đạo phỉ thế giới hàng lâm, hoặc cường giả thế giới khác hàng lâm, vận mệnh cả đại lục linh vũ nhất định phải nằm dưới sự dẫn dắt của ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đây là trách nhiệm của ngươi, bởi vì ngươi là cường giả, ngươi phải gánh trách nhiệm này. Cho nên nhìn mặt mũi thi cốt chuyên tôn lão tổ, cũng cho chuyên tôn gia tộc một cơ hội. Nam Thúc nói một hơi sau đó ngừng lại, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ta biết rõ tâm ý của ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là lúc trước, ta là sư phụ của ngươi, nếu cho ngươi tất cả, cần gì có gì, giúp ngươi một bước lên trời, ngươi có thể đạt đến thành tựu ngày hôm nay hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, nếu lúc trước Nam Thúc cho mình tất cả những gì mình cần. Chính mình sẽ ít tôi luyện hơn rất nhiều, mình làm sao có được phong quang như hôm nay, mắt nhìn nghĩa phụ Nam Thúc, Lục Lâm Thiên đã hiểu ra gì đó, thì ra cho tới bây giờ mình vẫn làm sai vài chuyện. Lâm Thiên, chẳng lẽ ngươi cứ xem thường nghĩa phụ ngươi như vậy, chẳng lẽ không có hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, ta không thể dựa vào chính mình, một ngày kia đặt chân lên tầng thứ càng cao sao, ta cũng không phải quá già, bên ngoài đại lục linh vũ còn có thế giới khác, một ngày nào đó, ta chắc chắn sẽ xông ra. Nam Thúc ngẩng đầu, mắt hắn đầy kiên định, tinh mang khiếp người, nói. Vốn ta còn đang suy nghĩ, đại lục linh vũ quá nhỏ, chẳng lẽ cả đời này chỉ sống như vậy sao? Hiện tại biết rõ trong thiên địa mênh mông, đại lục linh vũ chỉ là một góc của băng sơn, không bao lâu nữa, ta cũng đi ra ngoài kiến thức một phen. Lúc trước trên đại lục linh vũ, ta có thể đi từng bước tới hôm nay, trong thiên địa mênh mông này chắc chắn cũng có một vị trí của Độc Cô Ngạo Nam ta. Lời Nam Thúc nói quanh quẩn cả đại điện, ánh mắt càng thâm thúy, lộ ra ánh mắt hy vọng và rung động nội tâm, ngạo khí của hắn khiếp người. Đã nói xong rồi, chúng ta cũng chưa phải quá già, chúng ta sẽ đi ra khỏi đại lục linh vũ, trong thiên địa mênh mông này, một ngày nào đó sẽ có một chỗ cắm rủi của chúng ta. Hàn Băng Đại Đế ngẩng đầu, ngạo khí trong lòng bộc phát. Tuổi của ta mặc dù lớn một chút, nhưng cũng không già, 3000 đại thế giới mênh mông. Ta cũng muốn trải nghiệm một phen. Thân thể thánh thủ linh tôn đứng thẳng lên, lạnh nhạt nói, trong mắt mang theo ngạo khí mạnh chưa từng có. Lâm Thiên, ý của mấy vị sư phụ, người hiểu chưa? Chí thánh đại đế lúc này nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo thâm ý. Đệ tử hiểu rõ. Lục Lâm Thiên phất tay, trực tiếp thu hồi thi cốt chuyên tôn lão tổ, mình có thể giúp người bên cạnh một lúc, làm sao có thể giúp cả đời. Chỉ có trải qua tôi luyện mới trở thành cường giả chính thức, nếu lúc trước Nam Thúc và các sư phụ giúp mình tất cả mọi chuyện, hắn sẽ không có ngày hôm nay. Giờ phút này, nội tâm Lục Lâm Thiên sinh ra cảm xúc, cũng bỗng nhiên hiểu ra không ít chuyện,
nghĩa phụ Nam Thúc, sư phó Thánh Thủ Linh Đế giúp hắn hiểu, bản thân mình hiện tại là chúa tể Đại Lục Linh Vũ, cùng một nhịp thở với Đại Lục Linh Vũ, nhưng hắn còn chưa hiểu rõ những chuyện này, thật sự đáng xấu hổ. Hiểu là tốt rồi. Chí Thánh Đại Đế tươi cười thỏa mãn, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Khí tức trên người của ngươi, hiện giờ ta không nhìn thấu, ta suy đoán không sai, có lẽ ngươi đạt đến cấp độ phá giới cảnh đúng không? Ân, vận khí không tệ, đã đột phá, nhưng trên Đại Lục Linh Vũ này, sư phụ mới là người đầu tiên đột phá đến phá giới cảnh. Lục Lâm Thiên gật đầu cười cười, tính cả sư phụ Chí Thánh Đại Đế, hiện tại Đại Lục Linh Vũ có được 2 phá giới cảnh. Nghe nói các tiểu thế giới đều có vài phá giới cảnh. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên tự nhiên hiểu rõ trong lòng, phá giới cảnh cũng phân 3 giai, cho dù là phá giới cảnh sơ giai và phá giới cảnh trung giai cũng là cái hào rộng khó vượt qua được, chính mình và sư phụ Chí Thánh Đại Đế mới là phá giới cảnh sơ giai mà thôi. Vượt qua cấp độ đế cảnh. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, mọi người sợ hãi thán phục, vượt qua cấp độ đế cảnh là một chân trời mới. Sau một lát, trong ngũ hành điện, Lục Lâm Thiên gọi Đoan Mộc Hồng Chí đến đây, bảo hắn giao nhẫn chữ vật cho Thác Bạt gia và Chuyên Tôn gia tộc, trong nhẫn chữ vật là thi cốt lão tổ Chuyên Tôn gia tộc và Thác Bạt gia tộc. Chuyên Tôn gia tộc và Chuyên Tôn Diễm Diệt lúc này còn đi tới Phi Linh Môn, tuy trong ánh mắt có bất đắc dĩ, dường như có phần không bỏ với Thiên Mộ, Lục Lâm Thiên cũng không muốn lại so đo, chính mình thân là chúa tể Đại Lục Linh Vũ, cũng không cần so đo với Chuyên Tôn gia tộc làm gì. Mà Thác Bạt gia tộc hiện tại không phái người tới, Lục Lâm Thiên cũng không quan tâm tới. Từ địa vị và cấp độ thực lực, hắn không cần phải tính toán các việc nhỏ nhặt lúc trước, huống chi mình cũng không có tổn thất cái gì, nếu Thác Bạt gia tộc về sau có động tác khó lường, mình cũng tùy thời có thể giải quyết Thác Bạt gia. Vốn thi cốt Thác Bạt lão tổ, Lục Lâm Thiên có ý định cho Đại Ca Dương Quá, Đại Ca Dương Quá chính là võ giả thổ thuộc tính, nếu có thể dung hợp thổ thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, tự nhiên có thể có được không ít chỗ tốt. Nhưng sau khi nghe nghĩa phụ Nam Thúc nói một phen, Lục Lâm Thiên đã cải biến chủ ý. Lục Lâm Thiên bắt đầu rõ ràng, với thiên phú Đại Ca Dương Quá hoàn toàn có thể dựa vào chính mình, một ngày kia chính thức đặt chân lên cấp độ cường giả, đến lúc đó mới thật sự là cường giả, mà chính mình giúp quá nhiều lại không phải chuyện tốt. Đoan Mộc Hồng Chí tiếp nhận nhẫn chữ vật, nói sẽ lập tức an bài, nhưng hắn lại do dự, nhớ tới Lục Lâm Thiên nhắc nhở, chính mình nên thoái vị, một lòng tu luyện. 3 năm trước hắn đã có ý định thoái vị tập trung tu luyện, nhưng những năm gần đây bởi vì việc Thiên Mộ và Đại Lục biến hóa, hắn không cách nào bỏ chức trưởng môn Phi Linh Môn. Mà những năm này, Thánh Linh Giáo đã sớm dung nhập Phi Linh Môn, hiện tại đã không có Thánh Linh Giáo, chỉ có Phi Linh Môn Thánh Linh Đường, vì để Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn chính thức dung hợp với nhau, không ít đệ tử Thánh Linh Giáo đều đến cổ vực. Mà đệ tử Phi Linh Môn triệu tập vào Thánh Linh Giáo, chỉ có như vậy mới có thể triệt để dung hợp Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn với nhau. Lục Lâm Thiên nhìn sang Đoan Mộc Hồng Chí, đứng dậy, vỗ nhẹ vai hắn, mỉm cười, nói. Hồng Chí, cho người thích gì cứ làm đi, tự mình lựa chọn, về sau cứ tiếp tục gọi ta là Lục Đại Ca là được rồi, không cần câu thúc, cứ làm chính mình. Nhìn Đoan Mộc Hồng Chí, ánh mắt Lục Lâm Thiên vui vẻ, biết rõ Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong Lai tốn tâm tư vào việc tu luyện, nhưng mà trong lòng, Đoan Mộc Hồng Chí lại hiểu hơn Niếp Phong Lai không ít, nội tâm Đoan Mộc Hồng Chí cũng thế, cường giả vĩnh viễn không dừng bước, nói. Vâng, Lục Đại Ca. Đoan Mộc Hồng Chí cao hứng gật đầu, hắn vui mừng và kích động nói. Lục Đại Ca, ta ưa thích tu luyện, ta nhớ ngươi đã từng nói, cường giả, vĩnh viễn không chừng mực, một ngày nào đó, ta sẽ đuổi theo Lục Đại Ca, sóng vai chiến đấu với ngươi, đây là mộng tưởng trong lòng ta, từ ngày ta có thể tu luyện. Trong nội tâm của ta đã suy nghĩ nhất định sẽ trở thành cường giả giống Lục Đại Ca, suy nghĩ này chưa bao giờ cải biến qua. Nhìn Đoan Mộc Hồng Chí kích động hưng phấn, Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói. Hồng Chí, cường giả vĩnh viễn không dừng bước, nhưng mà cường giả cũng cần xuất phát lần nữa. Cường giả cần xuất phát lần nữa. Đoan Mộc Hồng Chí nghi hoặc, hắn không hiểu nghĩa lời này. Về sau ngươi sẽ hiểu. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, ngẩng đầu lên. Tinh quang trong mắt lóe lên, vỗ nhẹ vai Đoan Mộc Hồng Chí, nói. Hồng Chí, cố gắng tu luyện, ta chờ có một ngày cùng chiến đấu với ngươi. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất trong đại điện. Đoan Mộc Hồng Chí nghi hoặc một hồi, lập tức mỉm cười, lúc này mới cao hứng rời khỏi ngũ hành điện, hắn lựa chọn con đường cường giả không chừng mực,
muốn trở thành cường giả giống Lục đại ca. Lúc này tuy Lục đại ca nói cường giả cần xuất phát lần nữa, hắn không hiểu, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu, về sau cũng sẽ có cơ hội cùng chiến đấu với Lục đại ca, đây là mộng tưởng chưa bao giờ thay đổi của hắn. Vào đêm, trong ngũ hành điện, trên giường thân thể ngang dọc, tình cảnh cực kỳ gợi cảm mê người, ánh mắt Lục Lâm Thiên mê ly, sách thương ra trận, trong phòng đầy tiếng thở gấp liên tục, xuân sắc khôn cùng. Sáng sớm, mặt đất bao phủ trong một lớp sa mỏng, sương mù mông lung, ngọn núi trùng điệp không dứt, khắp nơi xanh biếc, vạn vật như hồi sinh. Lục Lâm Thiên đi dạo gần thác nước phía sau hậu sơn, gió sớm quét qua, hít sâu một hơi, cảm thụ không khí thiên nhiên tinh khiết, lỗ chân lông toàn thân như nở ra. Sáng sớm, sau khi đạt được thi cốt Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc đều phải đi về trong tộc, chủ yếu là an táng thi cốt lão tổ trong tộc, nội tâm Lục Lâm Thiên hiểu dĩ. Đối với Độc Cô gia tộc và Bắc Cung gia tộc mà nói, thi cốt lão tổ tuyệt đối là việc trọng yếu. Thời điểm Lục Lâm Thiên chưa đi, Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc thiếu phương pháp phân thân, linh hồn phân thân vẫn còn dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, lúc này mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Mà đại hồn anh thời điểm Lục Lâm Thiên đột phá đến phá giới cảnh đạt được không ít chỗ tốt, bởi vậy Lục Lâm Thiên hiện tại sớm đặt linh hồn phân thân và đại hồn anh vào trong thiên trụ giới. Sau khi trở về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên muốn trả thiên trụ giới lại cho sư phụ Chí Thánh Đại Đế, đây vốn là vật của sư phụ Chí Thánh Đại Đế, nhưng mà sư phụ Chí Thánh Đại Đế không cần, còn thần bí nói, thiên trụ giới có thể cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng đến tu vị của hắn, chỗ tốt này cũng đã càng ngày càng nhỏ, hắn còn có thủ đoạn khác, không nhất định phải cần thiên trụ giới. Lục Lâm Thiên cũng không kiên trì, sư phụ nói thế đương nhiên có đạo lý, theo Lục Lâm Thiên biết, lão ảnh trong lúc vô tình đề cập tới, sư phụ Chí Thánh Đại Đế dường như có chút quan hệ với lão ảnh, thiên trụ giới cũng không phải là vật của Đại Lục Linh Vũ. Thiên trụ giới mang lại chỗ tốt cực lớn với mình, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng không khách khí thu lại, Lục Lâm Thiên cũng phát hiện kinh người trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, thời gian chênh lệch gấp 60 lần, bên ngoài một ngày bên trong 60 ngày, chỗ tốt tự nhiên rất kinh người. Đột nhiên tiến vào tầng thứ 6 thiên trụ giới, thậm chí vượt qua tầng thứ 5. Lục Lâm Thiên suy nghĩ, sợ rằng có liên quan đến việc đột phá giới cảnh, càng trọng yếu hơn là do mình dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên. Lục Lâm Thiên không có đi Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc, bảy tiểu gia hỏa tự nhiên cũng không đi, Lục Lâm Thiên vươn vai gần thác nước, trong nội tâm đang kinh ngạc tại sao đám tiểu gia hỏa còn chưa ra, sáng sớm bảy tiểu gia hỏa này đều vây quanh hắn. Lâm Thiên. Thời điểm Lục Lâm Thiên đang nghi hoặc, bóng dáng Vân Hồng lăng lóe lên. Trực tiếp đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nói. Du Thược và mẫu thân nàng đến, đang ở ngoài cửa. Sốt cục đến sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, thân ảnh biến mất tại chỗ. Bên ngoài Phi Linh Môn, Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Âm, Lục Trực, Lục Tưởng, Lục Thành, Lục Phương bảy tiểu gia hỏa đang vây quanh Du Thược. Lão cửu Lục Xảo nhỏ nhất nắm tay Du Thược, vui sướng hoa chân múa tay, dung mạo như búp bê rất cao hứng, nói. Nhị tỷ, phụ thân trở về, ngươi tới thăm phụ thân đi. Ân, đôi mắt Du Thược chấn động, giấu giếm thần sắc hưng phấn, sau khi biết được phụ thân quay về, nàng biết rõ nội tâm của mình cao hứng, nhưng nàng lại không dám gọi hai chữ phụ thân này. Hắn trở về, biết rõ ngươi đến, nhất định sẽ rất cao hứng. Lam Linh kéo tay Lăng Thanh Tuyền, nói. Hắn vẫn hỏi tình hình của ngươi và Du Thược, nếu không phải lo lắng các ngươi không tha thứ cho hắn. Chỉ sợ đã sớm đi tìm các ngươi. Thật sao, nếu hắn đi, sợ rằng ta cũng không thể ngăn hắn, ta thấy hắn căn bản không đặt chúng ta trong lòng. Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ với Lam Linh, những năm gần đây, ngược lại chúng nữ thường xuyên gặp nhau, quan hệ giữa bọn họ cải biến không ít. Ta vẫn để trong lòng, những năm qua, nàng vẫn khỏe chứ. Từ khi Lăng Thanh Tuyền vừa dứt lời, một thân ảnh áo bào xanh vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Tuyền. Lăng Thanh Tuyền quay người, nhìn nam tử áo bào xanh, một lát sau, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, môi son hé mở. Ta rất tốt, ngươi thì sao, không chết trong thiên mộ. Còn hận ta như vậy sao? Lục Lâm Thiên cười khổ, nhìn nữ tử trước mặt, dung mạo tinh xảo không son phấn, tư thái chắc tuyệt như tiên tử, sợi tóc rủ xuống eo, mang ra vài phần khí chất không nhiễm bụi trần, phiêu giật như tiên, đối diện nữ tử như vậy, tại sao lúc trước mình không thương hoa tiếc ngọc? Đã nhiều năm như vậy,
Du Thược cũng đã trưởng thành, lại xảy ra nhiều việc như thế, còn hận cái gì? Lăng Thanh Tuyền nói nhỏ, ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, toàn thân còn mang theo khí chất lạnh lùng như băng, không giống Bạch Linh cự tuyệt người từ ngàn dặm, làm người bình thường không dám đến gần. Nghe nói ngươi và Du Thược còn ở bên ngoài, nên trở về đi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, ánh mắt nhìn dám tiểu gia hỏa Lục Doanh đang vây quanh Du Thược, hắn lần đầu tiên thấy Du Thược vui vẻ một cách ngây thơ chất phác. Lăng Thanh Tuyền khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, thấy ánh mắt hắn nhìn Du Thược và đám tiểu gia hỏa Lục Doanh với nhau, lúng đồng tiền cười yếu ớt, nói nhỏ. Những năm này, Du Thược cười nhiều hơn không ít. Cười rộ lên thật đẹp, cũng giống như ngươi. Lục Lâm Thiên cười cười, Du Thược cực kỳ giống Lăng Thanh Tuyền, lông mi thật dài, đôi mắt to sáng, con người đen bóng như bảo thạch, sóng mũi thẳng tắp mang theo khí chất quập tê xê ương, không chỉ giống nhau, phải nói rất giống. Phụ thân, Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, Lục Doanh tiểu gia hỏa đã kéo Du Thược đi, Lục Âm nói. Hôm nay nhị tỷ cũng tới, gia đình chúng ta đoàn tụ rồi. Đúng vậy, gia đình ở cùng nhau rất trọng yếu, người một nhà, nên vĩnh viễn ở chung. Lục Lâm Thiên cúi đầu, hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Lục Âm lên, lại véo gò má ục ục đáng yêu của nàng. Nương, ngươi xem phụ thân lớn như thế lại khi dễ ta. Lục Âm cầu cứu Bạch Linh cách đó không xa, ánh mắt chừng Lục Lâm Thiên tỏ vẻ kháng nghị. Hắn khi dễ ngươi, ngươi nên tìm nãi nãi cáo trạng đi, phụ thân ngươi sợ nãi nãi nhất. Bạch Linh tiến lên nói nhỏ. Đúng, ta tìm nãi nãi, phụ thân khi dễ ta. Lục Âm lập tức tìm được chỗ dựa, vội vàng giãy giụa khỏi ma trưởng của Lục Lâm Thiên, bàn tay nhỏ bé xoa xoa chỗ bị véo, chừng Lục Lâm Thiên sau đó chạy đi như con bướm. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn ca Du Thược, nói. Đã là đại cô nương, thời gian trôi qua thật nhanh. Là mẫu thân bảo ta tới, ta đến thăm muội muội cùng đệ đệ. Du Thược cắn bờ môi đỏ mọng, đôi mắt sáng hơi dao động. Cũng nên quay về thôi, ở chung với bọn chúng nhiều. Lục Lâm Thiên nói. Ta. Du Thược quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền. Du Thược, người rốt cục đến thăm nãi nãi sao? Nhưng vào lúc này, giọng của La Lan Thị vang lên, tiểu gia hỏa Lục Âm đang đi theo sau nàng, đôi mắt mang theo thần sắc đắc ý, rất rõ ràng, là nàng vừa đi cáo trạng, nhưng vừa đến cửa lớn đã gặp nãi nãi. Nãi nãi. Du Thược nhìn thấy La Lan Thị, lập tức đi lên hành lễ, những năm qua bởi vì Lăng Thanh Tuyền và Du Thược cũng không trở về, La Lan Thị tự nhiên không gặp được cháu gái, cho nên có thời gian sẽ đi thăm. Trở về là tốt rồi, người nhà nên ở cùng nhau, nhanh vào bên trong với nãi nãi. La Lan Thị mỉm cười, kéo tay Du Thược, quay đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, còn không mời Thanh Tuyền vào, chẳng lẽ người một nhà còn muốn để nàng lưu lạc bên ngoài sao? Nãi nãi, phụ thân vừa mới khi dễ Âm Âm. Lục Âm nhìn thấy nãi nãi quên chuyện mình cáo trạng, lập tức nhắc nhở. Thật sao, nãi nãi nhớ kỹ, lát nữa giáo dục phụ thân ngươi. La Lan Thị mỉm cười, trong ánh mắt hiền lành mang theo thỏa mãn, còn có gì làm nàng thỏa mãn hơn hiện tại. Thời gian từ từ qua đi, trong cuộc sống kế tiếp, Lục Lâm Thiên tạm thời không tu luyện, hắn muốn bù đắp cho người nhà, ở trong Phi Linh Môn 3 ngày, Lăng Thanh Tuyền đã đáp ứng vài ngày nữa sẽ đến Phi Linh Môn, nhưng mà thân phận vẫn duy trì khoảng cách với Lục Lâm Thiên, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy rất hài lòng. Lục Lâm Thiên lập tức mang 7 tiểu gia hỏa đi Vân Dương Tông. Dù sao cũng nhàn rỗi, cho nên đến đây bái kiến sư phụ Vũ Ngọc Tiền, lúc này Lục Lâm Thiên đã yêu cầu Thiên Sĩ Tuyết Sư trở đi, lần nữa cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đế cấp, cưỡi phi hành tọa kỵ đế cấp, trên đại lục này tuyệt đối không có bao nhiêu người làm được. Đoàn người đi tới Vân Dương Tông, Dương Dính Thiên tự mình ra tiếp đón. Vũ Ngọc Tiền đứng bên cạnh Dương Dính Thiên, còn mang theo một đám đệ tử, hiện tại địa vị trưởng lão của Vũ Ngọc Tiền trong Vân Dương Tông rất cao. Khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Lục Kinh Vân, Bạch Linh, Lục Doanh cung kính thi lễ với Vũ Ngọc Tiền, Dương Dính Thiên đứng bên cạnh hâm mộ và ghen ghét, hắn bây giờ cực kỳ khách khí với Lục Lâm Thiên. Cực Nhạc Tam Quỷ cũng đi theo, Niếp Phong, Bảo Nhi, Bối Nhi, Thiên Độc Yêu Long cũng biết thân phận trưởng lão của Vũ Ngọc Tiền, cũng đứng ra chắp tay thi lễ, đối với Dương Dính Thiên chỉ khách khí hành lễ, chuyện này làm Dương Dính Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Vũ Ngọc Tiền ánh mắt đầy kích động. Vội vàng lôi kéo Lục Lâm Thiên tiến vào Vân Dương Tông, trên đường đi tự nhiên làm không ít đệ tử Vân Dương Tông xôi trào. Đó chính là Lục Sư Thúc,
Nghe nói Lục Sư Bá đã là đệ nhất cường giả trên đại lục, là đệ tử thân truyền của Vũ trưởng lão. Thời gian trôi qua như nước, trong lúc bất chi bất giác đã nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, Lục Lâm Thiên thuần túy ở cạnh người nhà, Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn hai nữ quay về Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc, vẫn chưa về, nhưng mà Bắc Cung gia tộc và Độc Cô gia tộc đã phái người đến đưa tin, nói Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn hai nữ đã bế quan. Lục Lâm Thiên suy đoán, sợ rằng hai nữ đã bắt đầu dung hợp áo nghĩa chi nguyên, quá trình dung hợp này cần thời gian mới được, Tiểu Long dung hợp hai chủng áo nghĩa chi nguyên, thời gian 10 năm vẫn chưa hoàn thành. Trong 3 tháng qua, Thác Bạt Hoàng tộc và Chuyên Tôn gia tộc cũng phái người đến, là đế giả đến, nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức tỏ vẻ cảm tạ Lục Lâm Thiên trả thi cốt lão tổ của bọn họ, không nói thi cốt này còn là trọng bảo, tầm quan trọng với tộc của bọn họ không cần nói cũng biết. Lập tức Thác Bạt gia tộc cùng Chuyên Tôn gia tộc đều tỏ vẻ thân thiện hữu hảo với Phi Linh Môn, hy vọng Lục Lâm Thiên có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, thái độ vô cùng tốt. Lục Lâm Thiên cũng không làm khó người hai tộc này, có chút khách khí xã giao một hồi, người hai tộc thỏa mãn rời đi. Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn không có mặt, Lục Lâm Thiên mỗi ngày chỉ có thể ở cùng Bạch Linh, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiểu Linh bốn nữ, ban ngày dẫn theo mấy tiểu gia hỏa. Ngẫu nhiên chỉ đạo mấy tiểu gia hỏa tu luyện, đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng không quên thỉnh giáp sư phụ Chí Thánh Đại Đế lĩnh ngộ thời gian chi lực, xem như thu hoạch tương đối khá. 3 ngày sau, Lục Gia Dương Quá, ca ca của Ngũ Hành Đại Đế Lục Lâm Thiên kết hôn với Thanh Long Hoàng tộc Nhị Công Chúa, đây là sự kiện trọng đại trên đại lục, chỉ tiếc việc trọng đại như thế không phải ai cũng có thể tham dự, cũng chỉ có đại thế lực và đại gia tộc mới thu được thiếp mời tham dự. Mà địa điểm diễn ra hôn lễ nằm trong Thanh Long Hoàng tộc, người ngoài không thể đi vào. Ngày đại hôn, các cường giả Lục gia, Phi Linh Môn tham dự, Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá và Long Yên Công Chúa kết hôn với nhau, người chứng hôn là Chí Thánh Đại Đế, chuyện này làm cho mấy lão tổ Thanh Long Hoàng tộc vui mừng hớn hở. Người tham gia gồm Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Chuyên Tôn gia tộc, Thác Bạt gia tộc, Thái Công gia tộc, Chu Tước nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Huyền Vũ nhất tộc đều tham dự, những năm gần bởi vì tác dụng của Tiểu Long, còn có Huyền Hạo cùng Long Bích Hàm Đại Công Chúa, quan hệ hai tộc tốt hơn không ít. Trừ các đại gia tộc ra, ở đây cũng chỉ có Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Thiên Vân Đảo Các Sơn Môn mới có tư cách tham dự. Ngày đại hôn, 7 tiểu gia hỏa tự nhiên hưng phấn, gây ra không ít động tĩnh trong Thanh Long Hoàng tộc. Trên đại hôn, La Lan thì tự nhiên vô cùng cao hứng. Những năm gần đây Dương Quá đã sớm như con ruột của nàng, thậm chí trong cả Lục gia, tuyệt đối không có người xem Dương Quá là người ngoại, đều tôn xưng là thiếu gia. Nhưng sau khi Dương Quá kết hôn với Long Yên, lại không lựa chọn ở trong Thanh Long Hoàng tộc, cũng không ở lại Lục gia, mà là muốn đi tới nơi lúc trước. Hai người quyết định, mọi người đều hiểu, cũng không có người nào phản đối. Sau đại hôn Dương Quá và Long Yên công chúa, Lục Lâm Thiên cũng đi thăm Thiên Vân Đảo. Hắn vốn muốn đi từ lâu, nhưng nghe Lục Kinh Vân nói, mẫu thân Mộ Dung Lan Lan những ngày này bế quan tương đối nhiều, đoạn thời gian này vẫn đang bế quan, cho nên Lục Lâm Thiên mới không đi qua. Thời điểm Lục Lâm Thiên đến Thiên Vân Đảo, hắn cũng không gặp được Mộ Dung Lan Lan, cũng không gặp người quen Đạm Thai Tuyết Phi, hai người vẫn bế quan tu luyện. Không gặp được người quen, Lục Lâm Thiên chỉ có thể quay về Phi Linh Môn, sau khi Mộ Dung Lan Lan xuất quan lại đi gặp cũng không muộn. 3 ngày sau đó, sáng sớm, bình minh xuất hiện tại phương đông, tia sáng đầu tiên xuất hiện xóa tan bóng tối, chiếu sáng dãy núi trùng điệp. Dãy núi, rừng cây, dòng sông, sương mù bốc lên, từ xa quan sát cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trong Phi Linh Môn, ở sau núi, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên, xuất hiện trước mật thất, sau đó đi vào bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa. Hắn không thể nhìn trộm bên trong có cái gì, cầm trong tay cảm thấy mát lạnh, trong mơ hồ còn mang theo khí tức man hoang. Không biết bên trong có thứ gì. Lục Lâm Thiên nhíu mày, ánh mắt chờ mong, lão ảnh nói nhẫn chữ vật này là lão nhân gia thần bí lưu lại, bên trong có cái gì, lão ảnh cũng không biết. Đối với lão nhân gia thần bí, hiện tại trong lòng Lục Lâm Thiên có cảm kích và hiếu kỳ, cũng không khó suy đoán, lão nhân gia thần bí tuyệt đối là cường giả thực lực vô cùng khủng bố. Bằng không lúc trước sẽ không cách nào đạt được thế giới hỗn độn, nhưng thực lực rốt cuộc đến cấp độ nào, Lục Lâm Thiên không biết. Lục Lâm Thiên đã từng hỏi lão ảnh, nhưng mà lão ảnh cũng không trả lời kỹ càng,
lão ảnh chỉ nói cho hắn biết, lão nhân gia có uy danh hiển hách trong 3000 đại thế giới. Lão ảnh không nói, Lục Lâm Thiên cũng không có hỏi nhiều, lúc này nhìn vào nhẫn chữ vật, đoạn thời gian này hắn không có mở vật này ra, hắn muốn ở cạnh người nhà, không muốn có chuyện khác xen vào. Mà bây giờ, Lục Lâm Thiên có ý định mở nhẫn chữ vật này ra xem, nhìn xem bên trong có vật gì, dựa theo lão ảnh nói, chỉ cần rót linh hồn lực vào nhận chủ là có thể mở nhẫn chữ vật này ra, mà nhẫn chữ vật này trong 3000 đại thế giới cũng là bảo vật khó lường. Lục Lâm Thiên nhớ rõ lão ảnh nói, sau khi nhẫn chữ vật này nhận chủ, đến lúc đó trừ chính mình ra, người khác đạt được cũng vô dụng, chỉ có mình mới có thể mở ra, người khác muốn cưỡng ép mở ra, đây là việc tự ăn khổ, vận khí không tốt còn có thể mất mạng. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng rất chờ mong nhẫn chữ vật này, nhẫn chữ vật này xem như chí bảo trong 3000 đại thế giới, không biết nó đạt đến cấp độ gì. Kết thủ ấn, hào quang trong mi tâm Lục Lâm Thiên lóe lên, một đạo linh hồn lướt đi, lập tức tiến vào nhẫn chữ vật trong tay hắn. Từ khi linh hồn tiến vào, nhẫn chữ vật này tỏa ra hào quang sáng ngời, chiếc nhẫn phong cách cổ xưa bộc phát hào quang màu xanh giống như thức tỉnh, màu xanh mang theo phong cách cổ xưa, từng đồ án thần bí xuất hiện. Xuy. Trong lúc này, hào quang màu xanh trong nhẫn chữ vật bộc phát, lập tức dung hợp với ngón giữa Lục Lâm Thiên, hào quang chói mắt tỏa ra bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong, một dòng năng lượng cũng tiến thẳng vào đầu Lục Lâm Thiên. Hô! Lục Lâm Thiên cảm thấy hoa mắt, không gian chung quanh hắn sinh ra biến hóa, trong nháy mắt hắn tiến vào trong không gian hư vô, không gian này trắng xóa, hư vô mờ mịt, tràn ngập khí tức hoang vu cổ xưa. Có thể có được nhẫn chữ vật ta lưu lại, vậy hẳn là truyền nhân của ta. Vào thời điểm này, hào quang trước mặt Lục Lâm Thiên chấn động, một thân ảnh hư ảo hiện ra. Lục Lâm Thiên híp mắt quan sát, thân ảnh hư ảo này sinh ra gợn sóng, giống như một đạo bình chướng, căn bản khó nhìn thấu, toàn thân sinh ra khí tức thê lương. Thân ảnh này bồng bềnh chập chờn như nước, đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy thân ảnh hư ảo này, rõ ràng là không có bất kỳ uy áp tồn tại, nhưng lại làm cho Lục Lâm Thiên lúc này nhìn qua, giống như ngọn núi không thể rung chuyển. Khí tức thê lương rung động nhân tâm. Ngươi là... Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, đang muốn nói, hư ảnh lại bắt đầu nói chuyện. Ngươi không cần lên tiếng, cũng không cần kinh ngạc, ta chỉ lưu lại một tàn ảnh mà thôi, nghi vấn của ngươi ta không cách nào giải đáp, ta hiện tại cũng không thể trả lời ngươi, tin tưởng có người đã nói không ít chuyện với ngươi rồi. Lục Lâm Thiên ngơ ngác, thì ra đây chỉ là một tàn ảnh, mà chủ nhân tàn ảnh này chính là lão nhân gia thần bí hay sao? Hiện tại không nên hỏi nguyên nhân, cũng không cần nghĩ nhiều, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống sót, có thể từng bước trưởng thành. Ngươi thân là truyền nhân do ta lựa chọn, cũng là đệ tử thứ 9 của ta, cũng nhận được thế giới hỗn độn chi nguyên, ta cho ngươi cơ sở, về sau đi được bao xa phải xem chính ngươi, tất cả chỉ có dựa vào bản thân cố gắng. Trong nhẫn chữ vật này ta lưu lại vài thứ, nhưng ngươi không thể đạt được toàn bộ, ta đã bố trí cấm chế. Mỗi khi đến cảnh giới mới có thể mở ra một đạo cấm chế và đạt được đồ vật bên trong, mà bây giờ ngươi hẳn đã đột phá phá giới cảnh, ngươi cũng mở ra cấm chế đầu tiên. Ngươi là đệ tử thứ 9 của ta, nhưng 8 đệ tử trước không nhất định đều là nhân tộc, cho nên cũng chỉ có người có thể tu luyện, hỗn độn âm dương quyết, cũng chính là âm dương linh vũ quyết ngươi đang tu hành, ngươi tu luyện chỉ là hỗn độn âm dương quyết không trọn vẹn mà thôi, là ta tận lực lưu lại công pháp không trọn vẹn. Bằng không với tu vị thực lực hậu thiên của ngươi lúc trước, căn bản không có biện pháp tu hành hỗn độn âm dương quyết, cưỡng ép tu luyện sẽ tan thành mây khói. Hiện tại ta sẽ truyền hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn cho ngươi, nó vô cùng kỳ diệu, chính mình tự lĩnh ngộ, hỗn độn âm dương quyết là công pháp đỉnh cấp trong 3000 đại thế giới, công pháp đánh đồng với nó có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là đạo cấm chế đầu tiên trong nhẫn chữ vật, cũng là một vật ngươi đạt được trong nhẫn chữ vật này. Thân ảnh hư ảo nói xong, thân ảnh hư ảo kết xuất thủ ấn, lập tức thân ảnh hư ảo bắt đầu sáng ngời, năng lượng chấn động bao phủ các nơi. Xuy, thân ảnh hư ảo tỏa ra ánh sáng cực mạnh, Lục Lâm Thiên không thể mở mắt ra được. Trong nháy mắt một luồng tin tức rót vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Tâm thần Lục Lâm Thiên nhìn thấy một lượng tin tức rất lớn, chính là công pháp hỗn độn âm dương quyết, cũng không khác gì âm dương linh vũ quyết, nhưng lại có thể nói khác biệt rõ ràng. Lục Lâm Thiên cẩn thận xem xét, trong nội tâm mừng rỡ, chính mình tu luyện âm dương linh vũ quyết kỳ thật là công pháp hỗn động âm dương quyết không trọn vẹn, âm dương linh vũ quyết chỉ có thể thôn phệ chân khí, linh lực, yêu nguyên,
Linh nguyên gia tốc tu luyện, ngẫu nhiên trong tình huống đặc biệt mới có thể thôn phệ một ít năng lượng thiên địa đặc biệt cho mình sử dụng. Đồng thời âm dương linh vũ quyết trong tu luyện bình thường, tốc độ có thể nói không nhanh, cũng có thể nói không thể tu luyện bình thường, trừ khi gặp trường hợp đặc biệt. Nhưng hỗn độn âm dương quyết có khác biệt, có thể đồng thời thôn phệ nguyên lực của bất cứ cường giả nào cho mình sử dụng, trừ đi tạp chất, giữ lại những thứ bổ ích cho mình. Đồng thời hỗn độn âm dương quyết có thể tu luyện bình thường, không chỉ như thế, một khi vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, hắn có thể lấy mình làm trung tâm, tự động dẫn dắt năng lượng thiên địa chung quanh gia tốc tu hành, không gian chung quanh biến thành vòng xoáy, cung cấp năng lượng cuồn cuộn cho bản thân. Hỗn độn âm dương quyết, trừ thôn phệ nguyên lực tu luyện giả và tu luyện bình thường, còn có thể trực tiếp thôn phệ tinh thạch thế giới hóa thành nguyên lực cho bản thân sử dụng. Thôn phệ tinh thạch thế giới, hắn thôn phệ tinh thạch thế giới còn tốt hơn tu luyện bình thường rất nhiều. Mà trọng yếu nhất, cũng làm cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhất, cũng là điểm âm dương linh vũ quyết hoàn toàn không thể so sánh được, hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ áo nghĩa chi nguyên cho mình sử dụng, có thể trực tiếp tăng cường lĩnh ngộ áo nghĩa. Thôn phệ áo nghĩa chi nguyên cho mình sử dụng, thôn phệ áo nghĩa chi nguyên tăng cường lĩnh ngộ của mình, đây là khái niệm gì? Sau một lát, hai mắt Lục Lâm Thiên mở ra, tinh quang trong mắt biến mất, lúc này không gian chung quanh biến mất không thấy gì nữa, thân ảnh xuất hiện trong mật thất. Tinh thạch thế giới, cái gì là tinh thạch thế giới? Còn thôn phệ áo nghĩa chi nguyên nữa? Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, thần sắc nghi hoặc rung động, cũng không biết cái gì là tinh thạch thế giới, thôn phệ tinh thạch thế giới cho mình sử dụng, Lục Lâm Thiên bắt đầu tò mò về tinh thạch thế giới. Đương nhiên Lục Lâm Thiên hiếu kỳ là tinh thạch thế giới, mà rung động là thôn phệ áo nghĩa chi nguyên. Dựa theo Lục Lâm Thiên biết về hỗn độn âm dương quyết, hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ tất cả áo nghĩa cho mình sử dụng, trực tiếp tăng cao lĩnh ngộ áo nghĩa của mình, thổ thủy hỏa phong áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, dù sao có thể thôn phệ tất cả áo nghĩa chi nguyên, cuối cùng mình có thể sử dụng, tăng cường lĩnh ngộ áo nghĩa của bản thân. Tác dụng khủng bố này đại biểu cái gì, trong nội tâm Lục Lâm Thiên cũng không khó biết rõ, tu luyện nguyên lực và lĩnh ngộ áo nghĩa, tuyệt đối lĩnh ngộ áo nghĩa khó hơn rất nhiều. Điều này đại biểu lấy cái gì, trong nội tâm Lục Lâm Thiên biết rõ, tu luyện nguyên lực và lĩnh ngộ áo nghĩa, tuyệt đối là lĩnh ngộ áo nghĩa khó hơn nhiều, đến cấp độ phá giới cảnh này, thọ nguyên của tu luyện giả không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần tích lũy đủ nguyên lực là có thể đột phá đến tầng tiếp theo, nhưng nếu bị kẹt không thể đột phá chính là do không lĩnh ngộ được áo nghĩa. Hỗn độn âm dương quyết thôn phệ áo nghĩa chi nguyên cho mình sử dụng, trực tiếp cướp đoạt áo nghĩa của đối phương, bản thân mình có thể đoạt áo nghĩa của người khác sử dụng, ánh mắt Lục Lâm Thiên kích động, âm dương linh vũ quyết chính là một phần của hỗn độn âm dương quyết, đúng là quá biến thái. Hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ nguyên lực, tinh thạch thế giới tăng cường nguyên lực của mình, lại có thể thôn phệ áo nghĩa chi nguyên của đối phương cho mình sử dụng, chẳng khác gì vô địch. Vốn có thể thôn phệ nguyên lực liên miên không dứt, nhưng tình huống bình thường không thể đột phá, trọng yếu nhất là do lĩnh ngộ không đủ, vĩnh viễn không thể đột phá. Giống như trên đại lục linh vũ, bao nhiêu cường giả tích lũy chân khí và linh lực đến đỉnh phong, hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ không đủ, cho nên kẹt lại đến khi đại nạn, cho dù có đủ chân khí và linh lực cũng có nghĩa lý gì. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ mình kẹt ở tôn cấp, hắn đã từng gặp qua hiện tượng không cách nào đột phá, về sau mới biết được, có quan hệ lớn đến lĩnh ngộ. So sánh với đột phá phá giới cảnh, Lục Lâm Thiên không cần suy đoán, tuyệt đối cũng là như vậy. Con đường tu luyện thiên biến vạn hóa, nhưng không rời căn bản, cho dù có nguyên lực cuồn cuộn không dứt, nhưng lĩnh ngộ không đủ vẫn dừng lại. Sau khi đến cấp độ phá giới cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, nguyên lực chậm rãi tụ tập không thành vấn đề, mấu chốt chính là lĩnh ngộ, đặc biệt nếu lĩnh ngộ không tiến bộ, cho dù tu luyện thêm 1.000 năm cũng không cách nào lĩnh ngộ. Mà thôn phệ áo nghĩa chi nguyên của đối phương lại có thể tăng cường lĩnh ngộ của mình, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu mình lĩnh ngộ vượt qua người khác rất nhiều lần, không có bất kỳ tu luyện giả nào bỏ qua lĩnh ngộ, không có khả năng có sinh linh biến thái như thế. Sau khi có được hỗn độn âm dương quyết, tương đương con đường tu luyện sau này sẽ có đảm bảo, trong tình huống căn cơ ổn định, đột phá thật nhanh cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng từ việc thôn phệ áo nghĩa chi nguyên, hỗn độn âm dương quyết cũng có một hạn chế, chính là chỉ có thể thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên cùng loại với mình, mới có thể thôn phệ hẳn áo nghĩa chi nguyên. Lục Lâm Thiên tính toán bản thân hiện tại, có lẽ có thể nói là không ít thuộc tính, trong đó kể cả là thổ thuộc tính, thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính,
phong thuộc tính, kim thuộc tính, mộc thuộc tính, thời gian chi lực, không gian chi lực, linh hồn lực. Linh hồn lực và linh hồn áo nghĩa hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nhưng Lục Lâm Thiên tính toán, hắn có thể thôn vệ rất nhiều. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, khóe miệng mỉm cười, hỗn độn âm dương quyết nguyên vẹn quá biến thái, khó trách lão nhân ra nói, hỗn độn âm dương quyết này đặt trong 3000 đại thế giới cũng là công pháp đỉnh cấp, công pháp đánh đồng với nó đếm được trên đầu ngón tay. Đối với thân phận của lão nhân ra, Lục Lâm Thiên không cách nào đoán được. Thậm chí thân ảnh hư ảo kia chỉ là gợn sóng không gian mông lung, căn bản không nhìn rõ ràng. Lão nhân gia không muốn mình thấy rõ, Lục Lâm Thiên cũng không có cách nào, thậm chí ngay cả tên của lão nhân gia cũng không biết, nhưng mình đã bái lão nhân gia làm sư phụ, trở thành đệ tử thứ 9. Đến bây giờ, Lục Lâm Thiên vô cùng ngạc nhiên, chính mình đột nhiên tìm được nhiều chỗ tốt như vậy, cũng trở thành đệ tử thứ 9 của lão nhân gia, hắn lại không biết danh hào của sư phụ. Nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên đã xem lão nhân gia thần bí kia trở thành sư phụ của mình, chính mình ngay từ đầu tu luyện âm dương linh vũ quyết, đây là do lão nhân gia lưu lại. Sau khi đạt được hỗn độn âm dương quyết, hắn khiếp sợ tác dụng khủng bố mà hỗn độn âm dương quyết mang lại cho mình, Lục Lâm Thiên mất thời gian rất lâu mới khôi phục bình tĩnh, hắn lại dùng linh hồn quan sát nhẫn chữ vật này có diện tích ngàn vạn mét vuông, tâm thần Lục Lâm Thiên chấn động mạnh. Không gian quá lớn. Lục Lâm Thiên giật mình, không giật mình cũng không được, nhẫn chữ vật Nam Thúc lúc trước cho hắn chỉ có diện tích 100 mét vuông, đây đã là rất lớn, cho dù là linh đế luyện chế nhẫn chữ vật, căn cứ Lục Lâm Thiên phán đoán, tối đa chỉ có thể đạt đến 200-300 mét vuông mà thôi, vượt qua số này làm không được, cho dù có thể gia tăng thêm 1 mét vuông cũng là bước đột phá khủng bố. Đây là nhẫn chữ vật ngàn vạn mét vuông, chuyện này đủ làm Lục Lâm Thiên giật mình, không gian lớn như thế, không gì không chứa nổi. Dựa theo đạo lý mà nói, nhẫn chữ vật lớn như vậy, lớn hơn vạn mét vuông đã đủ chứa quá nhiều thứ trên đời rồi. Lục Lâm Thiên than nhẹ, khó trách nói nhẫn chữ vật này là trọng bảo trong 3000 đại thế giới, từ diện tích đã đủ dọa người rồi, có thể có được nhẫn chữ vật, Lục Lâm Thiên trừ phát hiện không gian quá lớn, những thứ khác không khác gì bình thường, Lục Lâm Thiên không phát hiện thêm công dụng nào khác. Nhưng Lục Lâm Thiên phát hiện trong góc nhẫn chữ vật có các thạch thất, tổng cộng 9 gian. Toàn thân màu xanh, khí tức và phong cách cổ xưa, từ chỉnh thể không phát hiện có gì đặc biệt. Nhưng lập tức Lục Lâm Thiên phát hiện 9 gian thạch thất này có 1 gian đã mở cấm chế, 8 gian khác đều bố trí cấm chế, Lục Lâm Thiên dùng tâm thần nhìn trộm thạch thất đầu tiên. Đây là cái gì? Trong thạch thất này, Lục Lâm Thiên lập tức phát hiện có vài chục linh quả màu vàng, những linh quả màu vàng này tràn ngập năng lượng kinh người, năng lượng chấn động lan ra các nơi. Năng lượng này làm bản năng Lục Lâm Thiên run rẩy. Đáng tiếc Lục Lâm Thiên không biết linh quả là vật gì, cho nên tự nhiên cũng không dám tùy tiện phục dụng, hắn quan sát có tổng cộng 36 linh quả. Trừ linh quả màu vàng ra, trong thạch thất còn có một khối ngọc bài nhỏ như lòng bàn tay, trên ngọc bài có dấu hiệu đồ án phức tạp, dường như có năng lượng chấn động nhàn nhạt, trừ những thứ này ra, Lục Lâm Thiên không phát hiện ra cái gì khác. Trong thạch thất này, trừ linh quả màu vàng và ngọc bài ra, lúc này không có thứ gì khác, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy buồn bực, chính mình tuy còn chưa bái sư, nhưng mà lão nhân gia cũng thừa nhận mình là đệ tử thứ 9, cũng không nên hẹp hòi như thế, ngay cả thần khí linh hồn, thần khí công kích, thần khí phòng ngự cũng không lưu một kiện. Mà vũ khí cùng linh khí, Lục Lâm Thiên vốn không muốn, đến phá giới cảnh đã không cần vũ khí linh khí, tất cả đều dựa vào lĩnh ngộ, giơ tay nhấc chân đều có thể vận dụng nguyên lực và áo nghĩa. Vũ khí và linh khí trên đại lục linh vũ đã không cần thiết, cũng là cách thể hiện nông cạn của áo nghĩa, nói thí dụ như vũ khí và linh khí thiên cấp chỉ là áo nghĩa đơn giản hóa. Lục Lâm Thiên thúc giục tứ thần quyết, hắn cần dựa vào lĩnh ngộ thi triển ra, nguyên vẹn tứ thần quyết mặc dù không xem như áo nghĩa, nhưng lại là công kích dung hợp với áo nghĩa. Lúc trước tứ thần quyết phân thành Chu Tước quyết, Bạch Hổ quyết, Huyền Vũ quyết, Thanh Long quyết, Lục Lâm Thiên hiện tại có thể lĩnh ngộ tứ thần quyết mới biết được. Nếu như là người bình thường đạt được tứ thần quyết cũng vô dụng, căn bản không thể thi triển ra. Lúc trước lão nhân gia cố ý tách tứ thần quyết ra, chính là hy vọng có người hữu duyên tu luyện dần dần, thay đổi trong vô tri vô giác, có thể lĩnh ngộ ra vật chất, linh hồn, thời gian, không gian bốn loại áo nghĩa đặc thù nhất, nhưng phải dựa vào cơ duyên xảo hợp mới được. Xác suất này nhỏ gần như bằng không, lại có mấy người đồng thời có thể người mang vật chất, linh hồn, thời gian, không gian bốn loại áo nghĩa trên người,
Lục Lâm Thiên có thể cuối cùng lĩnh ngộ dung hợp tứ thần quyết quả thật là kỳ tích. Lục Lâm Thiên cũng biết tứ thần quyết cũng giống lao ngục thời không, cũng không phải là tới hạn, chỉ cần lĩnh ngộ sẽ càng ngày càng mạnh. Thu hồi tâm thần trong nhẫn chữ vật, hắn không biết tác dụng của linh quả màu vàng và ngọc bài, Lục Lâm Thiên có ý định đi hỏi thăm lão ảnh một chút, lão nhân gia ít nhất sẽ không lưu thứ vô dụng cho mình, về phần cụ thể tác dụng, cứ hỏi lão ảnh xong sẽ rõ. Ồ, vào thời điểm này, dường như Lục Lâm Thiên phát hiện cái gì, ánh mắt nhíu lại, tâm thần khẽ động, thiên trụ giới xuất hiện trong tay, thân ảnh tiến vào trong thiên trụ giới. Trong thiên địa mênh mông, khắp nơi đều là hư không màu trắng, trong hư không mông mông lung lung, ngẫu nhiên còn có sương mù trắng thổi qua, có nơi bình tĩnh, nhưng có nơi tràn ngập năng lượng khủng bố, thậm chí còn có vòng xoáy không gian tồn tại. Vù vù. Trong hư không này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo điện quang màu trắng, càng chớp động càng lớn, cẩn thận quan sát, mới biết được đó là một con chim màu xám, diện tích sợ lớn hơn ngàn mét, kỳ lạ là con chim màu xám lại làm bằng kim loại. Hai cánh máy móc chấn động, trực tiếp lưu lại dấu vết nhàn nhạt trên vết nứt không gian. Con chim màu xám khổng lồ này giống như chim ưng, hai cánh chim làm bằng kim loại, hào quang tỏa ra bốn phía, toàn thân tràn ngập khí tức mênh mông, uy áp bao phủ các hướng. Lúc này trên lưng con chim xám có năm đạo thân ảnh đang đứng, bốn nam một nữ, trong đó người lớn tuổi nhất chừng 60, bốn nam một nữ còn lại giống trung niên. Bộ dáng sáu người vô cùng chật vật. Toàn thân tỏa ra khí chất hung hãn, trên mặt sáu người vô cùng phiền muộn. Cũng không biết đây là nơi nào, bà ngoại nó, bị nhốt ở đây nửa năm, còn chưa ra được. Trong sáu người, đại hán trung niên thân thể to lớn như cột điện phun nước bọt, ánh mắt oán hận không thôi. Chúng ta vận khí không tốt, đợi upsilon.ng phải khe hở thế giới hỗn loạn, muốn đi ra ngoài phải dựa vào vận khí, bằng không có khả năng bị vây khốn cả đời. Phu nhân duy nhất trên con chim kim loại nói ra. Phụ nhân này nhìn qua còn mang theo vài phần phong vị, nhưng toàn thân lại tỏa ra khí chất hung hãn, trên trán còn có vết sẹo dài tăng thêm vài phần dữ tợn. Mân côi, nếu chúng ta ở đây cả đời thì làm sao bây giờ, ta cũng không muốn bị nhốt tới chết. Thái độ của tên đại hán này với phu nhân rất tốt, giọng nói cũng nhỏ đi không ít. Chỉ có thể dựa vào vận khí, không nghĩ tới lại gặp phải kẻ địch, đám gia hỏa kia muốn đen ăn đen. Ngay cả đồ vật của chúng ta cũng dám đoạt, nếu chờ chúng ta đi ra ngoài, lão nương không giết chúng không thể hả giận mà. Phu nhân trung niên tức giận nói một câu. Cũng không biết chúng ta có thể ra ngoài hay không, lúc này chúng ta gặp xui xẻo rồi, chết 20 mấy người, chỉ có 5 người chúng ta trốn ra. Lúc này nói chuyện, chính là một thoạt nhìn tựa hồ là có chút tặc mi thử nhãn đàn ông, đang mặc một kiện nho nhã áo dài, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu phương cái mũ. Ô thử! Người nhìn kỹ xem, trong thế giới hỗn loạn này có lối ra hay không? Phu nhân trung niên nói với nam nhân mắt chuột một câu. Tâm thần của ta không có tác dụng ở đây, đáng tiếc 4 người chúng ta đều tu luyện thổ thuộc tính, một tu luyện phong thuộc tính áo nghĩa, một tu luyện là hỏa thuộc tính áo nghĩa, mà ta tu luyện linh hồn áo nghĩa, nếu có ai tu luyện không gian áo nghĩa sẽ dễ dàng hơn không ít. Nam tử mắt chuột gọi là ô thử lắc đầu. Đôi mắt nhỏ bắn ra tinh quang bốn phía, ánh mắt sáng giống như nhìn thấu tất cả. Ô thử, người nói chuyện đều là nói nhảm, có bao nhiêu người tu luyện không gian áo nghĩa chứ, người thậm chí còn chưa gặp qua, ít nói nhảm đi. Nam tử thân thể to lớn như cây cột châm chọc ô thử, giữa hai người có phần không thoải mái với nhau. Trọng truy, người muốn đánh nhau phải không, có muốn ta động thủ với người không? Ánh mắt ô thử nhảy lên, lập tức trừng mắt nhìn đối phương. Chẳng lẽ ta sợ ngươi, đang dọn dẹp ngươi một chút đấy. Thân thể đại hán như cột sắt bước lên một bước, năng lượng mênh mông bộc phát, giống như thật sự muốn động thủ, trọng truy chưa từng sợ ô thử bao giờ. Ô thử, trọng truy, đã là thời điểm nào rồi còn náo loạn như thế. Ánh mắt phu nhân mân côi chừng hai người nhìn phu nhân một chút, muốn nói gì đó, lão giả lục tuần vẫn không nói gì quay đầu lại, nói. Trọng truy, ô thử. Các ngươi náo cái gì, nếu các ngươi có bổn sự, lúc trước chúng ta cũng không cần phải chạy vào khe hở làm gì. Nghe lão giả trách cứ, trọng truy và ô thử không gây loạn nữa, đều ngoan ngoãn đứng bên, trung thực không ít. 4 vị đại nhân mau nhìn, phía trước có động tĩnh. Nhưng vào lúc này, tiếng nói kinh ngạc của 2 đại hán trung niên nhìn qua, bọn người lão giả lục tuần cũng nhìn theo, lúc này phát hiện giữa không gian chấn động, cả không gian hư vô sinh ra biến hóa.
Mau nhìn kia, nói không chừng có thể tìm được đường ra. Ô thử lập tức nhìn vào hư không trước mặt, bị vây khốn lâu như thế, đây lại là nơi chim không thèm ỉa, quả thực là buồn chết người. Thời gian nửa năm, nếu như bế quan tu luyện ở bên ngoài chỉ là một nháy mắt mà thôi, nhưng trong thế giới khe hẹp này, một ngày dài bằng một năm. Phần phật, lập tức sáu người khống chế con chim màu xám lướt đi, tốc độ của con chim màu xám nhanh không thể tưởng tượng nổi, giống như tia chớp. Trong thiên trụ giới, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong tầng thứ 6 thiên trụ giới, một ngày trong đây bằng 2 tháng ở bên ngoài. Ngay vừa rồi, Lục Lâm Thiên đang ở trong tầng 6 thiên trụ giới, hắn quan sát linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, quanh người của hắn có năng lượng bàng bạc vây quanh, nhìn qua động tĩnh năng lượng thiên địa vô cùng khổng lồ, trong đó thiên trụ giới muốn nứt ra. Lục Lâm Thiên đặt linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong thiên trụ giới này, tính toán thời gian đã là 15 năm. Cảm giác khí tức linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên không khó biết rõ, thái cổ U Minh Viêm đã tới mức đột phá, thái cổ U Minh Viêm sớm khôi phục đến đỉnh phong, vào phút này hắn sẽ đột phá. Động tĩnh hơi lớn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hiện tại năng lượng thiên địa hội tụ vô cùng bàng bạc, trong nháy mắt giống như mây đen áp đỉnh, cả thiên trụ giới dường như sắp sụp đổ. Ầm ầm. Trong tầng 6 thiên trụ giới đột nhiên sinh ra gió nổi mây phun. Năng lượng thiên địa bàng bạc giống như có thể nghiền nát tất cả, ánh mắt Lục Lâm Thiên rung động, không biết linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm có thuận lợi đốt phá hay không. Không gian chấn động dữ dội, trong lúc mơ hồ điện mang chớp động, năng lượng thiên địa bàng bạc làm cả bầu trời lờ mờ. Xuy, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trước mặt linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, lúc này khí tức nóng bỏng truyền ra, đột nhiên khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, hỏa diễm màu xanh ra trời bao phủ. Nhiệt độ khủng khiếp tỏa ra khắp không gian. Nhiệt độ thật khủng bố, đây mới thực sự là thái cổ U Minh Viêm. Lục Lâm Thiên sợ hãi thán phục, thái cổ U Minh Viêm lúc này tỏa ra hỏa diễm màu xanh với khí tức cổ xưa. Không gian không ngừng run lên, khí tức nóng bỏng khủng bố, nhưng lại âm hàn rung động lòng người, khí tức âm hàn và nóng bỏng cùng tồn tại, sau đó khí tức rung động lòng người lại sinh ra. Nhiệt độ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm có xu thế hủy diệt thiên địa vạn vật, có thể thôn phệ vạn vật, khí tức nóng bỏng bao phủ các nơi. Trong nhiệt độ cực cao này, Lục Lâm Thiên cảm thấy linh hồn của mình đau đớn, khí tức âm hàn lại làm đầu óc của hắn mê muội, nhất thời cả không gian bị nhiệt độ cực cao hủy diệt bao phủ. Nhiệt độ nóng bỏng và khí tức âm hàn giao thoa, Lục Lâm Thiên cảm giác so với thái cổ U Minh Viêm lúc trước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, quả thực là thay đổi về chất. Không cách nào đánh đồng với nhau. Đến bây giờ, bản thể cảm nhận rõ ràng, Lục Lâm Thiên xem như triệt để biết rõ thái cổ U Minh Viêm khủng bố bao nhiêu, hiện tại bản thể của hắn đã là phá giới cảnh, nhưng đối mặt với thái cổ U Minh Viêm, hắn cảm giác kiêng kỵ tuyệt đối, nếu bản thể vẫn còn dừng ở đế cấp, nếu đi vào trong không gian này, hắn cũng không có gan tới gần, thái cổ U Minh Viêm đỉnh phong quá khủng khiếp. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm được ngưng tụ giữa năng lượng thiên địa nồng đậm. Hỏa diễm bao phủ toàn thân, màn lửa màu xanh ra trời hiển hóa thành hình dáng cự nhân, năng lượng thiên địa hình thành vòng xoáy bị cự nhân này hấp thu vào trong cơ thể. Ầm ầm, năng lượng thiên địa cường hãn quán trú vào, đột nhiên không gian sinh ra thiểm điện lôi minh, năng lượng thiên địa chung quanh chập chờn, giống như dòng nước lũ đang trút xuống. Ầm ầm, vù vù, hỏa diễm màu xanh ra trời quay cuồng, khí tức nóng bỏng và âm hàn quét qua các nơi. Không gian trong thiên trụ giới chấn động dữ dội, tùy thời có thể vỡ nát. Trong sơn mạch dùng phi linh môn làm trung tâm, nơi đây thiên hôn địa ám, năng lượng thiên địa mênh mông trên đại lục linh vũ đang bị hấp thu tới nơi này, không ngừng tụ tập về phía phi linh môn, phong bạo tàn phá các nơi. Ầm ầm, cả thiên địa nổ vang, trong khoảnh khắc, có không ít cường giả trên đại lục đều cả kinh nhìn về hướng này. Trên đại lục, vô số sinh linh ngẩng đầu, thiên địa biến sắc. Trong lúc mơ hồ uy áp khủng bố quét qua các nơi, linh hồn nhiều người run rẩy. Trong phi linh môn bị uy áp cực mạnh bao phủ, ánh mắt nhiều cường giả nhìn về sau núi, trong uy thế cực mạnh này, người có thực lực yếu không dám đến gần nơi đây. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Trên đại lục, không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều núi lửa hoạt động, núi lửa phun trào bộc phát âm thanh như sấm sét nổ vang, mặt đất chấn động dữ dội, dung nham khủng bố chảy xuống khu vực rộng lớn. Những nơi dung nham đi qua, vạn vật bị tàn phá. Ầm ầm, cổ vực, Đông Hải, Đại Lục Linh Vũ, Linh Hoàng Nhai, Tổ Yêu Lâm,
từng ngọn núi lửa phun trào, âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc, tiếng nổ quanh quẩn thiên địa, vừa tiếp xúc với núi lửa phun trào, dung nham khủng bố bắn lên cao, mây đen che khuất bầu trời. Rầm rầm rầm. Tất cả sinh linh trong phạm vi bao phủ của dung nham, chỉ trong nháy mắt đã bị dung nham thôn phệ, thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị dung nham đốt thành tro tàn. Các cường giả đứng trong hư không, trên đại lục sinh ra động tĩnh khủng bố như thế, bọn họ căn bản không rõ đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cổ vực Phi Linh Môn, lúc này khí tức khủng bố bắt đầu lan tràn ra các nơi. Khí tức khủng bố vượt qua tất cả, siêu việt chúng sinh. Tất cả cường giả đang đứng trong hư không cảm thấy nội tâm của mình đang run rẩy. Chẳng lẽ trong Phi Linh Môn sinh ra động tĩnh kinh người? Ánh mắt nhiều cường giả biến hóa. Động tĩnh khủng khiếp này không diễn ra bao lâu, thiên địa khôi phục bình thường, đại lục không còn rung chuyển. Nhưng chung quanh những ngọn núi lửa bị phá hủy thảm hại, núi rừng sơ xác, sinh linh tuyệt diệt, vạn vật hóa thành tro tàn, dung nham cuồn cuộn, cảnh tượng khủng bố này vẫn tiếp diễn. Sau một lát, không gian thứ sáu trong thiên trụ giới, cự nhân khổng lồ đã khôi phục bình thường, toàn thân sinh ra khí tức nóng bỏng, khí tức này làm cho mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong thiên địa, cảnh vật lờ mờ đã khôi phục như trước, cường giả ở các nơi trên đại lục cũng rút đi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên trời xanh truyền ra động tĩnh kinh người, động tĩnh này làm các cường giả khiếp sợ. Bá bá. Dưới động tĩnh như thế, ánh mắt các cường giả nhìn chằm chằm vào trong hư không. Trên hư không lúc này vỡ ra một khe nứt, bên trong có vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy này giống như lỗ đen, nó sinh ra uy áp vô cùng khủng bố, lập tức bao phủ cả thế giới này. Trong lúc mơ hồ, tất cả cường giả đều cảm giác được vòng xoáy như lỗ đen kia sắp sinh ra hung vật hàng lâm thế gian. Vòng xoáy trên không trung không ngừng xoay tròn, nó tỏa ra khí tức đáng sợ làm cho lòng người cảm thấy vô cùng bất an. Vòng xoáy trong không gian hiện tại sinh ra lôi điện chói mắt, xoay tròn càng lúc càng nhanh, giống như có thể che phủ cả bầu trời, bao phủ không gian, bao trùm biển cả. Vòng xoáy hàng lâm, cả vùng biển Đông Hải sinh ra sóng lớn mãnh liệt, trong khoảnh khắc sóng to gió lớn nổi lên, một đảo nhỏ bị sóng lớn nhấn chìm. Đông Hải phát sinh đại sự, mau đi xem đi. Trong thế giới sinh ra biến hóa quỷ dị, tất cả đế giả đều cảm giác được khí tức đáng sợ rung động lòng người xuất hiện. Lập tức có một đế giả trực tiếp phất tay xé rách vết nứt không gian, vượt qua không gian đi về phía Đông Hải. Các đế giả khác không ngừng đi theo, Chí Thánh Đại Đế cũng vượt qua không gian xuất hiện tại nơi này. Cũng có không ít đế giả và tôn cấp hiếu kỳ đi quan sát tình hình, vòng xoáy không gian khủng bố kia giống như cây nấm lớn, trong vòng xoáy đen kịt lại có lôi điện quấn quanh, chung quanh vòng xoáy này, thiên địa biến thành lờ mờ không có ánh sáng. Tia chớp bao phủ vòng xoáy trong không gian. Chiếu sáng cả vùng biển này, có thể nhìn thấy điện quang lập lòe, sóng biển ầm ầm, sóng thần quét qua các nơi. Rất nhiều đế giả không rảnh quan sát sóng biển như thế nào, ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn thẳng vào vòng xoáy. Xoẹt! Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của nhiều đế giả, vòng xoáy phủ kín không gian lập tức co rút lại, trong mắt mọi người, trên không trung xuất hiện một con chim màu xám dài ngàn mét bay ra. Con chim màu xám làm bằng kim loại xuất hiện. Nó cho người ta cảm giác cứng cáp, khí tức đáng sợ bao phủ các nơi, khí tức này rung động lòng người. Khí tức chung quanh con chim màu xám chập chờn, uy áp khủng bố bao phủ không gian, dưới uy áp này, trừ Chí Thánh Đại Đế ra, các đế giả không chịu nổi, không ngừng tránh ra thật xa. Thời điểm mọi người kinh ngạc vì con chim màu xám xuất hiện quá đột ngột, trên lưng con chim có 6 đạo khí tức truyền ra. 6 khí tức này rất mờ mịt, dường như tâm thần nhìn trộm các nơi. Một đạo khí tức trong đó bao phủ cả thế giới, quan sát toàn bộ thế giới này. 6 đạo khí tức này nhìn trộm làm mọi người bất an, cảm giác hoảng sợ từ tận linh hồn, tâm thần chấn động, chỉ mới cảm nhận khí tức này, toàn thân bọn họ run rẩy đến cực điểm. Trên trán các đế giả đổ mồ hôi lạnh, tự dưng cảm giác có nguy hiểm bao phủ bản thân, khí tức nguy hiểm này bao phủ tất cả mọi người. Thân thể cao lớn của Chí Thánh Đại Đế lăng không đứng đó, nhìn về phía trước, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Ha 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 ha, phát tài a hát, tân thế giới, không ngờ vô tình phát hiện tân thế giới, là tân thế giới có một phá giới cảnh vừa đột phá không lâu. Trong ánh mắt kinh ngạc của các đế giả, trên con chim màu xám kia có tiếng cười bá đạo vang lên, tiếng cười bao phủ thiên địa. Phát tài, một tân thế giới đấy, người tu vị hậu thiên chỉ bao nhiêu đây thôi, rõ ràng là thế giới thổ dân,
nếu mang bán có thể phát tài. Tiếng cười to không kiêng nể gì, trên con chim màu xám có 6 người bay xuống. 6 người này đứng trong hư không, 5 nam 1 nữ, trong đó một lão giả đứng giữa là đầu lĩnh của đám người này. Ánh mắt 6 người này rất nóng bỏng, mang theo vẻ tham lam nhìn mọi người chung quanh, giống như nhìn chằm chằm vào con mồi, hoàn toàn không xem bọn họ là việc quan trọng. 6 người này vừa vặn từ khe hở thế giới tiến vào đại lục Linh Vũ, cũng chính là đám người Trọng Truy, Ô Thử, Mân Côi. 6 người này phát hiện đây là tân thế giới, mà tất cả mọi thứ trong tân thế giới này sẽ là của bọn họ. Sinh linh trong tân thế giới này hơi ít, nhưng dù sao cũng là tân thế giới, đủ để bán giá tốt. Phụ nhân trung niên Mân Côi nói ra, lúc này đôi mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Nếu đám gia hỏa kia biết chúng ta vô tình tiến vào tân thế giới, đoán chừng phi sẽ tức hộc máu đấy. Ô Thử tặc mi thử nhãn, lúc này mắt nhỏ nheo lại, hào quang tham lam tỏa ra hào quang sáng ngời. Chỉ có một phá giới cảnh, phán định là tân thế giới, tuy có hơi ít, sinh linh cũng không nhiều, nhưng năng lượng thiên địa vẫn đang tăng cường, giá tiền nhất định không thấp, thu hoạch lần này quá tốt, chúng ta cũng có thể chiếm lấy một tân thế giới rồi. Ánh mắt lão giả Lục Tuần thu lại, ánh mắt của hắn đầy tham lam đánh giá con mồi trước mặt. Bọn chúng là ai? Các đế giả ngạc nhiên, không có ai biết đám người này từ đâu tới đây, chỉ tận mắt nhìn thấy đám người này đột nhiên hàng lâm đại lục, xuất hiện quá thần bí, khí tức trên người rất khủng khiếp, làm linh hồn của bọn họ rung động, không dám đến gần. Bọn chúng đến từ bên ngoài, không phải người trên đại lục Linh Vũ, chẳng lẽ bọn chúng là đạo phỉ thế giới sao? Lúc trước Lục Lâm Thiên có đề cập tới đạo phỉ thế giới. Lúc này sắc mặt đám người chung quanh kinh người, sắc mặt một đám đế cấp biến hóa, bốn chữ đạo phỉ thế giới đủ làm tất cả đế cấp khiếp sợ. Đối với danh từ đạo phỉ thế giới, tất cả đế giả ở đây đều nghe Lục Lâm Thiên đề cập tới, đối với hành vi của đạo phỉ thế giới cũng hiểu rõ ràng, một khi đạo phỉ thế giới tiến vào tân thế giới, tất cả sinh linh sẽ bị buôn bán như nô lệ. Siêu siêu! Trên biển đông, còn có đế giả lục tục chạy đến, Độc Cô gia tộc Độc Cô Việt Không, Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Ân Triều, Bắc Cung Tinh Mộc, Hiên Viên gia tộc Hiên Viên Cương Phong, Thanh Long Hoàng tộc Long Hổ Lão Tổ, Long Minh Lão Tổ, Huyền Vũ Hoàng tộc, Huyền Xá Lão Tổ, Huyền Ô Lão Tổ, các đế giả đều xuất hiện trên Đông Hải. Siêu siêu! Thân ảnh dương quá, Long Yên công chúa hai người cũng xuất hiện giữa hư không, hai người nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên nhìn thẳng vào không trung. Lập tức thiên địa các phó các chủ lệnh Hồ Tiêu Giao, Tử Yên, Lam Thập Tam cùng xuất hiện trên biển đông. Kỳ kia như thế, vì sao đám thổ dân thế giới này biết chúng ta là đạo phỉ thế giới? Giữa không trung, ánh mắt Trọng Truy hơi có vẻ kinh ngạc. Bốn cường giả phá giới cảnh, hai võ đế cửu trọng, trong đó một đến võ đế cửu trọng đỉnh phong. Giữa không trung, Chí Thánh Đại Đế ngưng trọng quan sát, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào 6 thân ảnh trên không trung, ánh mắt rung rung, nói. Người đến là người phương nào? Người có thể gọi ta là Trọng Truy đại nhân. Thân thể Trọng Truy như cột điện bước tới, hắn nói với Chí Thánh Đại Đế xong, lập tức nhìn các đế giả chung quanh, nói. Tất cả mọi người nghe kỹ, từ hôm nay trở đi, thế giới này thuộc về chúng ta, tất cả đều phải nghe chúng ta, kẻ nào dám phản kháng, chết. Tiếng nói quanh quẩn không gian, tiếng gầm như sấm sét, trong âm thanh còn mang theo uy áp lớn lao. Hừ, sợ là chưa tới phiên ngươi nói tính toán. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế nhảy lên, hít sâu một hơi, thân thể to lớn bước lên phía trước, thân ảnh cao ngất mang theo khí tức trầm ổn, tóc dài màu bạc không gió mà bay, hai mắt sáng ngời như sao, toàn thân bộc lộ khí thế lăng lệ. Vừa mới đột phá phá giới cảnh không lâu, ngươi đang tìm cái chết sao? Thân thể Trọng Truy run lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Chí Thánh Đại Đế, lúc này toàn thân bộc phát khí tức to lớn, khí cơ tập trung vào thân thể Chí Thánh Đại Đế, hắn muốn dùng khí tức chân áp Chí Thánh Đại Đế. Ngươi cũng chỉ là phá giới cảnh, dám giễu võ dương oai trước mặt ta, ngươi tìm nhầm người. Chí Thánh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, lúc này đối phương có đến 4 phá giới cảnh, nội tâm ngạo khí trùng thiên, dường như trong lòng có dựa vào, dám trực tiếp chống lại người này. Trên người tỏa ra khí tức mênh mông, chống lại uy áp của đối phương. Hai đạo khí tức vô hình va chạm vào nhau, lập tức khí tức năng lượng ảnh hưởng nhau trong vô hình, hư không giữa hai người sinh ra vết nứt không gian, nơi khí tức hai người va chạm nổ lớn. Bành! Trong nháy mắt hai dòng năng lượng va chạm vào nhau, đột nhiên không gian run lên,
gợn sóng không gian đỡ upsilon.ng nát với nhau, giao phong vô hình như thế làm các đế giả chung quanh run rẩy, linh hồn run lên thật mạnh. Làm càn, hôm nay đầu tiên thu thập ngươi, xem ngươi phản kháng như thế nào. Đồng thời khí tức khủng bố quét qua tất cả, ánh mắt trọng truy trầm xuống, thân hình to như cột điện tỏa ra khí thế hung hãn, hào quang màu vàng đất bao phủ các nơi, thân hình như thiểm điện lao thẳng về phía Chí Thánh Đại Đế. Ánh mắt Chí Thánh Đại Đế trầm xuống, chung quanh người hắn có hào quang khuếch tán ra, khí tức quỷ dị đồng hóa không gian chung quanh, dùng bản thân làm trung tâm, giống như bao phủ thân thể vào bên trong. Oanh! Thân thể trọng truy trong nháy mắt vượt qua chân trời, phất tay đánh ra một quyền, dấu quyền xẹt qua, không gian run rẩy, năng lượng trong không gian tại khu vực này bị rút đi rất lớn, cả hư không lõm xuống, dấu quyền này lập tức đánh thẳng tới không gian trước người Chí Thánh Đại Đế. Xuy! Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, thân thể Chí Thánh Đại Đế lại biến mất trước khi dấu quyền đánh tới. Bành! Dấu quyền của trọng truy đánh vào hư không, không gian bị đánh nát một lỗ thủng lớn, biển cả bên dưới sinh ra sóng lớn cao vạn trượng, khí kình khủng bố quét qua tất cả, không gian chung quanh bị dấu quyền xét nát dễ như trở bàn tay. Xíu, yêu yêu, một tiếng, thân thể Chí Thánh Đại Đế trong nháy mắt xuất hiện sau lưng trọng truy, thân ảnh xuất hiện, tóc bạc bay múa, trong tay ngưng tụ một dòng năng lượng rất mạnh, mặc dù xuyên thủng không gian nhưng mang theo chấn động công kích linh hồn, trong nháy mắt đã đánh tới trước người trọng truy. Tại sao lại nhanh như vậy? Một quyền của trọng truy thất bại, hắn đã ý thức được không tốt, chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh mà thôi, hắn cũng không kịp thu thế công, tâm thần đang run sợ, thân thể to lớn như cột điện quay lại ngăn cản công kích từ sau lưng. Trọng truy hoảng hốt ngưng tụ một quyền, lực lượng và thế công bị ảnh hưởng nhiều, mặc dù va chạm với năng lượng mênh mông của Chí Thánh Đại Đế, hai dòng năng lượng sinh ra lực áp bách áp lên người hắn, không gian chung quanh đông cứng lại, các đế cấp chung quanh khiếp sợ nhìn hai người. Bành bành. Hai người công kích trong thời gian cực ngắn, công kích cực nhanh, không gian không ngừng nổ tung, hai dòng năng lượng bộc phát khí kình mạnh mẽ, lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài, hai người lập tức bay ngược ra khỏi không gian đang đứng. Khí kình khủng bố đang bao phủ không gian, gợn sóng không gian nhấp nhô như mặt nước, hai người tách ra, thân ảnh Chí Thánh Đại Đế lui ra sau 3 bước. Đạp đạp. Mà trọng truy lại lui ra sau 6 bước. Không gian dưới chân vỡ nát mới có thể đứng vững, ánh mắt của hắn nhìn Chí Thánh Đại Đế còn mang theo kinh ngạc, hắn không ngờ mình lại lâm vào hạ phong. Không gì hơn thế này, thực lực như thế mà dám dương oai, sợ rằng ngươi tìm sai địa phương rồi. Chí Thánh Đại Đế đạp không đi lên, trường bào tung bay trong gió, hai mắt tỏa ra hào quang kinh người. Hừ, lại. Trọng truy bị một chiêu vừa rồi áp chế, lập tức biệt khuất tức giận, muốn ra tay lần nữa. Trọng truy, ngươi lui ra đi, người này lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, cho dù ngươi có thể chống lại nhưng không thể làm gì được hắn đâu, để ta tới. Ánh mắt lão giả Lục Tuần nhấp nháy, ánh mắt của hắn lúc này nhìn thẳng vào Chí Thánh Đại Đế. Thời gian áo nghĩa, không ngờ người này lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa. Trọng truy vốn muốn tiếp tục ra tay, nghe lão giả nói thế lại sững sờ, nội tâm dù không cam lòng nhưng vẫn lui ra phía sau. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa đều là loại cực kỳ đặc biệt, người có thể lĩnh ngộ ít càng thêm ít, nhưng tu sĩ biết thời gian áo nghĩa lại cực kỳ khó chơi. Không nghĩ tới trong tân thế giới nho nhỏ này lại có người lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, thật sự làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ánh mắt lão giả nhìn vào Chí Thánh Đại Đế nói một câu. Chuyện làm người cảm thấy ngoài ý muốn còn nhiều lắm. Trường bào Chí Thánh Đại Đế run lên, đạp không đứng đó, ánh mắt của hắn cũng không nhẹ nhõm gì. Hắc hắc, không nghĩ tới nữ nhân trong tân thế giới cũng không tệ lắm, có mấy người ta muốn rồi, 5 nữ nhân này rất đặc biệt, cho dù giá tiền cao hơn nữa ta cũng không bán. Ô thử dùng tặc nhãn của mình đảo qua các đế giả chung quanh, ánh mắt nhìn Vân Thủy Đế Tiên, Long Yên, Tử Yên, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Du Thực thì sinh ra tà quang, cuối cùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào Long Yên, Tử Yên, Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền, Du Thực. Hắn không nghĩ tới trong tân thế giới này lại có mỹ nữ như vậy. Có chút tiền đồ được hay không, nhìn thấy nữ nhân là đôi mắt sáng lên, về sau ngươi sớm muộn gì cũng chết trên bụng nữ nhân. Mân Côi phu nhân xem thường nhìn qua Ô Thử liếc. Lãnh Hỏa, gia hỏa có thời gian áo nghĩa người giao cho ngươi, ta nha, trước tiên bắt đám nữ nhân này đã, đây đều là cực phẩm a hát. Trong ánh mắt tham lam, Ô Thử hoàn toàn không quan tâm lời nói xem thường của Mân Côi.
thân ảnh của hắn lướt qua không gian, mục tiêu đầu tiên chính là Bạch Linh, hắn cười tà dị lao tới. Ồ! Cùng lúc đó, Chí Thánh Đại Đế vốn muốn ra tay ngăn cản, nhưng lão giả Lục Tuần kia nhíu mày, hắn nhìn thẳng vào không gian bên kia. Hừ, dám đợi upsilon.ng đến nữ nhân của ta, người thật sự chán sống rồi. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên bên cạnh thân ảnh Ô Thử, giọng nói đạm mạc không mang theo bao nhiêu tình cảm, nhưng mà nhiệt độ trong thiên địa lại giảm xuống rất lớn. Xuy, cùng một thời gian, ngay giữa không trung, không gian run lên, đột nhiên một đạo khí tức lăng lệ bộc phát, làm nội tâm của mọi người run rẩy. Sau đó không gian đột nhiên chấn động nứt ra một khe nứt màu đen, vết nứt không gian đen kịt bắn ra cột sáng màu vàng chói mắt, xuyên thủng không gian, bắn thẳng vào đầu Ô Thử. Khí tức lăng lệ này bắn tới, sắc mặt Ô Thử đại biến, hắn nhanh chóng phất tay kết xuất thủ ấn ngăn cản. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay Ô Thử sinh ra năng lượng chấn động vô cùng to lớn, phô thiên cái quét qua tất cả, nhanh chóng ngăn cản tia sáng màu vàng đang đánh tới. Phù phù. Trong chấn động thật mạnh, cột sáng màu vàng xuyên thủng năng lượng của Ô Thử, hai dòng năng lượng lập tức tán loạn. Người chết chắc. Cùng một thời gian, một thân ảnh áo xanh xuyên phá không gian xuất hiện ở trung ương vụ va chạm của hai đạo năng lượng, áo bào xanh chấn động, tay phải giơ lên như bôn lôi, khí tức hủy diệt bao phủ bàn tay. Thời điểm giọng nói lạnh như băng vang lên, trong tay thân ảnh áo bào xanh bắn ra lôi đình tử kim sắc lôi, khí tức hủy diệt bao phủ chung quanh. Trong mơ hồ âm thanh lôi đình nổ vang chấn nhiếp thiên địa, sau đó lôi đình tử kim sắc trong tay hắn giống như có tính mạng, trong nháy mắt lôi vân bao phủ bầu trời, những nơi lôi đình đi qua đều làm không gian vặn vẹo. Lại là phá giới cảnh, tại sao lúc nãy ta không phát hiện ra? Ô Thử chấn động, vừa rồi thi triển tâm thần quan sát đại lục, cũng không có phát hiện ra cường giả phá giới cảnh nào khác, hắn không dám trì hoãn, năng lượng trong tay hắn hóa thành mãng xà. Nương theo đó là công kích linh hồn khủng bố. Tử kim lôi đình lập tức va chạm với mãng xà, hai dòng năng lượng ma sát với nhau, hư không tại điểm va chạm vỡ nát ra, thân ảnh áo bào xanh lui ra sau một bước mới ổn định thân thể, thân ảnh Ô Thử phải lui ra sau hơn 100 mét mới có thể đứng vững. Ồ! Ô Thử ổn định thân thể, nội tâm của hắn vô cùng nghi ngờ, vừa rồi hắn thi triển công kích linh hồn, dường như đối phương bỏ qua, không bị ảnh hưởng chút nào. Phụ thân, nhị thiếu gia, chủ nhân, ca ca, là Lục Lâm Thiên đến. Từ khi thân ảnh áo xanh kia xuất hiện, lập tức đám người đứng xa bạo động, đặc biệt đối với các đế giả mà nói, thân ảnh áo xanh này chính là Định Hải Thần Châm, không biết vì sao, nội tâm đang chấn động đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Lại là một phá giới cảnh, hai phá giới cảnh. Từ khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, trong 6 người kia, 5 người trừ Ô Thử đều nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, lôi đình tử kim sắc đánh thăng vào Ô Thử, ánh mắt khép hờ, một tia linh hồn lực minh mông chui vào trong đầu hắn, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không thèm ngăn cản. Ông! Đúng như Lục Lâm Thiên sở liệu, linh hồn lực minh mông vừa tiến vào trong đầu, lập tức bị cây đao màu vàng đánh tan và thôn phệ. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt Lục Lâm Thiên mở ra lần nữa, trong mắt bắn ra tinh quang, áo bào xanh run lên, đứng chắp tay, ánh nhìn 6 người lạ mặt. Hai võ đế cửu trọng, 3 phá giới cảnh sơ giai, còn có 1 phá giới cảnh trung giai. Nhìn 6 người, quan sát khí tức, Lục Lâm Thiên đã hiểu rõ đại khái về 6 người này, 3 phá giới cảnh sơ giai, lão giả Lục Tuần kia là cường giả phá giới cảnh trung giai, hai người còn lại yếu hơn không ít, võ đế cửu trọng, nhưng so với đế giả trong đại lục linh vũ lại mạnh hơn không ít. Sau lưng 6 người là một con chim màu xám bằng kim loại, nó mới hấp dẫn sự chú ý của Lục Lâm Thiên. Đây là đạo phỉ thế giới sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào con chim màu xám to lớn kia, lập tức quan sát 6 người trước mặt, hắn đã hiểu đang xảy ra việc gì, Lục Lâm Thiên đã biết rõ, 6 người này chính là đạo phỉ thế giới trong 3000 đại thế giới, vận khí của mình thật tốt, vừa mới biết sự tồn tại của đạo phỉ thế giới không lâu, bây giờ còn gặp trực tiếp. Lâm Thiên, 4 người này hơi khó giải quyết. Chí Thánh Đại Đế nhìn thấy Lục Lâm Thiên đến, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hơi ngưng trọng, nói nhỏ. Dường như còn thiếu một người, có chút phiền phức. Không phải ít, vừa mới tốt. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước không. Đúng vậy, cũng không ít, có ta đây. Giọng nói vừa dứt, không gian chấn động,
lập tức một đạo thân ảnh lăng không hàng lâm Đông Hải. Thân ảnh này có bộ dáng chừng 20 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng mang theo một ít tà dị, mặc một bộ trường bào màu vàng, hoàn toàn không thể che giấu khí chất cao quý, trong mi tâm còn có ấn ký màu vàng, trong tôn quý còn mang theo yêu mị và thần bí. Thanh niên chừng 20 tuổi này có mái tóc màu vàng hơi xoắn, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, dường như ai nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác thần phục. Tiểu Long. Thời điểm đám người trước mặt ngẩng đầu nhìn lên, không ít người cảm thấy vui mừng và sợ hãi. Lão đại, ta đến không muộn đâu. Tiểu Long xuất hiện, ánh mắt nhìn qua các đế giả chung quanh, cũng quan sát 6 người xa lạ kia, cuối cùng thân ảnh lóe lên xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Không muộn không muộn, vừa đúng mới tốt. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long, nói. Đột phá rồi. Ừ, lão ảnh cho ta một viên phá giới quả thật tốt. Tiểu Long cười nói. Tiểu Long, rốt cuộc ngươi cũng đi ra. Tiếng kêu thanh thúy vang lên, một thân ảnh lung linh lập lòe, một nữ tử áo đỏ bộ dáng chừng 20 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, thân mặc trang phục đỏ giống như hỏa diễm hừng hực, tư thái diễm lệ có thể làm người ta chảy máu cam, nàng xuất hiện bên cạnh Tiểu Long, trừ Chu Thần Hy không còn ai khác. Thật kỳ quái, ta lại không chết. Tiểu Long nói với Chu Thần Hy một câu. Ta lo lắng cho ngươi, ngươi còn nói lời không khách khí như vậy. Chu Thần Hy vỉnh đôi môi lên, tư thái oán hận, lại lắc lư đùi ngọc thon dài, mông ngọc đung đưa qua lại, hình thành vòng cung yêu kiều mê người, đặc biệt bộ ngực đầy đặn nhô cao, quả thực tạo thành hấp dẫn chí mạng. Tốt, không nói nhảm nữa, ngươi lui xuống trước đi, đám người này thực lực rất mạnh, ngươi không nên tham dự vào, nên đứng ngoài quan sát. Ánh mắt Tiểu Long đảo qua 6 người kia, lại nhắc nhở Chu Thần Hy. A hát, vậy ngươi cẩn thận một ít. Chu Thần Hy gật đầu, tóc đỏ như thác nước phối hợp trang phục đỏ như hỏa diễm rất yêu dị, mang theo nhiệt tình nóng bỏng như lửa, tư thái lung linh hấp dẫn lui ra sau. Phá giới cảnh, tại sao lại có thêm một phá giới cảnh? 6 người lúc này đưa mắt nhìn nhau, vốn chỉ phát hiện một phá giới cảnh mà thôi, cũng không nhìn thấy có khí tức nào khác, không nghĩ bây giờ lại xuất hiện 2 người. Mặc dù Chí Thánh Đại Đế từ trong lời Lục Lâm Thiên biết Tiểu Long đạt được đại cơ duyên, thậm chí sau khi xuất hiện có thể đột phá đến phá giới cảnh, nhưng tận mắt nhìn thấy lại cực kỳ kinh ngạc, bởi vì tốc độ đột phá quá nhanh. Xem ra phải giải quyết 3 tên này mới có thể chiếm lấy tân thế giới. Trong 6 người, phụ nhân Mân Côi nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, Tiểu Long và Chí Thánh Đại Đế 3 người, ánh mắt mang theo sát ý. Chỉ 3 tên, ta đối phó 1, Mân Côi và Ô Thử cùng đối phó 1, Lãnh Hỏa đối phó 1, tốc chiến tốc thắng, thu thập 3 tên này xong, chúng ta lại nghỉ ngơi. Trọng Truy hét lớn một tiếng. Tốt, cứ làm thế, thu thập xong chúng ta nên nghỉ ngơi thật tốt. Trong mắt Ô Thử chỉ có đám người Lục Tâm Đồng, Chu Thần Hy chúng nữ mà thôi, ánh mắt tỏa sáng. Lão đại, đại sư phụ, đám người này hơi ít, cứ giao một tên cho ta đi, sau đó ta lại giúp các ngươi. Cùng lúc đó, ánh mắt Tiểu Long đảo qua Lục Lâm Thiên cùng Chí Thánh Đại Đế 2 người. Sư phụ, một tên giao cho ta, ngài đối phó nữ nhân kia. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua lão giả và Ô Thử vừa mới giao thủ, trong mắt bắn ra sát ý mãnh liệt. Không thành vấn đề. Vừa dứt lời, Chí Thánh Đại Đế vùng ống tay áo lên, trong mắt mang theo sát khí đại thịnh, nhất thời cả không gian này, năng lượng thiên địa bị hắn ảnh hưởng thật lớn. Chí Thánh Đại Đế động thủ rất nghiêm túc, thời gian chung quanh sinh ra gợn sóng, phất tay mang theo cột sáng cực mạnh, khí tức năng lượng phô thiên cái địa bắn ra, uy thế kinh người quét qua Ô Thử. Hừ, quả thật không sợ chết mà. Trọng Truy quát lớn, phất tay đánh ra một chùy quái dị, đại chùy này không nhỏ hơn thân thể hắn chút nào. Ngươi là của ta, thành thật lưu lại đi. Tiểu Long đứng giữa không trung, thu nụ cười lại, thân ảnh của hắn lóe lên ngăn cản trước mặt Trọng Truy. Cùng lúc đó, Chí Thánh Đại Đế đánh về phía Ô Thử, phụ nhân trung niên muốn nhúng tay, nhưng lúc này Lục Lâm Thiên ngăn cản trước mặt, khóe miệng thu liễm nụ cười nhạt, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo. Bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Mắt thấy Lục Lâm Thiên ngăn cản trước mặt mình, phụ nhân trung niên lui ra phía sau thật nhanh, thân là người nắm giữ phong thuộc tính áo nghĩa, nàng có ưu thế tốc độ cực lớn, cũng có năng lực phá không cực nhan. Nhưng cùng lúc đó, phụ nhân trung niên vừa mới lui lại, một đạo uy áp cực kỳ khủng bố bộc phát, trực tiếp bao phủ thân thể của nàng, tốc độ lùi lại của nàng đột nhiên chậm lại, thân thể bị ảnh hưởng. Ồ,
Bị uy áp khủng bố bao phủ, phụ nhân trung niên cảm thấy rất kỳ quái, lập tức biến sắc, toàn lực giãy giụa khỏi uy áp trói buộc. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Giọng nói Lục Lâm Thiên vang lên, trong nháy mắt tiếp theo kim thuộc tính năng lượng hội tụ vào nơi này, không gian kim mang tỏa ra sát khí bao phủ thiên địa. Kim quang bao phủ không gian, kim thuộc tính đại thành có thể kéo thiên uy, bố trí thiên uy bao trùm chúng sinh, chỉ trong nháy mắt, Lục Lâm Thiên trực tiếp thúc dục kim thuộc tính, thời không lao ngục, kim quang bao phủ các nơi, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, còn có linh hồn áo nghĩa, thuộc tính áo nghĩa áp lên người phụ nhân trung niên, làm cho nàng không thể giãy giụa. Không gian bị khí tức lăng lệ bao phủ, phụ nhân trung niên muốn tiến thêm nửa bước cũng phải thúc dục toàn lực mới được. Phần phật. Cùng lúc, kim thuộc tính thời không lao ngục không chậm chút nào, Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, chung quanh thân thể tỏa ra kim quang vạn trượng, đứng từ xa và phất tay, một đạo kim quang mang theo đại thủ ấn màu vàng giáng xuống. Coi chừng, thực lực của người này không kém. Lão giả Lục Tuần không nhịn được nữa, dường như phát hiện Lục Lâm Thiên không bình thường, lúc này quanh người bộc phát khí tức cực nóng, lập tức trường bào run lên, hỏa thuộc tính nguyên lực bạo phát ra ngoài. Một đạo hỏa diễm to như bàn tay bay ra mang theo kình phong nóng bức, trực tiếp đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Hỏa cầu đi qua nơi đâu, không gian vỡ nát đến đó, kéo ra một vết nứt không gian thật dài. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ cả không gian nơi đây tăng lên. Một đấu một mới công bằng, muốn cứu người khác, phải xem người có bổn sự này hay không. Thời điểm thân ảnh lão giả Lục Tuần khẽ động, lúc này một giọng nói lạnh như băng vang lên. Không gian đột nhiên chấn động, khí tức nóng bức và âm hàn bao phủ không gian, màu xanh da trời lóe lên, trong không gian xuất hiện thêm một thân ảnh khác. Thân ảnh này mang theo màu xanh da trời xuất hiện nơi đây, trong thời gian cực ngắn hỏa diễm màu xanh da trời va chạm với hỏa cầu nhỏ như nắm tay của lão giả. Oanh! Hai đạo năng lượng nóng bức va chạm vào nhau, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra thật xa, lập tức nổ vang như sấm sét, làm màng tai mọi người chấn động mạnh. Xuy! Giữa không trung, lão giả Lục Tuần và thân ảnh màu xanh da trời vừa xuất hiện đã lui ra sau mấy trăm mét mới đứng vững thân hình. Ở bên cạnh, Lục Lâm Thiên phất tay một cái, đại thủ ấn màu vàng nhanh chóng đánh thẳng ra ngoài, công kích vào phụ nhân trung niên. Trong thời gian đó, thuộc tính, thời gian, không gian, linh hồn các loại công kích như bài sơn đảo hải bao phủ phụ nhân trung niên, làm cho nàng thất kinh, bối rối khiếp sợ. Sắc mặt phụ nhân trung niên ngạc nhiên. Nàng chưa từng gặp qua công kích quỷ dị như thế này, thanh niên này dường như lĩnh ngộ các loại áo nghĩa khác nhau, còn có thể dung hợp chúng với nhau. Nàng rất khó tưởng tượng, trong thế giới thổ dân này tại sao có thanh niên khủng bố như thế, bởi vì thiên phú quá khủng khiếp. Giống. Trong nháy mắt ngắn ngủi, phụ nhân trung niên hoảng sợ, lập tức ngưng tụ ra một hư ảnh cự thú cao ngàn mét, giống như hổ giống như sói, dữ tợn hung ác, nhanh chóng lao thẳng vào đại thủ ấn màu vàng đánh xuống. Xuy, đại thủ ấn màu vàng này xét nát không gian, hư không xuất hiện một vết nứt đen kịch, không gian chung quanh nứt vỡ từng đoạn, lập tức một tay vỗ vào đầu lâu hư ảnh cự thú. Tạch, đại thủ ấn màu vàng ẩn chứa thời gian, không gian, linh hồn, thuộc tính các áo nghĩa bên trong, giờ phút này lực công kích khủng bố bạo phát, hư ảnh cự thú cao ngàn mét tan nát. Hư ảnh dị thú bị đại thủ ấn phá tan dễ dàng, không thể ngăn cản đường đại thủ ấn tiến lên. Phụt. Phu nhân trung niên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nàng hoàn toàn không ngờ một đạo công kích của Lục Lâm Thiên lại mang theo uy năng cường hãn như thế, thậm chí ngơ ngác sững sờ. Cùng lúc đó, sau khi đại thủ ấn đánh tan hư ảnh cự thú cao ngàn mét kia lại không tiêu tán, đại thủ ấn màu vàng bao quát không gian, trực tiếp dùng xu thế như bôn lôi chân áp xuống. Ầm ầm, đại thủ ấn một đường hủy không gian, khí tức lăng sát khuếch tán các nơi, năng lượng khủng bố bao phủ các nơi. Phạm vi bao phủ hơn một vạn mét, đại thủ ấn đập thẳng vào người phụ nhân. Ầm ầm, đại thủ ấn màu vàng đánh thẳng vào mặt biển, các hải đảo chung quanh chìm nghèm, sóng biển kinh đào sóng lớn, nước biển in hình đại thủ ấn đang chấn áp người bên dưới. Phụt, đại thủ ấn trực tiếp đánh xuyên qua người phụ nhân, thời điểm không gian nhanh chóng khôi phục bình thường, gương mặt phụ nhân trung niên trắng bệch, lúc này há miệng phun ra vài ngụm máu tươi. Ngao! Âm thanh long ngâm như tiếng đao minh, thân ảnh Lục Lâm Thiên dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xuất hiện trước mặt phụ nhân, sau lưng kim quang rạng rỡ, gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông có thể làm không gian sụp đổ. Không tốt,
Sắc mặt phụ nhân trung niên đại biến, nàng lúc này biết rõ thanh niên trước mặt khó dây dưa nhất, rõ ràng vừa đột phá phá giới cảnh sơ giai chưa lâu, nhưng thực lực của hắn lại không thể khinh thường. Phụ nhân trung niên muốn chạy, muốn rời khỏi đây thật nhanh. Nhưng đến thời điểm này mới biết, toàn thân của nàng bị áp chế trong vô hình, áo nghĩa và nguyên lực trong người không thể vận dụng, loại áp chế đến từ thiên địa này làm cho nàng không thể phản kháng, thậm chí hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị trấn áp không thể nhúc nhích. Duệ kim hồn đao. Tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, Lục Lâm Thiên tay cầm, huyết lục, khống chế kim thuộc tính trong không gian, trực tiếp kéo lên một đường vòng cung huyền ảo, ngưng tụ đại đao màu vàng chém thẳng xuống, ẩn chứa linh hồn lực không đâu không có. Xíu, yêu yêu. Đại đao màu vàng cắt ra một đoạn không gian đen kịt, trực tiếp chém thẳng vào đỉnh đầu phụ nhân, đao quang màu vàng chém xuống, đồng tử phụ nhân trung niên co rút lại, thần sắc giật mình bao phủ tâm thần, nhưng tất cả không kịp, căn bản không thể trốn. Tạch, một đao hai phá, thân thể phụ nhân trung niên bị nghiền nát như đậu hủ, ngay cả huyết phụ cũng không phun ra, thân thể bị kim mang xuyên thủng, lập tức hội tụ kai, từ trên không trung rơi xuống biển. Một cường giả phá giới cảnh bị đánh chết dễ dàng, hồn phi phách tán, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không chạy thoát. Cái này, cường giả trên đại lục linh vũ nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Các đế giả biết rõ, phụ nhân trung niên kia đã đạt đến phá giới cảnh, nhưng đối diện với Lục Lâm Thiên lại không ăn nổi một kích, từ đó có thể nghĩ thực lực Lục Lâm Thiên khủng bố cỡ nào. Cảnh tượng này trong mắt lão giả Lục Tuần Trọng Truy, còn có Ô Thử. Phụ nhân trung niên chết tuyệt đối có chút khó hiểu, hiện tại thua quá nhanh, nhưng bọn họ tuyệt đối không tin vào kết quả này. Nhưng mà lúc này Trọng Truy BSGO Thê Nị Tiểu Long cùng Chí Thánh Đại Đế ngăn cản, căn bản không thể thoát ra được. Đặc biệt là Trọng Truy, hắn càng phiền muộn phát hiện, hắn cùng kinh hãi, hắn phát giác công kích của hắn đối mặt với đối thủ, người ta hoàn toàn không quan tâm đến. Trọng Truy công kích, Tiểu Long hoàn toàn không nhìn, nhưng lại có thể bỏ qua công kích. Không tránh không né, sau đó sẽ đánh ra một đạo công kích thẳng lên người của hắn. Tuy Trọng Truy có áo giáp hộ thân bất phàm, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích của Tiểu Long, trong nháy mắt đánh xuống hai quyền, Trọng Truy trực tiếp phun máu tươi. Gương mặt Trọng Truy tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, đối phương mặc áo bào màu vàng quả thực là quái vật, nếu có thể hoàn toàn không nhìn công kích của hắn, mà hắn lại không thể bỏ qua công kích của đối phương, cho nên không cần đánh tiếp nữa. Trong nháy mắt, Trọng Truy chỉ có thể cắn răng lay động chùy của bản thân mình, hắn đánh thẳng vào Tiểu Long vô số lần, hắn cũng không tin thanh niên này hoàn toàn biến thái đến mức bỏ qua công kích của hắn. Không muốn chơi với ngươi. Tiểu Long nhìn đại chùy đánh xuống, áo bào vàng chấn động, hào quang quanh người lóe lên, lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, bản thể lúc này hoàn toàn biến thành một đầu kim long, trên lưng của hắn xuất hiện hỏa diễm kim sắc. Bản thể Tiểu Long có long lân toàn thân màu vàng. Trong lúc mơ hồ còn có đồ án minh viêm, phác họa khởi hư ảnh huyền vũ một cách hư ảo, hư ảnh huyền vũ giống như cái bóng xoay tròn quanh bản thể khổng lồ của Tiểu Long, từng khe hở thần bí xuất hiện, bành. Trong thời gian ngắn đó, Trọng Truy kinh ngạc phát hiện bản thể khổng lồ của Tiểu Long có biến hóa, đại chùy trong tay không ngừng giáng thẳng xuống người Tiểu Long. Mỗi chùy đều có uy lực phá hủy không gian, nhưng đánh lên long lân lại bị khe hở trong đồ án huyền vũ hơi lắc lư mà thôi. Hoàn toàn lông tóc không tổn thương. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên, đầu của Tiểu Long nâng lên, cái đuôi lớn đã sớm chuẩn bị, thời điểm một chùy đánh vào người của hắn, cái đuôi lớn quét qua tất cả, xuyên thủng không gian, đánh thẳng vào thân thể Trọng Truy. Ầm ầm! Đáng thương Trọng Truy bị đuôi của Tiểu Long quét bay, phá hủy một đường hư không, thân thể như cột điện của hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới trước mặt Tiểu Long, hắn chỉ là con kiến đối mặt với con voi mà thôi. Thân thể Trọng Truy bay thẳng vào tiểu đảo cách đó không xa, thân hình bắn ngược trở lại, hòn đảo nứt vỡ từng đoạn, mặt biển lõm xuống một lỗ thật lớn, nước biển không ngừng rót vào, hình thành một vòng nước xoáy thật lớn. Linh vật trời sinh, người có thân thể linh vật trời sinh. Lão giả Lục Tuần với tu vị phá giới cảnh trung giai, hắn là kẻ mạnh nhất trong 6 người, nhưng lúc này cảm giác một thân ảnh giống như đúc người mặc áo xanh xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt của hắn vô cùng hoảng sợ. Quan sát thật kỹ, lão giả Lục Tuần có thể khẳng định, đây không phải linh hồn thể, cho nên cũng không phải là linh hồn phân thân, nhưng thân thể tỏa ra khí nóng cực mạnh, nhưng điểm này đã làm hắn kiêng kỵ thật sâu. Trả lời đúng rồi, nhưng không có thưởng.
Lục Lâm Thiên vận dụng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm nhìn lão giả Lục Tuần trước mặt, chỉ trong thời gian ngắn khí tức nóng bức bao phủ các nơi, trên không trung Đông Hải lập tức có sóng nhiệt thật mạnh bao phủ chung quanh, trên làn da của mọi người sinh ra cảm giác bị phỏng, linh hồn run rẩy không nhỏ. Linh vật trời sinh phá giới cảnh sơ giai. Sắc mặt lão giả chừng 60 khó coi, linh vật trời sinh trong 3.000 đại thế giới đều là tồn tại hiếm thấy, mỗi một con đều vô cùng cường hãn. Tốc độ phát triển cũng rất khủng bố, từ thực lực, với người ngang cấp chúng, nhân tộc căn bản không thể so sánh với linh vật trời sinh. Sắc mặt lão giả Lục Tuần khó coi nhìn lên, linh vật trời sinh này là phá giới cảnh sơ giai, tuy hắn có tu vị phá giới cảnh trung giai, nhưng đã có chứng minh, phá giới cảnh trung giai như hắn tuyệt đối không thể làm gì được linh vật trời sinh tu vị phá giới cảnh sơ giai. Linh vật trời sinh trong 3.000 đại thế giới là tồn tại vô cùng thưa thớt, hắn thật sự không ngờ. Trong tân thế giới này lại xuất hiện linh vật trời sinh. Ngao! Ở giữa không trung, thân thể trọng truy chìm xuống đáy biển lại bay lên giữa không trung tiểu long gào thét một tiếng, thân thể kim long khổng lồ nhìn thẳng lên, một đạo uy áp nồng đậm bao phủ các nơi, uy áp này bao phủ toàn bộ biển cả. Thanh long hồn! Kim sắc hỏa diễm lan bộc phát, mi tâm tiểu long xuất hiện con mắt yêu dị, cột sáng chói mắt làm linh hồn run rẩy không ngừng chiếu sáng. Nó giống như một tấm màn sáng bao phủ toàn thân trọng truy, một đạo linh hồn uy năng cũng khuếch tán ra khắp phía chân trời. Thân thể như cột điện của trọng truy vừa chật vật nhảy ra khỏi đáy biển, sắc mặt trắng bệch, tiểu long đánh một kích vừa rồi đã làm hắn trọng thương, mà hắn không nghĩ tới vừa xuất hiện lại bị cột sáng linh hồn bao phủ, hắn tỏa ra uy áp kinh người, máu trong cơ thể sôi trào, linh hồn không ngừng chấn động. Trọng truy hiện tại làm sao biết rõ? Hắn gặp gỡ tiểu long là biến thái miễn dịch linh hồn công kích cùng vật chất công kích, trong thời gian gần đây, linh hồn áo nghĩa và vật chất áo nghĩa còn biến dị, đồng thời hắn đạt được linh hồn áo nghĩa chi nguyên và vật chất áo nghĩa chi nguyên, điểm này giúp tiểu long trở thành biến thái trong biến thái. Phá giới cảnh rất mạnh, điểm này không thể phủ nhận, thậm chí trọng truy thân là đạo phỉ thế giới, hắn ngày ngày sống trên đầu đao liễm máu, kỳ thật thực lực của hắn còn mạnh hơn đồng cấp không ít. Chỉ tiếc trọng truy không biết hắn hôm nay gặp lầm người, hắn gặp phỉa biến thái trong biến thái như tiểu long, miễn dịch với linh hồn công kích và vật chất công kích, người mang linh hồn áo nghĩa chi nguyên và vật chất áo nghĩa chi nguyên, còn dung hợp biến dị, điểm này rất kinh khủng. Thực lực của tiểu long bỏ qua những thứ này cũng đủ làm người tu vị đồng cấp không cách nào chống lại, chà đạp người tu vị đồng cấp quá dễ dàng. Càng biến thái hơn là, thực lực tiểu long tăng cao có thể vượt cấp chống lại người mạnh hơn mình. Người có tu vị đồng cấp không phải đối thủ của nó. Lúc này, trọng truy rốt cục phát hiện điểm khủng bố của tiểu long, nhưng tất cả đã muộn, dưới màn sáng linh hồn này, hắn lập tức bị linh hồn uy năng thanh lọc tất cả, ngay cả hồn anh muốn bỏ chạy cũng không kịp. Trọng truy toàn lực làm, hắn cho dù muốn tránh thoát linh hồn công kích cũng không làm được, bởi vì không cách nào thoát đi, ánh mắt hắn mang theo kinh hãi, hắn triệt để biết rõ mình đối mặt với đối thủ hung hãn bao nhiêu. Ngao! Trong màn sáng linh hồn, âm thanh long ngâm truyền ra, trong màn sáng linh hồn này, một hư ảnh thanh long gào thét bay ra, mang theo long uy khủng bố, trực tiếp xuyên thủng thân thể trọng truy. Hư ảnh thanh long bắn xuyên qua thân thể, ánh mắt trọng truy biến thành ngây ngốc, linh hồn bị ảnh hưởng cực lớn, tuyệt đối không có có bao nhiêu người có thể ngăn cản linh hồn công kích đáng sợ từ tiểu long và Lục Lâm Thiên. Xuy, hỏa diễm kim sắc nóng bỏng truyền ra, xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu long há to miệng, trực tiếp nuốt trọng truy vào trong miệng, răng nanh sắc bén cắt thân thể trọng truy phá giới cảnh thành huyết vụ, cuối cùng nuốt vào trong bụng, hoàn toàn không nhìn đối thủ. Cô! Nhìn thấy bộ dáng hung hãn của tiểu long, tất cả đế giả ở xa xa vô cùng khiếp sợ, cường giả phá giới cảnh đấy, không ngờ bị tiểu long nuốt vào trong bụng. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần quan sát động tĩnh các nơi, vào lúc này nhìn thấy thực lực khủng bố của tiểu long, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn lại thoải mái, thực lực tiểu long không khủng bố mới là quái sự. Tiểu long cũng đã đến phá giới cảnh, vừa vặn mới đột phá căn bản không cần dây dưa với đại hán lâu như vậy, người có tu vị đồng cấp căn bản không phải đối thủ của tiểu long, cho tới bây giờ cũng không phải, người có tu vị đồng cấp không bị tiểu long miểu sát hắn, từ đó có thể thấy hắn bất phàm. Bích Hàm sinh ra nhi tử tốt, là vinh hạnh của thanh long hoàng tộc chúng ta. Huyền vũ nhất tộc lúc trước nên sớm mở mắt nhìn cho kỹ. Bằng không hiện tại cũng không bị thanh long nhất tộc chiếm tiện nghi. Đối với người thanh long hoàng tộc cùng huyền vũ hoàng tộc mà nói, sau khi rung động qua đi, lập tức long hổ lão tổ,
Huyền Xá lão tổ vui mừng như điên, thực lực tiểu long đã đạt đến mức mạnh hơn lão tổ các hoàng tộc, Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc nhất định rầm rộ hậu thế. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai người tu vị phá giới cảnh ngay cả cặn bã cũng không còn thừa, đối với lão giả Lục Tuần và Ô Thử mà nói, đây là việc đáng kinh hãi, lập tức hít khí lạnh. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là thế giới thổ dân mà thôi, thật không ngờ tu vị người trong tân thế giới biến thái đến như vậy, đã thế còn biết việc ở thế giới bên ngoài. Ô Thử tuyệt đối khổ sở, đối phương có thời gian áo nghĩa quỷ dị, làm cho hắn không thể cân nhắc, bị áp chế toàn diện, hắn hoàn toàn không có lực phản kháng. Lão đại, ta đi giúp sư phụ, còn một tên giao cho ngươi đấy. Sau khi nuốt trọng truy, ánh mắt tiểu long nhìn vào không trung, cuối cùng nhìn thấy Chí Thánh Đại Đế áp chế tên Ô Thử. Tốt! Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hiện tại đã giải quyết hai tên, còn lại không thành vấn đề. Lúc này cho dù Tiểu Long hay Lục Lâm Thiên, đều trực tiếp xem nhẹ hai tên võ đế cửu trọng, hoàn toàn không đặt võ đế cửu trọng vào mắt. Hai võ đế cửu trọng cũng chỉ là hậu thiên cửu cấp, toàn thân lúc này run rẩy dữ dội, ánh mắt đầy kinh hãi, hai phá giới cảnh đều bị đánh chết, bọn họ làm sao dám động đậy cơ chứ? Ngao! Từ khi giọng nói Lục Lâm Thiên vang lên, thân thể kim long khổng lồ của Tiểu Long bay thẳng về phía Ô Thử. Phá giới cảnh trung giai, tới phiên ngươi. Bản thể Lục Lâm Thiên và linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đứng giữa không trung, vẻ mặt chờ mong nhìn qua lão giả Lục Tuần, vừa mới đánh chết một tên cường giả phá giới cảnh sơ giai, nội tâm Lục Lâm Thiên đã biết, phá giới cảnh rất mạnh, hoàn toàn là hai khái niệm với võ đế cửu trọng. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng tự biết mình cũng là phá giới cảnh, nếu tu vị đồng cấp với mình còn không bị mình đánh chết, như vậy hắn phải xin lỗi thế giới hỗn độn chi nguyên, hắn dung hợp chính là bổn nguyên của một thế giới. Chính mình chính là chúa tể, tâm niệm khẽ động là có thể bố trí tất cả. Cho nên vào lúc này đối mặt với cường giả phá giới cảnh trung giai, Lục Lâm Thiên vẫn tươi cười, trong mắt mang theo chờ mong rất lớn. Ngươi là nhân tộc hay là linh vật trời sinh, chẳng lẽ? Trời ạ, ngươi nhất định dùng linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh. Nhìn thấy hai thân ảnh Lục Lâm Thiên, cảm giác hai Lục Lâm Thiên tỏa ra khí tức khác nhau. Lão giả Lục Tuần tu vị phá giới cảnh trung giai vô cùng kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ. Trong 3.000 đại thế giới, tất cả mọi người biết rõ, có thể dùng linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, tất cả đều là thế hệ có thực lực khủng bố. Loại người này không chỉ có thực lực cường hãn, thiên phú biến thái, đồng thời không hề nghi ngờ, đây đều là thế hệ trẻ tuổi thực lực phi phàm trong đại gia tộc, chủng tộc và thế lực đỉnh cấp, chỉ có bọn họ mới có khả năng đó. Linh hồn phân thân dung hợp linh vật trời sinh, điều này đại biểu thân phận và địa vị, cũng đại biểu thực lực biến thái của loại người này. Trong ánh mắt kinh hãi của lão giả Lục Tuần phá giới cảnh trung giai, đây chính là thế giới thổ dân, nếu là thổ dân tại sao lại có kẻ mang thực lực biến thái như thế, hắn đã sớm nhìn trộm toàn thế giới này, trong những người tu vị hậu thiên kia, còn có hai linh vật trời sinh, mà lúc hai người một thú đang động thủ, ba người này rõ ràng có mang áo nghĩa bổn nguyên trên người. Người mang áo nghĩa chi nguyên và tu luyện hắn áo nghĩa, đây là hai khái niệm khác nhau, trong một thế giới, bất luận áo nghĩa gì cũng là một phần của áo nghĩa chi nguyên, giống như Đại Lục Linh Vũ, Bắc Cung gia tộc, tu luyện đều là một thuộc tính áo nghĩa, thậm chí trên người còn có áo nghĩa gia thân, nhưng mà áo nghĩa chi nguyên lại ở trên người Bắc Cung lão tổ. Áo nghĩa chi nguyên và tu luyện áo nghĩa, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, người có thể có áo nghĩa chi nguyên, chỉ có hai biện pháp. Một loại là bản thân mình lĩnh ngộ đạt được áo nghĩa chi nguyên, mặt khác chính là dung hợp, đạt được áo nghĩa chi nguyên của kẻ khác, nhưng bất kể là thế nào, chỉ cần là người mang áo nghĩa chi nguyên, vậy tuyệt đối là tồn tại biến thái, so với người tu vị đồng cấp còn mạnh hơn quá nhiều. Người biết dường như không ít, nhưng các ngươi không nên đến đây. Hoàng khí quanh người Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức bố trí thanh linh khải giáp, tay cầm huyết lục, không gian này run run, khí tức lăng lệ tỏa ra các nơi. Vô cùng hung hãn. Các hạ, đã chiếm lợi nên tha người, thả chúng ta đi, chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, mọi người còn có thể kết giao bằng hữu, thế nào? Nội tâm lão giả Lục Tuần kinh hãi, ánh mắt chớp động, trấn an Lục Lâm Thiên một câu. Ta giết người của ngươi, còn kết giao bằng hữu, chuyện này hơi quá. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói với lão giả. Bọn họ chết thì chết, hoàn toàn không có bao nhiêu quan hệ tới ta. Chúng ta cũng không phải bằng hữu với nhau. Ánh mắt lão giả nhìn Lục Lâm Thiên, khóe mắt hơi run. Chỉ tiếc, ta cũng không có ý định buông tha ngươi,
người phải chết không nghi ngờ. Lục Lâm Thiên cười rất tà dị, hắn cũng không có ý định tha cho người này, cũng không biết có mấy câu lừa dối, nếu thả người này, về sau hậu họa vô cùng. Hừ, thực nghĩ rằng ngươi có thể giết chúng ta hay sao, ngươi còn quá non. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, lão giả lập tức phẫn nộ, gương mặt của hắn co rúm lại, thời điểm vừa nói câu này, trên người bộc phát khí nóng rất mạnh, không khí chung quanh biến hóa không ít. Vù vù, quanh thân người này tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, nhiệt độ khủng bố bao phủ không trung, ngọn lửa này không khuếch tán ra, mà là ngưng tụ, nó càng ngưng tụ cùng một chỗ, nhiệt độ càng ngày càng mạnh. Tu vị cấp độ phá giới cảnh không phải chuyện đùa, tu vị cấp độ càng cao, khả năng khống chế năng lượng thiên địa càng mạnh, năng lượng thi triển ra không phải nhỏ, ngưng tụ càng ngày càng khủng khiếp, giống như vật chất, mật độ càng dày đặc, tự nhiên sẽ càng ngày càng chắc chắn, lực hấp dẫn cũng mạnh hơn. Lão giả hiện tại cũng giống như thế, quanh người hội tụ hỏa diễm khủng khiếp, nhưng lại không có có bao nhiêu tiết ra ngoài, nhưng khủng bố uy thế nhưng lại tự trong cơ thể tràn ngập các nơi, không gian chung quanh đỏ thẫm. Năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa hội tụ vào đây, thậm chí còn mang theo một tia uy năng của thiên địa. Dưới uy áp thiên địa này, đám cường giả đế cấp trên đại lục linh vũ này bị áp chế kịch liệt, uy áp này so với hỏa hoàng chi khí của chuyên tôn gia tộc áp chế với võ giả hỏa thuộc tính còn mạnh hơn, uy áp này cũng cường hãn hơn cường giả đế cấp chuyên tôn gia tộc rất nhiều. Hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, không ngờ hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên mang theo thần sắc kinh ngạc. Người này không chỉ tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, hơn nữa còn là người mang thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Trong thế giới, áo nghĩa vô số, nhưng mỗi chủng thuộc tính trong một thế giới đều có một loại áo nghĩa chi nguyên, ai lĩnh ngộ trước thì sẽ là của người đó. Cho dù là thế giới hỗn độn, mỗi một chủng áo nghĩa cũng chỉ có một phần áo nghĩa chi nguyên, ai lĩnh hội trước sẽ là của người đó, ai đến trước sẽ dung hợp áo nghĩa chi nguyên trước. Cho nên, trong 3.000 đại thế giới, tuy thế giới có rất nhiều áo nghĩa chi nguyên, nhưng người mang áo nghĩa chi nguyên lại không bao nhiêu, điểm này đại biểu cho người đó đạt đến đỉnh phong trước người đồng cấp. Tiểu tử, thực cho rằng ta không thể làm gì được ngươi hay sao, ta chỉ không muốn làm việc vô dụng, ngươi có linh vật trời sinh, tuy ta muốn đánh chết ngươi không dễ dàng gì, nhưng muốn đánh ngươi trọng thương lại không khó, ngươi có linh vật trời sinh, ta cũng có hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, ngươi không thể làm gì được ta đâu. Lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai, ánh mắt của hắn co rúm lại, nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo vài phần lãnh ý, hắn vừa mới có thoái ý, cũng không phải e ngại Lục Lâm Thiên, mà là hoài nghi sau lưng Lục Lâm Thiên có thế lực cực lớn hoặc là gia tộc khổng lồ làm chỗ dựa, mà tân thế giới này đã bị quái vật khổng lồ đó chiếm cứ. Cho nên hắn mới lui lại, không phải là thực e ngại, dù sao hắn là phá giới cảnh trung giai, người mang hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Đối phương cũng chỉ là phá giới cảnh sơ giai mà thôi, căn bản khó có thể làm gì được hắn, đến cấp độ phá giới cảnh này, chênh lệch một giai chính là cái hào rộng, khó có thể vượt qua được. Nhìn lão giả này, phát hiện trên người hắn có được hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên, Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc một hồi, xem ra người này cũng có vận khí tốt, bằng không rất khó có thể có được áo nghĩa chi nguyên, dựa theo lão ảnh đã nói, áo nghĩa chi nguyên tuyệt đối là bảo vật trong 3.000 đại thế giới. Trên đại lục linh vũ này, áo nghĩa chi nguyên chỉ dưới thế giới hỗn độn chi nguyên và thái cổ u minh viêm, trọng yếu nhất, còn lại là áo nghĩa chi nguyên, đây mới là bảo vật trọng yếu nhất của thế giới. Đối với những tân thế giới bình thường, không có thế giới hỗn độn chi nguyên, không có linh vật trời sinh sống tựa vào thế giới hỗn độn, không hề nghi ngờ đây là áo nghĩa chi nguyên, cũng chính là bảo vật trọng yếu nhất, nghe nói thậm chí còn đáng giá hơn cả thổ dân thế giới đó. Xem ra người rất tự tin. Nhưng ngươi chết chắc, ngươi không nên đến đây. Lời của Lục Lâm Thiên vừa dứt, huyết lục trong tay chỉ thẳng vào đối phương, khí phách lăng tuyệt, hàn ý mênh mông khuếch tán các nơi, lập tức tràn ngập một phiến không gian này, thân là chủ nhân thế giới đại lục linh vũ này, Lục Lâm Thiên không đặt người này trong lòng, mình mới là chủ nhân thế giới, có thể khống chế tất cả mọi thứ. Dõng dạc, tu vị của ngươi vừa mới đột phá phá giới cảnh mà thôi, không biết trời cao đất rộng, ta và ngươi cách nhau một giai. Cho dù thiên phú của ngươi mạnh hơn nữa cũng khó vượt qua cái hào rộng này. Ánh mắt lão giả phá giới cảnh trung giai trầm xuống, trong mắt hắn mang theo tức giận, vung trường bào lên, hỏa thuộc tính nguyên lực bao phủ khắp thiên địa, hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên nóng bỏng không ngừng ngưng tụ các nơi, cả không gian phủ lên hào quang đỏ thẫm đáng sợ. Phần phật, nguyên lực và hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên của lão giả dẫn động năng lượng thiên địa,
Trước người ngưng tụ thú ảnh bốc cháy hừng hực, giống như rắn lại giống như rồng, khí tức nóng bỏng che khuất bầu trời, lập tức phóng thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Xuy. Cùng một thời gian, ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, huyết lục trong tay biến ảo một đường vòng cung, cả không gian đột nhiên run lên, khí tức băng hàn khủng bố cực đoan lan tràn ra chung quanh, thân hình không lùi mà tiến tới, ven đường đi không gian sinh ra gợn sóng nhưng lại đóng băng một cách quỷ dị. Ngũ hành tương khắc, hàn băng hồn đao. Hư ảnh dị thú xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, nhiệt độ nóng bỏng của nó không ảnh hưởng đến Lục Lâm Thiên chút nào. Huyết lục trong tay mang theo đao mang quỷ dị bắn thẳng tới chân trời, còn mang theo khí tức băng hàn thấu xương. Xíu, yêu yêu. Lục Lâm Thiên phất tay chém ra một đao như thiểm điện, một đao này mang theo khí tức hàn băng thật mạnh, nương theo năng lượng thiên địa rót thẳng vào thân thể thú ảnh hư ảo kia. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên giáng xuống một đao như thiểm điện, lão giả kia biến sắc. Lão giả này cảm thấy hư ảnh chúng công kích quá quỷ dị. Trong đao mang của đối phương có lực lượng kỳ dị có thể áp chế hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên của mình, lực công kích của mình bị áp chế trong vô hình, hơn nữa còn kèm theo công kích linh hồn quỷ dị. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hư ảnh dị thú kỳ lạ kia bị hàn băng đông cứng, khí tức băng hàn khủng bố bao phủ tận chân trời, không đâu không có, hàn băng đông cứng hư ảnh quái vật trên không trung. Sau đó thân thể thú ảnh hư ảo kia có vết nứt lan tràn với tốc độ cực nhanh, cuối cùng nứt vỡ thành từng khúc. Nhiệt độ nóng bỏng không thể xóa đi. Tại sao có thể mạnh như vậy? Lão giả kinh ngạc, thực lực của đối phương quá khủng khiếp, một đao kia căn bản không phải người vừa đột phá phá giới cảnh có thể thi triển, lực công kích quá khủng bố, có thể trực tiếp áp chế áo nghĩa của hắn, trong đó thậm chí xen lẫn công kích linh hồn, điểm này quá quỷ dị. Hắn đã gặp được không ít đối thủ, cho dù gặp phải đối thủ tu vị phá giới cảnh trung giai cũng không sợ, cho dù là người có tiếng tăm lừng lẫy cũng thế. Bằng không hắn cũng không gia nhập làm đạo phỉ thế giới, bản thân hắn xuất thân gia tộc nhỏ, hắn biết rõ loại người có lực công kích và thiên phú khủng bố như vậy không tầm thường, loại người này chỉ có những đại gia tộc hoặc thế lực bất phàm mới có thể bồi dưỡng ra. Thì ra cũng chỉ như thế mà thôi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lảo đảo lui ra phía sau vài bước, nhưng bước chân của hắn đạp mạnh vào hư không, hắn ổn định thân thể, thực lực phá giới cảnh trung giai đúng là không kém, nếu không phải hắn thi triển hàn băng hồn đao. Dùng ngũ hành tương khắc tương sinh áp chế, đổi lại là duệ kim hồn đao hoặc là đao quyết khác, nói không chừng cũng sẽ ăn thiệt thòi mà thôi. Cảm giác được tu vị thực lực của đối phương, trong lòng Lục Lâm Thiên có phán đoán đại khái, chính mình nương tựa vào nguyên lực đan điền khí hải khổng lồ, nếu cưỡng ép chống lại, hắn vẫn còn kém một chút, phá giới cảnh sơ giai cùng phá giới cảnh trung giai là cái hào rộng, so với võ đế nhất trọng và võ đế tứ trọng còn rộng hơn nhiều, cấp độ càng cao, chênh lệch càng ngày càng lớn. Nhưng dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc, Lục Lâm Thiên cũng biết thực lực mình, tăng thêm thủ đoạn, muốn mạnh mẽ chống lại cũng không phải không được, nhưng cũng có chút mệt mỏi, tóm lại tu vị phá giới cảnh trung giai vô cùng khủng bố, nếu so với phá giới cảnh sơ giai còn mạnh hơn quá nhiều. Người này thật quỷ dị, tốc chiến tốc thắng, vạn nhất người sau lưng hắn đến thì phiền toái. Lão giả không thể không hoài nghi sau lưng thanh niên trước mặt nhất định là một thế lực lớn. Bằng không cũng không có thực lực và thiên phú mạnh như thế. Xuy. Trong nội tâm đã quyết định, mi tâm lão giả lóe lên, đột nhiên một đạo lưu quang hóa thành ánh sáng lướt đi. Xuy. Trong lòng đã quyết định, mi tâm lão giả lóe lên, một đạo lưu quang đột nhiên hóa thành cầu vồng rồi lướt đi. Cầu vồng thu liếm, lưu quang hóa thành một thân ảnh, chính là linh hồn phân thân của lão giả này. Cùng một thời gian, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Lâm Thiên cười lạnh, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời tỏa ra nhiệt độ đáng sợ, làm cho linh hồn không cách nào thừa nhận nhiệt độ đáng sợ này. Linh hồn phân thân sao, ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Từ khi giọng nói linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Lâm Thiên vừa chấm dứt, trên người tỏa ra ánh sáng màu xanh da trời, thân hình lập tức hóa thành hỏa diễm cự nhân cao cả ngàn mét. Thân hình hỏa diễm cự nhân đứng vững như ngọn núi lửa, chung là hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng, không gian cũng bị đốt cháy, khí tức của nó tập trung vào linh hồn phân thân của lão giả. Đây là hỏa viêm thể, tại sao có thể khắc chế linh hồn thể chứ? Linh hồn phân thân của lão giả cảm nhận khí tức uy hiếp từ thái cổ u minh viêm, sắc mặt đại biến, khí tức nóng bỏng và âm hàn kia đang làm linh hồn của hắn run rẩy. Nhiệt độ kia quá khủng khiếp. Linh hồn phân thân phá giới cảnh trung giai của hắn cảm thấy uể oải, căn bản không thể chống lại.
không xong. Nội tâm lão giả cảm thấy không xong, hắn muốn thúc giục linh hồn phân thân để giải quyết sớm vấn đề trước mắt, không nghĩ tới linh vật trời sinh kia lại có thể uy hiếp linh hồn phân thân của hắn. Vèo. Nhiệt độ khủng bố bao phủ, linh hồn phân thân của lão giả nhìn thấy hỏa viêm thể của thái cổ U Minh Viêm tỏa ra nhiệt độ nóng bức và âm hàn, lập tức cảm giác như đang đối mặt với khắc tinh, lập tức chạy trốn, cấp tốc thu hồi linh hồn phân thân, nếu không linh hồn phân thân của hắn sẽ gặp tổn thương rất lớn. Muốn thoát thân, muộn rồi. Hỏa diễm cự nhân màu xanh da trời quát to một câu, hắn phát tay một cái, hỏa cầu màu xanh da trời bắt đầu khởi động. Chỉ trong nháy mắt sau đó, linh hồn phân thân của lão giả vừa mới trốn đi, không gian chung quanh hắn lập tức đón nhận hỏa diễm màu xanh da trời chút xuống. Phần phật, hỏa diễm màu xanh da trời lập tức bao phủ tứ phương, khí tức đủ làm linh hồn của người ta mê muội. Nếu nhiễm phải hỏa diễm màu xanh da trời này, linh hồn tuyệt đối sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Chỉ trong sát na ngắn ngủi, không gian chung quanh bị hỏa diễm bao phủ không đường thoát thân, nhiệt độ hủy diệt có thể phá hủy linh hồn của người khác. Trong nhiệt độ như vậy, linh hồn phân thân của lão giả bị bao phủ trong đó, sâu trong linh hồn có cảm giác mê muội, nhiệt độ cao và âm hàn quỷ dị này làm hắn lâm vào nguy hiểm tuyệt đối, lập tức khô héo không thể làm khác được. Đáng chết, rốt cuộc đây là hỏa diễm gì? Bản thể lão giả đại biến, gương mặt của hắn ngưng trọng tới tận cùng, quanh thân bộc phát đường vân hộ thể thần bí, giống như một đạo phòng ngự của hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên. Thân thể lão giả lập tức lao vào trong hỏa diễm màu xanh kia, hắn tuyệt đối không cho phép linh hồn phân thân của mình xuất hiện bất kỳ vấn đề nào, nếu như linh hồn phân thân xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối phải trả cái giá thảm trọng. Xuy. Nhưng cùng thời gian đó, bản thể Lục Lâm Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào, thân ảnh quỷ mị trực tiếp xuất hiện trước mặt lão giả. Tiểu tử, người thật cho rằng có thể ngăn cản ta hay sao? Sắc mặt lão giả đại biến, cấp tốc phất tay một cái. Hỏa thuộc tính áo nghĩa chi nguyên bộc phát hỏa năng lượng cực mạnh, nương theo đó là khí tức nóng bức ngập trời, trực tiếp chấn áp Lục Lâm Thiên. Hỏa thuộc tính khủng bố bộc phát giống như sóng lớn, vết nứt không gian vỡ ra, sau đó chụp thẳng vào Lục Lâm Thiên. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn lập tức vận dụng thời không lao ngục, ngưng tụ thủy năng lượng trên vùng biển này, thủy năng lượng bàng bạc hội tụ trong nháy mắt. Sử dụng thời không lao ngục, ngưng tụ thủy năng lượng trên biển Đông có hiệu quả rất tốt, chỉ trong nháy mắt thủy năng lượng bao trùm toàn bộ không gian. Ầm ầm, không gian đã rung chuyển dữ dội, cả không gian run rẩy, không gian sau đó đóng băng ngay lập tức. Lục Lâm Thiên vận dụng thời không lao ngục, thủy thuộc tính cũng trực tiếp ẩn chứa ngũ hành tương khắc chi lực, khắc chế hỏa thuộc tính áo nghĩa của lão giả. Xuy, mắt thường có thể nhìn thấy hỏa thuộc tính cuồn cuộn đang bị thời không lao ngục, thủy thuộc tính bao phủ, năng lượng khắc chế rất quỷ dị, bắt đầu dần dần tiêu nhạt, giống như gặp phải khắc tinh trời sinh. Phá giới cảnh trung giai, không gì hơn thế mà thôi. Lục Lâm Thiên đạm mạc gầm lên một tiếng, khí tức băng hàn tán loạn, thời không lao ngục, thủy thuộc tính bao la đột nhiên lóe lên. Xuy, năng lượng hàn băng trong thiên địa tụ tập tại nơi này, lập tức đóng băng không gian, trên hư không hình thành băng sơn cao ngàn mét. Nó từ trên cao lao xuống trùng kích thẳng vào lão giả. Xoẹt. Băng sơn rơi xuống, không gian chung quanh không chịu nổi gánh nặng sinh ra âm thanh, răng rắc, từng khe hở như mạng nhện từ băng sơn khuếch tán ra các nơi. Băng sơn này tràn ngập khí tức hàn băng vô hình, trực tiếp đóng băng không gian chung quanh. Vì sao ngươi mạnh như thế, quá quỷ dị. Sắc mặt lão giả kinh hãi, hắn thật không ngờ, hắn lúc này bị áp chế. Thực lực đối phương cường hãn và khủng bố đến mức này, tất cả vượt quá sức tưởng tượng của hắn, trong lực công kích quỷ dị còn ẩn chứa áo nghĩa to lớn. Hội tụ. Thời điểm băng sơn khổng lồ ngưng tụ, sắc mặt lão giả này đã khó nhìn tới cực điểm, thủ ấn biến hóa liên tục, không gian chung quanh hắn rung động rất mạnh. Trong nháy mắt tiếp theo không gian chung quanh lại hội tụ hỏa năng lượng, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ nóng bỏng bao phủ băng sơn cao ngàn mét kia. Hỏa cầu hội tụ. Lão giả phất tay vỗ mạnh một cái, nguyên lực nóng bỏng trong cơ thể hắn bộc phát ra ngoài, chỉ trong thời gian ngắn, uy năng của hỏa cầu bộc phát dữ dội. Xuy. Hỏa cầu thật lớn này trực tiếp va chạm với băng sơn. Băng sơn và hỏa cầu giống như hai ngôi sao loại nhỏ va chạm nhau, tiếng nổ ầm ầm làm nhiều người hãi hùng khiếp vía, không gian chung quanh vụ va chạm nứt vỡ, bóng tối đen kịt bao phủ nơi đó. Ầm ầm.
hỏa cầu băng sơn đỡ upsilon.ng nhau, khí tức nóng bỏng và hàn băng quét qua các nơi, khí tức hàn băng và khí tức nóng bỏng bao phủ lẫn nhau, gợn sóng không gian biến thành khu vực tử vong. Từng vết nứt không gian cắt tới tận chân trời, biển đông bao la bên dưới bộc phát sóng lớn ngập trời, trực tiếp phá hủy không ít hải đảo. Thực lực như thế, đế giả không chịu nổi một kích. Nhìn Lục Lâm Thiên và lão giả giao thủ trên không trung, tất cả đế giả trên đại lục Linh Vũ vô cùng kinh hãi, tất cả mọi người cũng triệt để nhận định, Lục Lâm Thiên mới là người mạnh nhất thế giới. Phụ thân thật lợi hại. Trong thời gian này, Lục Doanh, Lục Trực, Lục Sảo mấy tiểu gia hỏa không chịu cô đơn trong phi linh môn, đã chạy đến nơi đây, cũng nhìn thấy động tĩnh trên biển đông nhìn động tĩnh trên không, vô cùng kinh ngạc. Tại sao các ngươi lại tới đây, không phải bảo các ngươi nên trung thực ở nhà sao? Sắc mặt Bạch Linh, Lăng Thanh Tuyền đại biến, đám người Lục Kinh Vân, Du Thược, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Cực Nhạc Tam Quỷ nhanh chóng bảo hộ mấy tiểu gia hỏa vào giữa. Đám người Lục Doanh, Lục Trực, Lục Sảo, Lục Tượng nhìn chằm chằm vào không trung, bảy tiểu gia hỏa lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ra tay, vô cùng hưng phấn, bỏ qua nguy cơ chung quanh. Đạp đạp, Lục Lâm Thiên va chạm một kích đã ép lão giả lui ra phía sau, dường như không kém nhau nhiều. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, phá giới cảnh trung giai thật sự cường hãn, có ngũ hành tương khắc tương sinh, thời không lao ngục, chỉ có thể chống lại người này. Trong tình huống bình thường, cấp độ phá giới cảnh muốn vượt cấp chiến đấu là chuyện cực kỳ khó khăn. Vào lúc này, bản thể lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai bị Lục Lâm Thiên ngăn cản, mà linh hồn phân thân đang bị bao phủ trong thái cổ u minh viêm đang sinh ra chấn động dữ dội. Chung quanh có hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố bao phủ, hắn không cách nào thoát thân được, cũng không có đường bỏ trốn. Giờ phút này, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Lâm Thiên biến thành hỏa diễm cự nhân khổng lồ. Bỗng nhiên thân ảnh kéo dài qua không gian, xuất hiện trước mặt lão giả. Thoáng chốc, nhiệt độ hỏa diễm chung quanh tăng lên dữ dội, nhiệt độ khủng bố này đã đốt chảy hư không. Linh hồn phân thân, tiêu diệt cho ta. Không có chút do dự, đột nhiên hỏa diễm cự nhân màu xanh ra trời bạo phát, hỏa diễm cự nhân mở to miệng ra, hỏa viêm màu xanh quét qua tất cả, hóa thành vòng xoáy hỏa viêm cực lớn, vòng xoáy xoay tròn, lập tức bao phủ linh hồn phân thân của lão giả. Những nơi nhiệt độ nóng bỏng đi qua, không gian bị đốt thành hư vô, tất cả đều hóa thành tro tàn. Hỏa diễm cự nhân màu xanh ra trời lập tức há mồm hấp một cái, linh hồn phân thân của lão giả nhanh chóng bị hút vào trong miệng, sau đó hỏa diễm chung quanh biến mất không thấy gì nữa. Phụt! Cùng lúc, linh hồn phân thân của lão giả liền trực tiếp bị thái cổ u minh viêm thôn phệ, bản thể của hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt của hắn lập tức tái nhợt. Vô liêm sỉ! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thời điểm lão giả phun máu ra, hai mắt của hắn bắn ra lửa giận ngập trời, sát ý trong mắt oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Một đạo linh hồn phân thân bị diệt, đại biểu hắn sau này không thể tu luyện hỏa thuộc tính áo nghĩa, có thể nói tiền đồ hủy hết, về sau không còn bao nhiêu hy vọng trên con đường tu luyện. Không để yên thì thế nào, ngươi còn có bản lãnh gì, ta cũng muốn biết một chút. Lục Lâm Thiên lại lơ đễnh, cười nhạt một tiếng. Từ khi đánh chết phụ nhân Mân Côi và tên to lớn Trọng Truy, hắn đã đánh giá thực lực của lão giả này. Vô liêm sỉ. Lão giả tu vị phá giới cảnh trung giai thu thần sắc giận dữ của mình lại, nhưng hai mắt của hắn lại lăng lệ hơn lúc trước, phất tay kết xuất thủ ấn, thủ pháp biến hóa quỷ dị, mang theo khí tức nóng bỏng bao phủ bàn tay. Nương theo khí tức nóng bỏng này bao phủ các nơi, cả phiến thiên địa này cũng nóng theo thủ ấn. Lúc này trong thiên địa bao la xuất hiện từng đốm lửa nhỏ cực kỳ nóng bức, chúng đột nhiên xuất hiện trên trời xanh. Vô số ngọn lửa hội tụ, rậm rạp chằng chịt, nhìn không thấy cuối cùng, khí tức nóng bỏng bao phủ bầu trời, vô số ngọn lửa nhỏ hội tụ vào nhau, bàng bạc mênh mông, hỏa thuộc tính áo nghĩa nồng đậm được phóng thích ra ngoài. Ngọn lửa nhìn như bình tĩnh, nhưng người có tu vị thực lực đạt đến cảnh giới mới biết nó khủng bố cỡ nào, ngọn lửa này người có tu vị đế cấp cũng khó ngăn cản. Tôn cấp sẽ bị ngọn lửa đốt thành tro tàn ngay lập tức. Thời điểm rất nhiều ngọn lửa nhỏ hội tụ vào nhau, che khuất bầu trời, không gian bị bao phủ trong nhiệt độ cực nóng. Tất cả mọi người ngẩng đầu, tầm mắt nhìn vào ngọn lửa đang tụ tập trên cao, cảnh tượng rất rung động, giống như thiên địa bị hỏa hoạn, đủ đốt sạch sẽ mọi thứ trong thiên địa. Thật sự rất mạnh. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, hắn quan sát những hỏa diễm nhỏ đang tụ tập trên bầu trời. Ánh mắt quan sát thật kỹ tình huống đang diễn ra.
Vào thời điểm này, ánh mắt một ít người cẩn thận không khó phát hiện, hỏa diễm không thể đến gần phạm vi 100 mét quanh người Lục Lâm Thiên, giống như phạm vi 100 mét này có một tầng bình chướng vô hình, các ngọn lửa không thể xâm phạm nơi này. Lúc này Lục Lâm Thiên đã nhận thức rõ ràng thực lực của lão giả này, đối với một ít cấp độ thực lực trong 3.000 đại thế giới đã có đánh giá sơ bộ, thực lực người này tuyệt đối không kém. Khí tức nóng bỏng khủng bố làm cho người ta khó chống lại, vùng biển bao la này trong vô chi vô giá đã sôi trào dữ dội, cả vùng biển này biến thành một nồi nước sôi khổng lồ. Tất cả cường giả trên đại lục Linh Vũ đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, thời điểm này ai cũng nhận ra lão giả kia đã dùng toàn lực, muốn đánh ra một kích đỉnh phong của mình. Sợ là một kích này chắc chắn sẽ rất kinh thiên động địa, đây cũng là lần giao thủ mạnh nhất từ khi đại lục Linh Vũ xuất hiện. Áo nghĩa chi nguyên, ngưng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sắc mặt lão giả ngưng trọng, chung quanh thân thể tỏa ra khí tức nóng bức, hắn quát một tiếng, cả bầu trời rung động, hỏa diễm phô thiên cái địa quét qua các nơi, lập tức hội tụ như mưa to gió lớn, trực tiếp ngưng tụ bên cạnh thân thể lão giả. Hỏa diễm mang theo khí tức nóng bỏng và khủng bố quét qua các nơi, chỉ thoáng chốc hội tụ tới gần lão giả. Trời ơi! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngọn lửa khổng lồ kia lập tức ngưng tụ thành hỏa diễm cự nhân cao 5.000 mét. Hỏa diễm cự nhân này sừng sững như ngọn núi to lớn, thân hình khổng lồ, giống như hỏa thần hàng lâm thế gian, hỏa diễm cự nhân quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong người hỏa diễm cự nhân bộc phát nhiệt độ khủng bố, làm người ta cảm thấy chấn động. Thực lực này không phải mạnh bình thường. Mọi người quan sát, ngạc nhiên ngây người, sắc mặt trắng bệch, khí tức nóng bỏng và uy áp khủng khiếp giống như thiên uy hàng lâm, năng lượng bộc phát dữ dội, giống như muốn đốt Đông Hải thành cho tàn. Dưới uy áp khủng khiếp này, Tiểu Long và Chí Thánh Đại Đế hai người đang liên thủ với nhau cũng khiếp sợ. Nhưng Tiểu Long dường như không có bao nhiêu lo lắng, thân thể Kim Long to lớn lao thẳng vào ô thử trước mặt, tên ô thử này tu luyện linh hồn áo nghĩa. Linh hồn công kích, Tiểu Long hoàn toàn miễn dịch với công kích như thế. Chí Thánh Đại Đế thấy Tiểu Long đã tính trước, hắn cũng lập tức gia nhập vây công ô thử, thúc giục thời gian chi lực, trực tiếp vây khốn ô thử vào bên trong. Lục Lâm Thiên đạp không đứng trên cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỏa diễm cự nhân, trên người đang mặc thanh linh khải giáp, lúc này hắn thu huyết lục vào cơ thể, hoàn toàn không đặt hỏa diễm cự nhân vào trong mắt. Thực lực phá giới cảnh trung giai không phải ngươi có thể chống lại. Hôm nay ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Lão giả quát một tiếng, vào lúc này hắn ngưng tụ thành hỏa diễm cự nhân khổng lồ, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, rõ ràng hắn đã dùng toàn lực của mình, lập tức giơ tay đánh xuống một kích. Ầm ầm. Khi lão giả vừa dứt lời, hỏa diễm cự nhân khổng lồ lao đi rất nhanh, nhiệt độ khủng khiếp của hỏa diễm cự nhân bao quát mọi nơi giống như thiên uy hàng thế, không gian tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng. Lục Lâm Thiên có thể chống lại được không? Nhất định phải chống lại, nếu không thể chống lại, đại lục Linh Vũ của chúng ta sẽ lâm vào tai họa. Vì đại lục Linh Vũ, vì tất cả sinh linh, nhất định phải chống lại. Vào thời khắc này, cường giả các tộc trên đại lục Linh Vũ bên đều rung động, không ngừng cầu nguyện. Mỗi người trong đại lục Linh Vũ có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu này đều lo lắng, đều cầu nguyện thân ảnh áo xanh kia có thể ngăn cản đám đạo phỉ thế giới này. Trong lòng mọi người rất rõ ràng. Tiền đồ hơn 100 ức sinh linh đại lục Linh Vũ đang nằm trên tay hắn, nếu hắn bại, hậu quả mọi người không cách nào thừa nhận nổi. Lúc này trên đại lục Linh Vũ, tất cả mọi người hiểu rõ ràng, đều khắc ghi thân ảnh áo xanh kia, cầu mong hắn đừng thua.